Bất bại chiến thần, Dương Thanh. Tập 61. Ông Minh quả thật mang họ Diệp, vốn tên là Diệp Minh. Không có mấy người biết được tên thật của ông ta. Bởi vì Diệp Minh đã chết, cả giả thượng hoàng triều lập tức cực kỳ hỗn loạn, nhưng rất nhanh một nhóm cao thủ của hoàng tộc họ Diệp bỗng nhiên xuất hiện, lại còn phong tỏa cả hộp đêm. Người cầm đầu chính là một ông lão mặc trang phục truyền thống, nét mặt đầy dữ tợn. Nhìn Diệp Minh đang ngã trong vũng máu, Lão ta cảm giác trái tim mình cũng như đang nhỏ máu theo. Rốt cuộc là ai? Lão ta nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức ra lệnh, phong tỏa toàn bộ hoàng thành Diệp cho tôi, mau chóng tra xem rốt cuộc là kẻ nào dám giết con tôi. Vâng, thưa hoàng chủ, một cao thủ hoàng tộc họ Diệp vâng lệnh rời đi. Ông lão này không phải ai khác, chính là hoàng chủ của hoàng tộc họ Diệp. Không ngờ lão ta lại đích thân đến hộp đêm giả thượng hoàng triều. Diệp Minh đã bị giết chết chính là con riêng của lão ta chính xác hơn thì Diệp Minh là con trai cả. Vốn dĩ ông ta là vị hoàng tử có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng chủ nhất, ngặt nỗi lại có người mẹ chỉ là một người phụ nữ bán hoa. Cũng vì nguyên do đó, Diệp Minh đến từng tuổi này mà chưa bao giờ bước chân vào hoàng tộc, không phải bởi vì ông ta không muốn mà là do hoàng tộc không cho phép. Trong lòng Diệp Hoàng vẫn luôn cảm thấy thiệt thòi thay Diệp Minh. Nếu không vì sự uy nghiêm của hoàng tộc, lão ta đã dẫn Diệp Minh quay về hoàng tộc từ lâu. Thế nhưng bây giờ Diệp Minh lại bị người ta giết chết, còn bị giết ở trong Hoàng Thành Diệp, có thể hiểu được Diệp Hoàng đang phẫn nộ đến cỡ nào. Trong lúc Diệp Hoàng tức giận ra lệnh phong tỏa toàn thành để truy tìm tên hung thủ đã giết người, ở phòng tổng thống tại tầng cao nhất của khách sạn Sandrila. Cậu Thanh, Diệp Minh đã chết. Sa Tăng bước vào phòng của Dương Thanh, nói với vẻ cung kính. Dương Thanh gật đầu, lại hỏi, ngoại trừ Diệp Minh, chắc hẳn còn không ít người đáng chết đúng không? Sa Tăng vội vàng trả lời, hễ người nào phạm phải tội đáng bị tử hình mà chưa bị hành quyết thì đã bị giết chết hết rồi hơn nữa người của chúng ta dùng dao găm để giết chúng cho dù hoàng tộc họ diệp nghi ngờ các thế lực ở ngoài biên giới ra tay thì cũng chỉ nghi ngờ đến điện hắc long mà thôi điện hắc long và hồng trần của chúng ta bất hòa với nhau nói không chừng có thể nhân cơ hội này khiến cho hoàng tộc họ diệp và điện hắc long xảy ra mâu thuẫn có rất nhiều thế lực đứng đầu ngoài biên giới nhưng so ra còn kém hơn hoàng tộc họ diệp rất nhiều nếu tổ chức hồng trần bị hoàng tộc họ diệp để mắt đến thì không tốt chút nào mà điện hắc long chính là tổ chức có thực lực mạnh nhất trong ba tổ chức sát thủ lớn ở ngoài biên giới nếu hoàng tộc họ diệp thật sự muốn gây hấn với điện hắc long điều đó chắc chắn sẽ mang lại nhiều thương vong hơn cho hoàng tộc này sát thủ của hồng trần có rất nhiều cách để giết người có người dùng súng có người dùng vũ khí lạnh cũng có người tay không tất sắt lần này ra tay với hoàng tộc họ diệp sát thủ hồng trần chuyên dùng dao găm cũng có thể tạo thành không ít phiền phức cho Hoàng tộc Họ Diệp. Vậy thì tốt, Dương Thanh rất vừa ý với câu trả lời này. Anh không phải kiểu người thích siết chóc, nhưng vì Hoàng tộc Họ Diệp muốn lấy mạng của anh, do đó anh chỉ thua một ít lãi trước mà thôi. Hơn nữa, những người mà Dương Thanh yêu cầu Hồng Trần ám sát tất cả đều là những kẻ đáng chết. Có điều đó hoặc là dòng chính của Hoàng tộc Họ Diệp, hoặc là người vô cùng quan trọng trong Hoàng tộc Họ Diệp. Tin tức Diệp Minh đã chết nhanh chóng lan truyền khắp cả Hoàng thành Diệp. Trong lúc nhất thời, người hoàng tộc đều bàng hoàng, sợ kế tiếp sẽ đến phiên mình. Mấy người đều là thùng cơm hay sao? Đã một đêm trôi qua mà vẫn không tìm thấy hung thủ đâu ư? Sáng hôm sau, trong điện Diệp Hoàng, vị hoàng chủ đang ngồi ở vị trí chủ tọa căm tức nhìn đám người dòng chính của hoàng tộc, gào thét hỏi. Cả đám dòng chính hoàng tộc họ Diệp bên dưới đều cúi đầu, không dám thở mạnh. Cuối cùng, đội trưởng đội lính canh phụ trách bảo vệ an ninh hoàng thành Diệp buộc phải đứng dậy, nói năng cực kỳ cẩn thận. Thưa hoàng chủ, chuyện xảy ra tối hôm qua chính là trách nhiệm đội lính canh của tôi, tôi tình nguyện nhận mọi hình phạt của hoàng tộc. Trước khi nhận hình phạt, tôi có vài lời muốn nói. Vụ ám sát tối hôm qua không phải do một người gây nên mà là cả một thế lực nhằm vào hoàng tộc họ Diệp chúng ta. Cách thức ám sát của đối phương rất mạnh mẽ, công tác phòng chống trinh sát cũng cực kỳ tỉ mỉ. Thành viên của toàn đội lính canh đã tìm kiếm toàn thành suốt cả đêm vẫn không có tin tức gì liên quan tới đối phương. Tôi nghi rằng những người đó đến ám sát là do đã có mưu tính từ trước, sau khi thực hiện xong thì lập tức rời khỏi Hoàng Thành. Bởi lẽ đó mà người của chúng ta không hề thu hoạch được gì. Đầu tiên, đội trưởng đội lính canh nhận hình phạt trước rồi mới nói ra suy đoán của mình. Diệp Hoàng vốn đang vô cùng tức giận, bây giờ đã dần dần lấy lại bình tĩnh. "Cậu có suy đoán gì về thế lực của đối phương không?" lão ta bất ngờ hỏi. Bản thân đội trưởng đội lính canh chính là cao thủ thần cảnh hậu kỳ, Hắn ta suy nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng, tất cả vết thương gây ra do ám sát đều là một chiêu mất mạng. Bất kể mục tiêu ám sát là mạnh hay yếu đều bị đối phương giết chết trong một đòn, trong số đó có cả một cao thủ thần cảnh trung kỳ. Nhìn khắp Chiêu Châu, thế lực có thể có trình độ ám sát đến mức này, ngoài hoàng tộc ra thì chắc không còn tổ chức nào có thể thực hiện được. Tôi hoài nghi đối phương chính là tổ chức sát thủ đứng đầu ngoài biên giới, hơn nữa thế lực của họ ở biên giới lại cực kỳ khủng khiếp thật ra tôi chỉ nghi ngờ vài đối tượng một là điện hắc long hai là thánh kinh và ba chính là hồng trần ba thế lực lớn này đều là những thế lực mạnh nhất ở ngoài biên giới nghe nói thủ lĩnh của họ đã là cao thủ thần cảnh đỉnh phong thậm chí có thể đã tiến vào bán bộ siêu phàm cảnh cũng không chừng chẳng qua dựa vào cách thức ám sát tối hôm qua đối phương đều sử dụng dao găm tổ chức dùng loại vũ khí này hình như chỉ có mỗi điện hắc long diệp hoàng nhíu mày sát khí lóe lên trong mắt chỉ là một tổ chức sát thủ ở ngoài biên giới lại dám giết người của hoàng tộc họ Diệp chúng ta. Vậy thì Điện Hắc Long không cần phải tồn tại nữa. Dứt lời, lão ta ra lệnh, lập tức bảo năm cao thủ thần cảnh do Diệp sát dẫn đội đến biên giới, tiêu diệt Điện Hắc Long. Hoàng chủ, vừa rồi chỉ là suy đoán của tôi, còn chưa xác định được rốt cuộc có phải do Điện Hắc Long gây ra hay không, đội trưởng đội lính canh nghe vậy thì lập tức tái mặt. Diệp Hoàng cố sức kiềm chế lửa giận của mình, cắn răng nói, không cần biết có phải do điện Hắc Long gây ra hay không, chỉ cần khả nghi là đã đủ lý do để tiêu diệt chúng. Nghe vậy, đội trưởng đội lính chỉ có thể im miệng. Rất nhanh, năm cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Diệp với chỉ huy là Diệp Sát đã tập hợp. Đây chính là những cao thủ hoàng tộc họ Diệp có thực lực gần với Diệp Hoàng, cảnh giới thần cảnh đỉnh phong. Với đội hình như thế, muốn tiêu diệt một tổ chức sát thủ ở ngoài biên giới dường như không có gì khó. Có điều ngay lúc năm người này vừa rời khỏi hoàng thành Diệp, Dương Thanh cũng xuất phát. Có nhiều lúc, chỉ cần dùng đầu óc là đã có thể giải quyết rất nhiều chuyện phiền phức. Tiệc mừng thọ của Diệp Lâm sắp đến mà Diệp Hoàng còn dám cử năm cao thủ thần cảnh đi vào ngay lúc này, thật sự ngông cuồng đến tột cùng. Năm tiếng sau, một chiếc máy bay tư nhân hạ cánh ở sân bay ngoài biên giới. Diệp sát dẫn đầu năm cao thủ thần cảnh bước khỏi máy bay, trên mặt bọn họ đều hiện lên vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo. Nhìn thấy Dương Thanh, Diệp sát kinh ngạc đến mức ngây người, không ngờ bản thân lại thấy anh ở ngoài biên giới. Dương Thanh tỏ ra rất bình tĩnh, nhìn năm cao thủ của hoàng tộc họ Diệp đã bị dọa cho xanh mặt. Dương Thanh, mày muốn làm gì? Diệp sát cảnh giác nhìn anh, hỏi. Là cao thủ hàng đầu của hoàng tộc họ Diệp, lão ta biết rất rõ những tin đồn liên quan đến Dương Thanh. Bây giờ, bọn họ có thể chắc chắn rằng cảnh giới võ thuật của anh đã bước vào siêu phàm cảnh. Trong giới võ thuật có một câu nói, dưới siêu phàm cảnh toàn là run dế. Từ câu nói này có thể thấy được sức mạnh của cao thủ siêu phàm cảnh cực kỳ đáng sợ, cao thủ thần cảnh không thể sánh bằng. Kể cả năm cao thủ thần cảnh như nhóm người Diệp Sát mà đứng trước mặt cao thủ siêu phàm cảnh cũng sẽ bị giết không còn một mống. Xông lên, Dương Thanh không để ý tới Diệp Sát, bỗng nhiên ra lệnh. Lời vừa dứt, Sa Tăng mang theo bốn cao thủ thần cảnh từ một bên đi ra. Diệp Sát là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, ngoài ra bên hoàng tộc họ Diệp còn có hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ và hai cao thủ thần cảnh trung kỳ. Còn phía Dương Thanh, trừ anh ra thì chỉ có Sa Tăng là có thực lực thần cảnh đỉnh phong, còn lại là hai cao thủ thần cảnh trung kỳ và hai cao thủ thần cảnh sơ kỳ. Những người này đều là sát thủ đứng đầu tổ chức Hồng Trần. Hai bên đứng đối diện nhau, hiển nhiên thực lực tổng thể của phe Sa Tăng kém hơn người của hoàng tộc họ Diệp một cảnh giới. Chuyện này là do Dương Thanh cố ý sắp xếp, vì anh muốn vừa giải quyết rắc rối, vừa rèn luyện các sát thủ đứng đầu Hồng Trần một chút. Lúc Diệp Sát nhìn thấy mấy người nhóm Sa Tăng, còn người lão ta đột nhiên co lại, cắn răng nghiến lợi nói, mày là sa tăng, thủ lĩnh của Hồng Trần. Sau khi giết chết thủ lĩnh trước của Hồng Trần, Dương Thanh đã nâng đỡ sa tăng trở thành thủ lĩnh tiếp theo. Diệp Sát là một trong những người quyền quý hàng đầu của hoàng tộc họ Diệp, mặc dù đây là lần đầu gặp nhau nhưng trước đó lão ta đã từng thấy ảnh của sa tăng rồi. Bây giờ nhìn thấy hắn ta xuất hiện, còn trông như nghe lệnh Dương Thanh giam giáp, cuối cùng Diệp Sát cũng nhận ra được cái gì. Tao nhớ ra rồi, mấy tháng trước, cái người bí ẩn suýt chút nữa đã diệt sạch Hồng Trần chính là mày, Dương Thanh." Nét mặt lão ta bỗng trở nên bàng hoàng, tiếp tục nói, "Đám sát thủ ám sát dòng chính của hoàng tộc họ Diệp ở Hoàng Thành Diệp vào tối qua cũng chính là sát thủ của Hồng Trần, tất cả những thứ này đều do mày đứng sau lưng sai khiến." Sát thủ của Hồng Trần không những ám sát dòng chính của hoàng tộc họ Diệp tao mà còn cố ý giết những người có mặt tại đó, bố trí thành hiện trường do sát thủ của Điện Hắc Long gây nên. Mày làm thế là vì muốn hoàng tộc họ Diệp và Điện Hắc Long trở mặt vốn Diệp Sát còn hơi nghi ngờ, hoàng tộc họ Diệp và Điện Hắc Long không ân không oán, tại sao Điện Hắc Long lại ra tay với dòng chính của hoàng tộc, đến tận bây giờ lão ta mới hiểu rõ mọi chuyện. Ông đã biết quá nhiều rồi đấy, vừa dứt lời, chân sa tăng khẽ di chuyển, lập tức đánh về phía Diệp Sát. Các anh em, giết chúng, Diệp Sát nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu sông lên nhằm về phía sa tăng. Một giây sau, hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong là sa tăng và Diệp Sát lao vào nhau hai người vừa ra tay, chẳng khác nào muốn hủy diệt toàn bộ vùng đất đó, uy thế võ đạo khủng bố không ngừng lan ra bốn phía. Tám cao thủ thần cảnh khác cũng lao vào nhau. Chẳng qua, trong số các sát thủ bên Hồng Trần, ngoại trừ sa tăng là ở cùng một cảnh giới với Diệp sát thì thực lực của những sát thủ khác đều thấp hơn một bậc so với cao thủ của hoàng tộc họ Diệp. Dù vậy, các sát thủ của Hồng Trần vẫn không hề có dấu hiệu lui bước, trái lại còn thể hiện ra thực lực ngang hàng với đám cao thủ hoàng tộc dương thanh làm như không có chuyện gì yên lặng đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt đây là cơ hội tuyệt vời để những sát thủ hàng đầu hồng trần rèn luyện nếu để anh ra tay năm cao thủ của hoàng tộc họ diệp sẽ bị giết trong nháy mắt oanh sa tăng như con sư tử cuồng bạo không ngừng tấn công làm cho diệp sát liên tục lùi lại khoảng mấy phút sau trên người diệp sát chẳng chịt vết thương khuôn mặt lão ta dữ tợn đồ khốn nạn tao liều mảng với mày sa tăng khinh thường nở nụ cười cho dù ông có liều mạng cũng chỉ có một con đường chết thôi. Trước khi Dương Thanh giết thủ lĩnh cũ của Hồng Trần và Lucifer, bản thân Sa Tăng đã là một trong ba nhân vật đứng đầu của Hồng Trần. Lúc còn ở chiến trường ngoài biên giới, hắn ta thường xuyên phải đối mặt với chuyện sinh tử, nào phải loại đóa hoa trong lồng kính như Diệp Sát có thể so được. Lúc này, Sa Tăng gần như đã tiến vào trạng thái toàn thịnh, trái lại vết thương trên người Diệp Sát càng thêm chẳng chịt, gần như sắp thua cuộc hóa ra cao thủ hàng đầu của hoàng tộc họ Diệp cũng chỉ có thế. Sa tăng mở miệng chế diễu, tựa như đã mất hứng thú chiến đấu. A a a, tao phải giết mày, tao phải giết mày, Diệp sát giận dữ, gào lên một tiếng. Sau đó, trong sự ngỡ ngàng của mọi người, lão ta đột nhiên xoay người, lao nhanh về phía trước. Chuyện này, sa tăng sừng sốt. Mãi đến tận khi Diệp Sát đã chạy đi thật xa, hắn ta mới lấy lại tinh thần, ông có thể thoát được sao? dứt lời, sa tăng lập tức đuổi theo. Từ đầu tới cuối, Dương Thanh không hề ra tay. Đây vốn là một cơ hội cho các sát thủ hàng đầu hồng trần rèn luyện, nếu anh nhúng tay vào sẽ không còn ý nghĩa nữa. Giết giết giết, lúc này, ý chí chiến đấu của bốn sát thủ hồng trần còn lại càng dâng cao hơn, ai ai cũng gào thét nhằm về phía các cao thủ của hoàng tộc họ Diệp. Ngày thường, các cao thủ của hoàng tộc đều tu luyện trong thành, chẳng có mấy ai từng tham gia thực chiến bên cạnh việc tu luyện để cảnh giới võ đạo tăng lên. Còn sát thủ của Hồng Trần thì ngược lại, ngày thường bọn họ không những phải tiếp nhận các loại nhiệm vụ ám sát mà còn phải sẵn sàng chiến đấu với các cao thủ hàng đầu nơi biên giới. Hai bên vốn không cùng một cấp bậc, mặc dù cao thủ của hoàng tộc họ Diệp có cảnh giới cao hơn nhưng vẫn bị sát thủ của Hồng Trần áp chế. Sau 5 phút, cả 4 cao thủ của hoàng tộc họ Diệp đều chết trong tay sát thủ của Hồng Trần. Đúng lúc này, Sa Tăng cầm theo một cái đầu đi tới, cái đầu này chính là đầu của Diệp Sát. Cậu Thanh, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Toàn thân sa tăng đẫm máu, nhìn về phía Dương Thanh hỏi. Hai mắt Dương Thanh híp lại, Điện Hắc Long luôn đối nghịch với Hồng Trần, vậy thì mượn cơ hội này để làm suy yếu thực lực của chúng. Tôi giao nhiệm vụ tiêu diệt Điện Hắc Long cho anh. Sa tăng lập tức vui vẻ. Ở chiến trường ngoài biên giới, thực lực của Điện Hắc Long mạnh hơn Hồng Trần rất nhiều, nếu như có thể làm suy yếu thực lực của Điện Hắc Long thì việc Hồng Trần muốn tiêu diệt chúng sẽ trở nên dễ dàng. Anh nghe đây, sắp xếp vài sát thủ thần cảnh phương đông giết một vài người của Điện Hắc Long trước đã, sau đó nói với chúng rằng, nếu dám đến chỗ của hoàng tộc họ Diệp thì chắc chắn sẽ một đi không trở lại, Dương Thanh tiếp tục nói. Vâng, Sa Tăng nhận lệnh rồi rời đi. Trong một tòa nhà lớn cũ nát ở chiến trường ngoài biên giới. Nơi này là trụ sở của Điện Hắc Long, tuy tòa nhà nhìn cũ nát nhưng nơi này là chiến trường ngoài biên giới nên đây chính là phong cách do được lửa đạn tẩy dừa. Lúc này đây, cao thủ của Điện Hắc Long đang ngồi đầy quanh bàn hội nghị trong trụ sở. Thủ lĩnh Hansen của Điện Hắc Long ngồi ở vị trí chủ tọa, trên mặt của ông ta tràn đầy sự u ám. Hoàng tộc họ Diệp ở Chiêu Châu dám giết chết người của Điện Hắc Long chúng ta, quả thật là muốn chết mà, Hansen lạnh lùng nói. Hai con người như chim ưng của ông ta quét qua những người xung quanh, nói, mọi người phát biểu ý kiến đi. Hansen vừa dứt lời thì có một bóng dáng trung niên đứng lên mở miệng nói, thủ lĩnh, tôi cho rằng trong chuyện này có điều kỳ lạ điện hắc long của chúng ta và hoàng tộc họ diệp không có bất cứ xung đột gì vì sao họ lại muốn ra tay với chúng ta lời này vừa nói ra thì những người khác đều gật đầu tới tấp hiển nhiên họ cũng có nghi ngờ giống như vậy hansen hừ lạnh ra lệnh mở video lên trên màn hình trình chiếu trước bàn hội nghị nhanh chóng xuất hiện một đoạn video chính là trong phòng họp của hoàng tộc họ diệp chỉ là một tổ chức sát thủ ở biên giới lại dám giết người của hoàng tộc họ diệp chúng ta vậy thì điện hắc long không cần phải tồn tại nữa Lập tức bảo năm cao thủ thần cảnh do Diệp Sát dẫn đội đến biên giới, tiêu diệt Điện Hắc Long. Hoàng chủ, vừa rồi chỉ là suy đoán của tôi, còn chưa xác định được rốt cuộc có phải do Điện Hắc Long gây ra hay không. Không cần biết có phải do Điện Hắc Long gây ra hay không, chỉ cần khả nghi là đã đủ lý do để tiêu diệt chúng. Video rất ngắn, chỉ có vài câu đối thoại như thế, sau đó không còn gì nữa. Nhưng chính đoạn video ngắn như vậy lại tiết lộ đến mấy tin tức vô cùng quan trọng. Một Hoàng tộc họ Diệp nghi ngờ Điện Hắc Long ám sát người của mình. 2. Diệp Hoàng đích thân ra lệnh năm cao thủ thần cảnh đến tiêu diệt Điện Hắc Long. 3. Diệp Hoàng rất phách lối, chỉ vì nghi ngờ thôi mà đã muốn tiêu diệt Điện Hắc Long. Trong phòng họp lớn của Điện Hắc Long, các thành viên cấp cao lập tức nổi giận đùng đùng. Hoàng tộc họ Diệp quả thật là quá phách lối, chỉ vì nghi ngờ thôi mà muốn tiêu diệt Điện Hắc Long của chúng ta." Một thành viên cấp cao của Điện Hắc Long phẫn nộ nói. Thủ lĩnh đã như vậy thì chúng ta nhất định phải khiến cho hoàng tộc họ Diệp phải trả giá đắt, nếu không thì chúng sẽ vẫn nghĩ rằng Điện Hắc Long chúng ta dễ ức hiếp. Một thành viên cấp cao khác kích động nói. Đương nhiên cũng có người lý trí lên tiếng, thủ lĩnh, có phải chuyện này là một âm mưu nhầm vào Điện Hắc Long ta không? Từ trong video đó có thể thấy được, quả thật có người đã giết chết người của hoàng tộc họ Diệp. Cho dù có phải là âm mưu nhầm vào chúng ta hay không thì cũng có thể xác định được một điều, đó chính là hoàng tộc họ Diệp vốn không xem điện hắc long chúng ta ra gì, chỉ phái đi có năm cao thủ thần cảnh mà muốn tiêu diệt chúng ta, còn giết nhiều cao thủ của ta như vậy, hoàng tộc họ Diệp nhất định phải trả giá đắt cho chuyện này. Trong lúc nhất thời, cả phòng họp lớn tranh cãi ẩm ý. Cuối cùng, Hansen vỗ bàn tức giận quát, tôi không quan tâm những chuyện đó, nhưng nếu như hoàng tộc họ Diệp đã khiến cho điện hắc long chúng ta chết nhiều người như vậy thì chúng phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Truyền mệnh lệnh của tôi xuống, Lập tức sắp xếp 10 cao thủ thần cảnh, chuẩn bị tiến về hoàng thành Diệp ở Chiêu Châu. "Rõ, có người đi sắp xếp theo mệnh lệnh ngay tức thì." Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên người trung niên trước đó đã nói có thể đây là âm mưu nhầm vào điện Hắc Long lên tiếng, "Thủ lĩnh, nghe nói cách đây không lâu thực lực của Diệp Hoàng trong hoàng tộc họ Diệp vừa mới đột phá lên siêu phàm cảnh, nếu chỉ cử đi 10 cao thủ thần cảnh thì e rằng không làm gì được bọn chúng." Điều này nói lên sức mạnh của Diệp Hoàng tối thiểu là đang ở siêu phàm nhất cảnh. Nếu muốn chắc chắn có thể áp chế được hoàng tộc họ Diệp thì phải có cao thủ siêu phàm nhị cảnh ra trận. Cho nên tôi kiến nghị ngoài việc sắp xếp 10 cao thủ thần cảnh tiến đến hoàng tộc họ Diệp, chúng ta có thể mời thêm một người có thực lực siêu phàm nhị cảnh đi theo chung với người của chúng ta. Hansen im lặng, tất nhiên ông ta biết người đàn ông Trung niên nói rất có lý, 10 cao thủ thần cảnh gần như là toàn bộ vốn liếng của Điện Hắc Long, nếu như những người này chết ở hoàng tộc họ Diệp thì Điện Hắc Long cũng chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Chỉ có điều muốn mời một cao thủ siêu phàm nhị cảnh thì phải bỏ ra một số tiền rất lớn. Nhưng so với việc tổn thất 10 cao thủ thần cảnh, dường như bỏ ra một số tiền lớn mời cao thủ siêu phàm nhị cảnh có vẻ dễ thực hiện hơn. Được, vậy giao chuyện này cho ông sắp xếp, mời một cao thủ siêu phàm nhị cảnh đi theo người của chúng ta đến Hoàng Thành Diệp." Hansen gõ tay lên bàn, đưa ra quyết định. Gần như cùng giây phút ấy, Hoàng tộc họ Diệp ở Chiêu Châu cách xa đó cũng đang mở cuộc họp. Diệp Hoàng làm chủ tọa, trong ánh mắt tràn đầy sự tức giận đáng sợ. Sáng nay, năm cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Diệp vừa mới đi đến chiến trường ngoài biên giới tiêu diệt Điện Hắc Long thì buổi chiều, đầu của cả năm người đã bị người ta treo ở trên cổng của hoàng thành Diệp, đây quả thật là một sự sỉ nhục vô cùng lớn đối với hoàng tộc. Tôi muốn Điện Hắc Long bị hủy diệt, bỗng nhiên Diệp Hoàng giận dữ thét ầm lên. Toàn bộ nhân vật cấp cao của hoàng tộc họ Diệp đang ngồi ở dưới đều câm như hến, không ai dám lên tiếng. Lúc này cả người của Diệp Hoàng đều phát ra uy thế của cao thủ siêu phàm cảnh, ép cho đám nhân vật cấp cao thở không nổi. Hoàng chủ, tôi cho rằng Điện Hắc Long chỉ là hạng tôm tép nhãi nhép mà thôi, trước hết có thể tạm thời buông tha cho họ mấy ngày. Chuyện quan trọng nhất với chúng ta bây giờ là tiệc mừng thọ trăm tuổi của lão hoàng chủ vào ba ngày sau. Cuối cùng có một nhân vật lão làng mở miệng tiếp lời, đến khi tiệc mừng thọ của lão hoàng chủ kết thúc, không cần chúng ta ra tay thì cũng sẽ có người chủ động đến chiến trường ngoài biên giới tiêu diệt điện Hắc Long. Trong mắt Diệp Hoàng lóe lên sát ý đáng sợ. Chính vì ba ngày sau là tiệc mừng thọ trăm tuổi của Diệp Lâm bố của lão ta, bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này nên mới khiến cho hoàng tộc họ Diệp chịu sỉ nhục lớn hơn. Lão ta cũng hiểu, hiện giờ đối với hoàng tộc họ Diệp, tiệc mừng thọ ba ngày sau mới là chuyện quan trọng nhất. Được, vậy tạm thời buông tha cho Điện Hắc Long, đợi đến khi hoàng tộc họ Diệp chúng ta nắm quyền quản lý đế thôn thì tôi muốn Điện Hắc Long phải máu chảy thành sông, Diệp Hoàng vô cùng kiên quyết. Diệp Sát là cao thủ hàng đầu ở bên cạnh lão ta, đã đi theo từ khi lão ta vẫn còn là hoàng tử, giờ đây lại đầu một nơi thân một nẻo, chỉ có cái đầu bị treo ở phía trên cổng của Hoàng Thành Diệp. Diệp Hoàng muốn tạm thời buông tha cho Điện Hắc Long, nhưng lại không ngờ được Điện Hắc Long đã phái đi 10 cao thủ thần cảnh, đã vậy còn tốn một khoản tiền lớn để mời một cao thủ siêu phàm nhị cảnh đang đuổi đến Hoàng Thành Diệp. Trong lúc này, Dương Thanh đã rời khỏi chiến trường ngoài biên giới, ngồi trên chuyến bay trở về Yến Đô những việc nên làm đều đã làm, anh cũng biết rõ chỉ dựa vào điện hắc Long thì không thể tiêu diệt hoàng tộc họ Diệp được. Mặc dù không tiêu diệt được hoàng tộc họ Diệp, có thể mang đến phiền phức lớn cho bọn họ thì cũng đủ rồi. Bây giờ anh cần phải trở lại Yến Đô để chuẩn bị trước, đợi đến 3 ngày sau, thời điểm hoàng tộc họ Diệp tổ chức tiệc mừng thọ trăm tuổi cho Diệp Lâm ở Yến Đô. Đêm đó, dưới sự dẫn dắt của một cao thủ siêu phàm nhị cảnh, 10 cao thủ thần cảnh của Điện Hắc Long lặng lẽ đột nhập vào trong Hoàng Thành Diệp. Người của hoàng tộc họ Diệp đều không nghĩ rằng tốc độ của Điện Hắc Long lại nhanh như thế, cũng không ngờ tới chuyện họ lại dám phái ra nhiều cao thủ đến Hoàng Thành Diệp như vậy. Lúc này đêm đã về khuya, ngoại trừ một số nơi chiếu suốt phim cuối và cửa hàng 24 giờ thì những nơi khác đều đã đóng cửa, cư dân trong Hoàng Thành Diệp đã chìm vào giấc mộng đẹp từ lâu. Vào lúc này, 11 người lặng lẽ tiếp cận Hoàng Phủ họ Diệp. Dựa theo kế hoạch đã đề ra, 10 cao thủ thần cảnh đồng thời xuất hiện tại cổng phía nam của Hoàng Phủ họ Diệp. Mấy tên lính của hoàng tộc họ Diệp đang canh gác ở đó đều có vẻ mệt mỏi. Phụt, phốc, chấm, đột nhiên, 10 cao thủ thần cảnh xuất hiện cùng lúc, như mũi tên rời khỏi dây cung mà lao về phía mấy tên lính canh của hoàng tộc. Bọn lính canh vốn đã cực kỳ thiếu ngủ, hơn nữa đã nhiều năm rồi chưa hề có ai dám xông vào hoàng thành nên họ hoàn toàn không lo lắng rằng lúc này sẽ có người đột nhập vào hoàng phủ. Gần như trong nháy mắt, những tên lính kia đều bị sát thủ của Điện Hắc Long giết chết đến chết mà những kẻ kia vẫn chưa biết mình đã chết như thế nào. Sau khi giết chết lính canh gác ở cổng phía nam của hoàng phủ họ Diệp, 11 cao thủ tiến vào trong mà không hề bị ai ngăn cản. Vào lúc này, bên trong hoàng phủ họ Diệp rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có đội lính gác tuần tra đi qua nhưng hầu như không ai biết kẻ địch đã xâm nhập vào bên trong hoàng phủ. 11 cao thủ thuận lợi tiến vào, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã giết được hơn 20 tên cao thủ bên trong hoàng phủ. Nhìn ra khắp thế giới thì e rằng không được bao nhiêu thế lực có thể làm được điều này, thực lực của Điện Hắc Long quả thật không hề tầm thường. Qua thêm 5 phút nữa, cuối cùng thì 11 người cũng đi đến trước một căn biệt thự cực kỳ sang trọng, đây chính là nơi ở của Diệp Hoàng. 11 cao thủ nhìn nhau rồi cùng xông vào biệt thự. Lần này bọn họ đến vốn là muốn ám sát Diệp Hoàng nên tất nhiên sẽ không còn bất kỳ đường lui nào, 11 cao thủ thần cảnh bộc phát toàn bộ thực lực trong nháy mắt. Giờ phút này Toàn bộ hoàng phủ đều bị bao phủ bởi uy áp mạnh mẽ của thần cảnh, rất nhiều người trong hoàng tộc còn đang ngủ say đột nhiên bị đánh thức. Kẻ địch tấn công, có địch tấn công, trong phút chốc, tiếng chuông báo động chói tai vang lên khắp hoàng phủ. Rầm rầm rầm, sinh tử của Diệp Hoàng gần như bị san bằng trong nháy mắt dưới sự tấn công của 11 người, người thuộc Điện Hắc Long. Bọn mày chán sống rồi, Diệp Hoàng bước ra khỏi đống đổ nát, trên người tỏa sự tức giận ngập trời trong tay lão ta còn đang sách theo một cao thủ thần cảnh hậu kỳ của Điện Hắc Long. Cổ của người nọ đã bị năm ngón tay của Diệp Hoàng xuyên thủng, trong mắt ngập tràn sự hoảng sợ. Người đáng phải chết chính là ông, vị cao thủ siêu phàm nhị cảnh mà Điện Hắc Long đã phải trả giá rất lớn để mời về đang hừng hực ý chí chiến đấu, bên trong cặp con người đen nhánh kia đều là ý muốn tàn sát điên cuồng. Bùm, đột nhiên, một sức ép phó thuật kinh khủng tràn ra từ người lão ta. Cảm nhận được sức mạnh của đối phương, con người của Diệp Hoàng bỗng rút lại, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Lão ta đã đột phá đến siêu phàm nhất cảnh nhưng lúc này lại cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn từ cao thủ cầm đầu của Điện Hắc Long kia. Để áp chế được lão ta thì thực lực của đối phương chắc chắn phải ở mức siêu phàm nhị cảnh. Mấy người là ai, sao đêm hôm lại xông vào hoàng tộc họ Diệp, Diệp Hoàng nhìn đối phương với vẻ mặt dữ tợn, chất vấn. Cao thủ siêu phàm nhị cảnh mà Điện Hắc Long thuê đến tên là Tay Lo, là một người phương Tây tiêu chuẩn, lúc này toàn thân tay lo đang tràn đầy ý chí chiến đấu không hề trả lời câu hỏi của diệp hoàng mà lạnh giọng nói hôm nay ông nhất định phải chết vừa nói xong thì thân thể của tay lo bỗng nhiên biến mất cảnh giới võ thuật của diệp hoàng thấp hơn tay lo nên tất nhiên lão ta không dám khinh thường đã chuẩn bị từ lâu nên cũng hành động ngay khi tay lo ra tay hừ một cú tấn công của tay lo bị thất bại lão ta hừ lạnh trước thực lực tuyệt đối này thì ông có thể trốn được mấy lần sau khi nói xong tay lo vọt đến trước mặt diệp hoàng rồi tung ra một cú đấm lần này diệp hoàng lại muốn né tránh nhưng đã muộn nên chỉ có thể cố gắng chịu đựng lão ta bắt chéo hai cánh tay ở trước ngực đồng thời dậm chân nhanh chóng lùi về sau nhằm giảm bớt thương tổn gây ra bởi sự tấn công của tay lo bùm nhưng vào lúc diệp hoàng bắt chéo hai tay và lùi về phía sau thì tay lo đã xuất hiện trước mặt nhấc chân ra một chiêu đánh thẳng vào bụng của lão ta theo sau cú va chạm chói tai cơ thể của Diệp Hoàng bị hất tung lên không và văng ra xa mười mấy mét, sau đó rơi xuống một cách nặng nề. Thời khắc này, khắp nơi đều là tĩnh mịch, đám cao thủ của hoàng tộc họ Diệp còn bàng hoàng hơn, ai nấy cũng đều đang trợn mắt há mồm mà nhìn. Diệp Hoàng vừa đột phá tiến vào siêu phàm cảnh cách đây không lâu, dù chỉ là mới vào nhưng đó cũng là cao thủ siêu phàm cảnh thứ thiệt. Nhìn khắp chiêu châu này, ngoại trừ những gia tộc cổ võ lánh đời ra thì còn được mấy người chứ. Mà lúc này, diệp hoàng vô cùng mạnh mẽ trong mắt bọn họ lại đang bị một cao thủ phương tây dùng một chân đạp bay mười mấy mét rồi hộc máu tại chỗ sắc mặt của diệp hoàng tái nhợt ánh mắt khi nhìn về phía tay lo tràn đầy sát khí mãnh liệt là chủ của hoàng tộc họ diệp lão ta đã từng bị sỉ nhục đến mức này bao giờ đâu thế mà lão ta lại bị một người đánh trọng thương ngay tại hoàng phủ họ diệp nhưng diệp hoàng cũng biết rằng cao thủ trước mặt có cảnh giới võ thuật cao hơn mình cho dù lão ta đã vào được siêu phàm nhị cảnh thì cũng không phải đối thủ của đối phương Tay lo là cao thủ siêu phàm nhị cảnh mà Điện Hắc Long phải trả một cái giá rất đắt để mời đến, có thể là một cao thủ bình thường được sao? Xem như ông muốn giết tôi thì ít nhất phải cho tôi một lý do chứ, hai mắt của Diệp Hoàng nhìn chằm chằm vào tay lo, chất vấn. Tay lo hừ lạnh, chỉ dựa vào ông thì vẫn chưa có tư cách để biết. Đường đường là người mạnh nhất của hoàng tộc họ Diệp, một trong bốn hoàng tộc lớn mạnh nhất Chiêu Châu mà lại không chịu nổi một đòn, thật đúng là khiến người ta thất vọng đã như vậy thì tôi không tiếp tục chơi đùa với ông nữa tay lo vừa dứt lời thì một luồng khí thế đáng sợ hơn lan ra từ lão ta vào lúc này toàn bộ hoàng phủ đều bị một luồng uy thế khủng khiếp như rời núi lấp biển bao phủ lấy những người trong hoàng tộc đều run cầm cập trên mặt ngập tràn sự sợ hãi không chỉ hoàng phủ họ diệp mà toàn bộ hoàng thành diệp đều bị bao phủ và khống chế bởi khí thế võ thuật siêu phàm nhị cảnh của tay lo vô số cao thủ trong hoàng thành đã bị đánh thức sợ hãi nhìn về phía hoàng phủ ông có thể chết rồi. Tay lo đột ngột nói, sau đó xuất hiện trước mặt Diệp Hoàng và tung ra một cú đấm. Audio điện tử võ tấn bền mấy cao thủ của điện Hắc Long vốn đã chuẩn bị quay về, nhưng lúc này cả đám đều cứng đờ tại chỗ như pho tược. Điện Hắc Long đã phải chịu tổn thất rất lớn để mời một cao thủ siêu phàm nhị cảnh đi giết Diệp Hoàng, thế mà lão ta lại bị một lão già tóc bạc giết chết chỉ bằng một đòn. Khoảnh khắc bị ông già tóc bạc đột một xuất hiện đánh chúng một đòn, mạng sống của tay lo dường như đã tan biến. Bố, một lúc lâu sau, mọi người mới bừng tỉnh vì tiếng gọi của Diệp Hoàng. Một tiếng bố này vang lên như tảng đá rơi xuống biển, khiến cho biển khơi dậy sóng, đám người vừa hoàn hồn sau nỗi sợ hãi lại bị dọa cho chết chân thêm lần nữa. Ngay cả người trong hoàng tộc họ Diệp cũng mới biết được gần dây rằng hoàng chủ đời trước của hoàng tộc vẫn còn sống, và ba ngày sau còn định đến Yến Đô tổ chức lễ mừng thọ 100 tuổi. Bây giờ, trong hoàng tộc họ Diệp thì ngoài những nhân vật lão làng, đây là lần đầu tiên những người khác nhìn thấy Diệp Lâm. Sau khi dùng một đòn giết chết siêu phàm nhị cảnh tay lo, Diệp Lâm nhanh chóng thu lại khí thế võ đạo, trông không khác nào một người bình thường. Nếu vừa rồi mọi người không chứng kiến cảnh Diệp Lâm giết chết tay lo, chắc chắn bọn họ sẽ không nghĩ Diệp Lâm có liên quan gì đến một cao thủ siêu phàm cảnh. Chuyện còn lại giao cho con. Lễ mừng thọ vào ba ngày sắp đến mới là việc quan trọng, dạo này đừng gây thêm rắc rối nữa. Diệp Lâm nhìn về phía Diệp Hoàng, lạnh nhạt nói một câu rồi cất bước rời đi đám người chỉ biết nhìn theo. Diệp Lâm trông như đang chậm rãi cất bước đi về phía trước, một giây trước còn cách bọn họ hơn 10 mét nhưng giây tiếp theo đã cách hơn 100 mét, sau đó thì hoàn toàn biến mất. Chuyện này, tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc. Trong mắt bọn họ, cao thủ thần cảnh đỉnh phong đã là mạnh nhất hiện giờ, lúc này lại được tận mắt nhìn thấy phong thái của cao thủ siêu phàm cảnh, đây quả thật là một kỳ tích đối với họ. Tổng cộng có 10 tên cao thủ thần cảnh của Điện Hắc Long và một cao thủ siêu phàm nhị cảnh được thuê, siêu phàm nhị cảnh tay lo đã bị Diệp Lâm giết chết, 10 cao thủ thần cảnh của Điện Hắc Long cũng bị Diệp Hoàng giết chết một tên khi vừa bắt đầu phát động tấn công. Hiện giờ, Điện Hắc Long chỉ còn 9 cao thủ thần cảnh. Bản thân Diệp Hoàng cũng là một cao thủ siêu phàm cảnh. Mặc dù vừa rồi bị tay lo đánh cho bị thương nặng nhưng dù sao cũng là một cao thủ siêu phàm cảnh, lão ta không hề cảm thấy áp lực khi đối đầu với cao thủ thần cảnh. Nơi này vốn là hoàng tộc họ Diệp, xung quanh còn có hơn 20 người có thực lực thần cảnh có thể nói đây là căn cứ mạnh nhất toàn bộ Hoàng Thành Diệp. Với sức mạnh của 9 cao thủ thần cảnh Điện Hắc Long mà muốn sống sót rời đi thì dường như là không thể. Tất nhiên những người đó cũng ý thức được điều này, thế nên trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Rốt cuộc mấy người là ai?" Diệp Hoàng lạnh lùng nói. Dứt lời, uy thế siêu phàm cảnh trên người lão ta nhanh chóng tản ra và bao trùm lấy cao thủ của Điện Hắc Long. Cao thủ của Điện Hắc Long nhìn nhau, không có ai trả lời câu hỏi của lão ta. Bùm, trong lúc các cao thủ điện hắc long im lặng, thân hình của Diệp Hoàng lóe lên rồi xuất hiện trước mặt của một cao thủ thần cảnh hậu kỳ, tung một trường vào lồng ngực của đối phương. Lồng ngực của cao thủ thần cảnh hậu kỳ đó lập tức lún vào trong, thân hình bay ra xa hơn mười mấy mét, nặng nề nện vào một thân cây cổ thụ cao ngất rồi phun ra một ngụm máu. Tắt thở. Cao thủ thần cảnh hậu kỳ này là người mạnh nhất trong 9 cao thủ thần cảnh mà bây giờ lại không chịu nổi một đòn của Diệp Hoàng, có thể thấy rằng Diệp Hoàng rất mạnh. Còn lại tám cao thủ của Điện Hắc Long đang tràn đầy lửa giận, nhưng cũng chỉ dám giận không dám nói gì. Trong số các người chỉ có một người có thể sống sót. Ai nói cho tôi biết mấy người là ai và lý do tấn công hoàng tộc họ Diệp giữa đêm khuya thế này là gì, tôi sẽ tha cho kẻ đó. Diệp Hoàng lại hỏi, trong đôi con người đen nhánh lóe ánh sáng lên khiến người ta sợ hãi. Đừng nghe lão ta nói, chúng ta chỉ có thể liều chết chiến đấu trận này thì may ra còn cơ hội sống sót, nếu không thì tất cả mọi người đều sẽ chết ở đây, giết. Đúng lúc này, một cao thủ thần cảnh hậu kỳ còn sót lại trong tám cao thủ của Điện Hắc Long đột nhiên mở miệng lên tiếng. Vừa nói người nó đã di chuyển, không hề sợ hãi lao về phía Diệp Hoàng. Những cao thủ khác của Điện Hắc Long cũng có phản ứng, lập tức đồng loạt di chuyển và chém tới từ bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời, giữa hai bên đã nổ ra một cuộc chiến ác liệt trong số các cao thủ còn lại của Điện Hắc Long, về cơ bản đều là cao thủ thần cảnh trung kỳ và sơ kỳ, còn cao thủ thần cảnh đỉnh phong và cao thủ thần cảnh hậu kỳ đã bị giết sạch. Một cao thủ thần cảnh hậu kỳ còn sống sót lại xông đến Diệp Hoàng, nhưng chưa kịp tung ra chiêu thức thì đã bị lão ta dùng một đòn đánh chết. Nhưng ngay tức khắc, những người còn lại của Điện Hắc Long liều mạng chiến đấu, giết chết được ba cao thủ của hoàng tộc họ Diệp và còn làm trọng thương vài thành viên của hoàng tộc họ Diệp. Tất nhiên, bản thân họ cũng bị thương nặng chỉ là họ biết rằng bây giờ chỉ có liều mạng chiến đấu thì mới còn đường sống. Khi Diệp Hoàng nhận ra ba cao thủ của hoàng tộc họ Diệp đã bị giết thì vô cùng giận dữ, giết. Sau khi lão ta gia nhập, chỉ trong một phút ngắn ngủi đã giết chết toàn bộ cao thủ của Điện Hắc Long. Toàn bộ hoàng phủ họ Diệp tràn ngập mùi máu tanh tươi. Trong trận chiến này, hoàng tộc họ Diệp đã bị tổn thất hết ba cao thủ thần cảnh, năm cao thủ thần cảnh bị thương nặng. Ngoài ra, đội lính canh cấp bậc vương cảnh cũng đã chết hơn 20 người đây là tổn thất nặng nề nhất của hoàng tộc họ diệp từ khi diệp hoàng kế thừa hoàng vị đến nay hoàng chủ đã điều tra được những người này là người của điện hắc long ở chiến trường ngoài biên giới đột nhiên một cao thủ trung niên đi đến trước mặt diệp hoàng báo cáo dầm khí thế toàn thân trên người diệp hoàng bộc phát mặt đất dưới chân hóa thành cát bụi trong nháy mắt điện hắc long lão ta gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra cái tên này hai con người đỏ rực tràn đầy sát ý Đợi đến khi lễ mừng đại thọ 100 tuổi của bố tôi kết thúc, tôi nhất định sẽ tự mình đi đến chiến trường ngoài biên giới, tắm máu cả Điện Hắc Long. Cộng thêm 5 cao thủ thần cảnh mà Diệp Hoàng phái đến chiến trường biên giới để tiêu diệt Điện Hắc Long, hoàng tộc họ Diệp đã mất hết 8 cao thủ thần cảnh, hơn nữa họ đều bị giết bởi Điện Hắc Long. Số người có thực lực thần cảnh của hoàng tộc họ Diệp vốn đã ít ỏi, nếu không nhờ lão ta đột phá vào siêu phàm cảnh và đánh chiếm các thế lực hàng đầu khác, đồng thời thu nạp cao thủ về hoàng tộc thì sợ là họ đã không còn một người nào mang sức mạnh thần cảnh nữa. Mặc dù vậy, số cao thủ thần cảnh chết do Điện Hắc Long lần này cũng đã chiếm một phần ba số cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Diệp. Ông lão đó vừa nói xong, một luồng sát khí kinh khủng tràn ra bao phủ toàn thân Diệp Hoàng. Dương Thanh, Diệp Hoàng gần như cắn răng gọi tên Dương Thanh. Lão ta là hoàng chủ của hoàng tộc họ Diệp, nắm trong tay hoàng thành Diệp nhiều năm như vậy, Mặc dù làm việc có chút nóng nảy nhưng cũng không phải tên vô dụng không có đầu óc. Trong lòng Diệp Hoàng luôn hiểu rằng Điện Hắc Long không thể vô cớ ra tay với cao thủ hoàng tộc họ Diệp, trước đó lão ta phái năm cao thủ thần cảnh đi tiêu diệt Điện Hắc Long cũng không phải do kích động. Với thực lực của hoàng tộc họ Diệp, không khó để tiêu diệt một tổ chức sát thủ ở ngoài biên giới. Chỉ là, lão ta không ngờ rằng năm cao thủ thần cảnh đều bị diệt sạch, càng không ngờ đến Điện Hắc Long lại có nhiều cao thủ thần cảnh như vậy nếu như có thể tiêu diệt điện hắc long thì không nói làm gì nhưng đây lại không được như vậy đương nhiên lão ta sẽ không khinh thường họ nữa hoàng chủ vốn dĩ giữa chúng ta và điện hắc long không có ân oán tại sao họ lại bỗng nhiên cho người tấn công chúng ta thậm chí còn dám phái ra cao thủ hàng đầu xâm nhập vào trong hoàng phủ để ám sát tôi nghi ngờ tất cả đều là âm mưu của dương thanh ngay từ đầu những sát thủ đã ám sát dòng chính của hoàng tộc họ diệp chúng ta hoàn toàn không liên quan với điện hắc long Tất cả những điều này đều là âm mưu do Dương Thanh đứng sau thiết kế, thậm chí tôi còn nghi ngờ Điện Hắc Long cũng đã gặp cuộc ám sát vô cùng nghiêm trọng, cũng là do Dương Thanh đứng phía sau. Còn năm cao thủ thần cảnh do chúng ta phái ra vốn dĩ chẳng phải do Điện Hắc Long giết chết, mà do Dương Thanh giết, sau đó đổ tội cho Điện Hắc Long. Từ đó, chúng ta và Điện Hắc Long sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung. Cho nên dưới cơn nóng giận, Điện Hắc Long mới có thể phái ra một cao thủ siêu phàm nhị cảnh và 10 cao thủ thần cảnh đến ám sát trong hoàng tộc họ diệp khổng lồ tất nhiên vẫn có người sáng suốt nhanh chóng phân tích ra nguyên nhân điện hắc long phái người ám sát diệp hoàng trên mặt diệp hoàng tràn đầy hung ác nghiến răng nghiến lợi nói bây giờ điện hắc long đã chết nhiều cao thủ như vậy nói cách khác cho dù chúng ta nói ra sự thật thì giữa bọn họ và chúng ta vẫn là tình cảnh không chết không thôi ông lão vừa phân tích gật đầu nghiêm nghị nói tôi đã điều tra điện hắc long bản thân nó là một trong ba tổ chức sát thủ lớn hàng đầu ngoài biên giới có đến 23 người có thực lực thần cảnh. Nghe đồn thủ lĩnh Điện Hắc Long đã đột phá vào siêu phàm cảnh. Lần này, Điện Hắc Long phái ra 10 cao thủ thần cảnh đã là một nửa lực lượng ở đó, còn cao thủ siêu phàm nhị cảnh kia, chắc là Điện Hắc Long đã phải trả một cái giá rất lớn mới mời được. Cho dù thế nào, đối với Điện Hắc Long mà nói, hoàng tộc họ Diệp chúng ta đã là kẻ thù một mất một còn lớn nhất của họ. Nếu lại phái cao thủ đến đây, đội hình sẽ càng mạnh mẽ hơn. Lời này vừa nói ra, người hoàng tộc họ Diệp bên trong đại điện đều có vẻ mặt nghiêm nghị. Hôm nay nếu Diệp Lâm không xuất hiện ngay thời điểm quan trọng, e là Diệp Hoàng đã bị giết. Nếu như Điện Hắc Long lại phái ra đội hình mạnh hơn thì trừ khi Diệp Lâm ra tay, nếu không hoàng tộc họ Diệp sẽ bị lật đổ. Ba ngày sau là tiệc mừng thọ trăm tuổi của Diệp Lâm. Nếu hôm đó, Điện Hắc Long đi quấy rối hoặc lại ra tay với Hoàng Thành Diệp thì đều sẽ là tai họa của hoàng tộc. Diệp Hoàng suy nghĩ một hồi, đương nhiên lão ta hiểu rõ chuyện này sau một hồi im lặng, lão ta mới mở miệng nói, tạm thời mặc kệ điện Hắc Long. Tiệc mừng thọ trăm tuổi của bố tôi vào ba ngày sau mới là chuyện quan trọng nhất. Chỉ cần ngày hôm đó điện Hắc Long dám quấy rối, tôi nhất định sẽ khiến cho bọn họ có đến mà không có về. Ngoài ra, thông báo cho tất cả dòng chính của hoàng tộc và các nhân vật quan trọng đến Yến Đô trước để chuẩn bị cho tiệc mừng thọ vào ba ngày sau. Nghe những gì Diệp Hoàng nói, vẻ mặt của tất cả mọi người đều khác nhau. Hiển nhiên, lão ta dự định vứt bỏ hoàng tộc họ Diệp, nếu không sẽ không để tất cả dòng chính của hoàng tộc và các quản lý cấp cao rời khỏi hoàng tộc họ Diệp. Vâng, đám người sôi nổi đáp. Một bên khác, tại trụ sở của Điện Hắc Long ở chiến trường ngoài biên giới. Thủ lĩnh Hansen đã biết được tin 11 cao thủ đi ám sát Diệp Hoàng đều bị diệt sạch. Trên gương mặt trắng nón của ông ta tràn đầy hung tợn, hoàng tộc họ Diệp hủy Điện Hắc Long của tôi, tôi nhất định phải khiến bọn chúng tắm máu. Thủ lĩnh, tay lo là cao thủ siêu phàm nhị cảnh vậy mà vẫn chết ở hoàng tộc họ Diệp. Việc này nói rõ bên trong hoàng tộc họ Diệp tồn tại ít nhất một cao thủ siêu phàm tam cảnh. Một người đàn ông có gương mặt phương Tây mở miệng nói. Đương nhiên tôi hiểu điều này. Hansen cắn răng nói, vậy thì thế nào? Chỉ cần điện hắc long ta vẫn còn một người sống, thì nhất định phải khiến cho hoàng tộc họ Diệp phải trả cái giá nặng nề. Người đàn ông có gương mặt phương Tây đáp lời, thủ lĩnh, tôi đã nhận được tình báo mới nhất giết chết tay lo chính là hoàng chủ đời trước của hoàng tộc họ Diệp, tên là Diệp Lâm. Ba ngày sau chính là tiệc mừng thọ trăm tuổi của lão ta, lại còn tổ chức tại Yến Đô Chiêu Châu. Nghe nói, vào 50 năm trước, Diệp Lâm đã bước vào siêu phàm cảnh. Hiện giờ 50 năm đã trôi qua, sợ là thực lực chỉ có mạnh hơn, tôi nghi ngờ tay lo là bị lão ta giết chết. Nghe hắn ta nói vậy, ngược lại Hansen cảm thấy hứng thú, tiệc mừng thọ Diệp Lâm lại không tổ chức ở hoàng tộc họ Diệp mà lại ở Yến Đô sao. Người kia vội vàng trả lời, ở Chiêu Châu có một truyền thuyết, người có được Yến Đô thì sẽ có được thiên hạ. Nói đúng hơn là người nắm được Đế Thôn thì sẽ nắm được cả thế giới trong tay. Theo truyền thuyết, Đế Thôn đang ở ngay tại Yến Đô, bên trong Đế Thôn cao thủ thần cảnh như mây, thậm chí ngay cả cao thủ siêu phàm cảnh cũng có không ít. Diệp Lâm biến mất 50 năm, bỗng nhiên xuất hiện vào lúc này, còn cực kỳ phô trương mở tiệc chiêu đãi rất nhiều nhà quyền quý hàng đầu nhất thiết phải tổ chức tiệc mừng thọ trăm tuổi ở Yến Đô, sợ rằng muốn kế thừa đế thôn. Nếu thủ lĩnh muốn báo thù rửa hận, có lẽ ba ngày sau sẽ là thời điểm thích hợp nhất. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt bọn nắm quyền trong điện Hắc Long đều ngạc nhiên. Trên gương mặt của Hansen, sự hung tợn đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt đầy nghiêm túc. Mặc dù ông ta muốn hủy diệt hoàng tộc họ Diệp nhưng cũng biết được sức mạnh của họ. Ba ngày sau, một khi để hoàng tộc họ Diệp có được đế thôn thì sợ rằng Điện Hắc Long không còn cơ hội nào khác để trả thù. Quan trọng là, sau khi hoàng tộc họ Diệp nắm đế thôn trong tay, họ sẽ tiêu diệt Điện Hắc Long trước tiên. Dù sao ân oán giữa hai thế lực lớn đã đến tình cảnh không chết không thôi. Đã như vậy, chúng ta càng không thể buông tha hoàng tộc họ Diệp, Hansen cắn răng nói. Nghe vậy, vẻ mặt người đàn ông phương Tây trước đó suy đoán mục đích tiệc mừng thọ của hoàng tộc họ Diệp thay đổi, nói, thủ lĩnh, hoàng tộc họ Diệp đã mở tiệc chiêu đãi rất nhiều thế lực hàng đầu chiêu châu, nếu ba ngày sau đến Yến Đô, tôi e là chúng ta sẽ trở thành mục tiêu tấn công. Ai nói là ba ngày sau tôi sẽ dẫn người đi Yến Đô, Hansen cười lạnh. Tất cả mọi người hơi sừng sốt, chỉ thấy trong mắt ông ta lóe lên tia lạnh lẽo, híp mắt nói, ba ngày sau, Diệp Lâm và Diệp Hoàng sẽ rời khỏi hoàng tộc họ Diệp. Nói cách khác, ngày hôm đó bên trong hoàng tộc họ Diệp không có cao thủ siêu phàm cảnh nào. Đến lúc đó, tôi sẽ tự mình đi đến hoàng tộc họ Diệp, nhất định phải để bọn chúng chịu tổn thất lớn. Người kia lại vội vàng nói, nhưng dù chúng ta diệt sạch toàn bộ hoàng thành Diệp thì sao chứ? Thực lực của Diệp Lâm ít nhất cũng là siêu phàm tam cảnh, mà Diệp Hoàng lại là cao thủ siêu phàm cảnh. Một khi tiệc mừng thọ kết thúc, họ nhất định sẽ trả thù chúng ta, đến lúc đó, Điện Hắc Long chỉ có thể bị tiêu diệt. Hừ, Han Sen lạnh giọng nói, đừng quên, Diệp Lâm giết tay lo, mà sư phụ tay lo, là đại sư Caesar. Chờ đại sư Caesar biết tay lo chết trong tay Diệp Lâm, tất nhiên sẽ tự mình đến tiệc mừng thọ của Diệp Lâm mà giết người. Trong lúc Biện Hắc Long và hoàng tộc họ Diệp ngấm ngầm mưu tính lẫn nhau, Dương Thanh đã về tới Yến Đô. Trong dinh thự Vân Phong, ngoài Dương Thanh thì vẫn còn vài bóng dáng quen thuộc. Tiền Bưu, người từng là vua bóng đêm ở biên giới phía bắc đang đứng một bên với vẻ mặt nặng nề, mà người bên cạnh Dương Thanh chính là Lý Trọng với thực lực siêu phàm tứ cảnh ngoài hai người họ còn có cả sa tăng với thực lực thần cảnh đỉnh phong tính cả dương thanh thì chỉ có bốn người nhưng trong bốn người ở đây không có ai là đơn giản cả tiền bưu được xem như là tiền bối của dương thanh từ khi đi theo anh thực lực của ông ta đã có bước tăng trưởng rất lớn sau đó lại nhờ có sự hỗ trợ từ đan dược của phùng tiểu uyển hiện giờ tiền bưu đã trở thành một cao thủ thần cảnh đỉnh phong bản thân sa tăng chính là thủ lĩnh đứng đầu của hồng trần một trong ba tổ chức sát thủ lớn ở chiến trường ngoài biên giới. Vốn dĩ hắn ta chính là cao thủ trải qua nhiều kinh nghiệm vào sinh ra tử, tuy thực lực chỉ ở cảnh giới thần cảnh đỉnh phong nhưng sức chiến đấu có thể sánh ngang với bán bộ siêu phàm cảnh. Lý Trọng là cao thủ siêu phàm tứ cảnh, bản thân lại tu hành phép hô hấp 9 tầng của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh, sức chiến đấu tiến thẳng đến siêu phàm ngũ cảnh. Còn về Dương Thanh, tuy rằng anh chỉ ở mức siêu phàm nhị cảnh nhưng lại có thể đánh bại Lý Trọng sau khi có được phương pháp tu hành đại đạo thiên diễn kinh, thực lực của anh tăng vọt, sức chiến đấu có thể sánh với cao thủ siêu phàm ngũ cảnh. Với đội hình như vậy, thử đưa mắt nhìn khắp chiêu châu xem, ngoại trừ gia tộc cổ võ ẩn thế ra thì họ chính là sự tồn tại đứng đầu. Ba ngày sau, tiệc mừng thọ trăm tuổi của Diệp Lâm sẽ được tổ chức ở Yến Đô, còn mời rất nhiều nhà tài phiệt đứng đầu chiêu châu, rõ ràng mục tiêu mà Diệp Lâm nhắm đến chính là đế thôn. Dương Thanh quét mắt qua mọi người, nói cực kỳ nghiêm trọng, trước giờ chỉ nghe thấy tin đồn về đế thôn rốt cuộc nó là một nơi như thế nào thì chẳng có ai đoán được cuộc đấu võ giành ngôi vương của yến đô lúc trước đã bị tôi phá hủy lúc này khi cuộc chiến tranh giành đế thôn bắt đầu hoàng tộc họ diệp chắc chắn sẽ chuẩn bị đâu ra đó theo như lời đồn đãi thì hoàng tộc không được phép nhúng tay vào cuộc chiến tranh giành đế thôn thậm chí dòng chính hoàng tộc cũng bị cấm xuất hiện ở yến đô nhưng vào cuộc đấu võ giành ngôi vương của yến đô lần trước Người của bốn hoàng tộc lớn đều xuất hiện ở Yến Đô, thế nhưng không hề có bất cứ chuyện không hay nào xảy đến với họ cả. Nói vậy, chính vì như thế mới làm cho hoàng tộc họ Diệp có lá gan giống chống khua chiêm bước vào Yến Đô. Dù thế nào, chúng ta cũng không thể để cho đế thôn xuất thế. Dương Thanh vừa nói xong câu này, sắc mặt những người còn lại đều lộ vẻ nặng nề. Ngay lúc này, Lý Trọng lên tiếng, cậu Thanh, tuy rằng chúng ta chỉ nghe toàn tin đồn về đế thôn, nhưng sự kiện xảy ra ở Yến Đô vào 100 năm trước kia thật sự tồn tại. Điều này tôi có thể làm chứng. Về phần Đế thôn đến tột cùng là như thế nào và liệu nó có thật sự trung thành với vương của Yến Đô sau khi xuất thế hay không thì không thể nào chắc chắn được. Tuy nhiên, hiện giờ hoàng tộc họ Diệp cố ý muốn nắm quyền kiểm soát Đế thôn, còn mời nhiều gia tộc quyền quý đứng đầu như thế, e rằng chúng đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, muốn dẹp yên sợ là không hề dễ dàng. Tôi có một đề nghị. Thay vì để hoàng tộc họ Diệp nắm đế thôn trong tay, chỉ bằng cậu Thanh hãy hành động. Nhìn từ nhiều góc độ, cậu chính là ứng cử viên thích hợp nhất cho ngôi vương của Yến Đô, hoàng tộc vốn không có tư cách can thiệp. Chỉ cần cậu ra tay thì tất nhiên sẽ có thể kế thừa đế thôn. Một khi đế thôn nghe theo mệnh lệnh của cậu thì đó sẽ là trợ lực cực kỳ to lớn cho cậu. Mấy người ở đây đều biết rõ tình trạng hiện giờ của Dương Thanh. Anh không chỉ chọc giận người của hoàng tộc họ Vũ mà còn có thù hận với cao thủ của Miêu Thành. Bên cạnh đó, anh em tốt của Dương Thanh là Mã Siêu lúc này cũng bị mắc kẹt ở hoàng tộc họ Phùng, một trong hai hoàng tộc cổ xưa lớn. Còn có một tai họa ngầm lớn nhất, đó chính là phủ thành chủ Hoài Thành. Hoàng tộc họ Vũ và hoàng tộc họ Phùng còn đỡ, chỉ có Miêu Thành và Hoài Thành là cực kỳ phiền phức. Miêu Thành cũng giống như Hoài Thành, đều là gia tộc ẩn thế, trong đó còn có cả cao thủ siêu phàm cảnh. Trong lần đột kích của cao thủ siêu phàm cảnh của Hoài Thành lúc trước, nếu không nhờ sư phụ vô danh của Dương Thanh mạnh mẽ chân áp, sợ rằng Dương Thanh đã bị cao thủ Hoài Thành giết chết từ lâu. Dù sao Long Dược cũng là con rể của phủ thành chủ Hoài Thành, lại chết ở trong tay Dương Thanh. Cho dù vô danh đã cảnh cáo Hoài Thành thì chắc chắn là Dương Thanh vẫn bị người bên đó ghi hận. Nói không chừng một ngày nào đó, phủ thành chủ Hoài Thành sẽ ra tay với Dương Thanh. Trong tình hình này, dường như chỉ có kế thừa đế thôn, giành lấy quyền kiểm soát cao thủ siêu phàm cảnh trong tay thì Dương Thanh mới có thể đối phó với mơ rắc rối này. Có điều Dương Thanh lại cố chấp như trước, lắc đầu nói, nghe đồn đế thôn rất đáng sợ, nếu không thể khống chế thì sẽ tạo thành tai họa cực kỳ khủng khiếp cho toàn bộ chiêu châu. Tôi không thể chỉ vì bản thân mình mà đặt cả chiêu châu vào trong thế khó xử. Dù là ai cũng đừng hòng kế thừa đế thôn, đây là giới hạn của tôi. Nghe Dương Thanh nói như thế, Lý Trọng không nói thêm điều gì nữa, trên mặt chỉ hiện lên một chút đáng tiếc. Tiền Bưu có xuất thân ở chiến vực, Dương Thanh lại từng là tướng quân biên giới phía Bắc. Do đó, Tiền Bưu sẽ chỉ phục tùng những quyết định của Dương Thanh. Về phần sa tăng, lúc trước chính mắt hắn ta nhìn thấy Dương Thanh và thủ lĩnh Hồng Trần chiến đấu với nhau, đương nhiên biết rõ thực lực của anh mạnh mẽ đến chừng nào. Vì thế ở trước mặt Dương Thanh, Sa Tăng chẳng thể nổi lòng phản kháng, cũng chỉ biết lựa chọn chấp hành quyết định của anh. Vì thế sau khi Lý Trọng đưa ra ý kiến, trong phòng lập tức rơi vào yên tĩnh. Giây phút hiên lặng ngắn ngủi trôi qua, trong mắt Dương Thanh hiện lên vẻ sắc bén. Anh nheo mắt, nói, hoàng tộc họ Diệp đã muốn chết thì tôi sẽ khiến cho họ bị hủy diệt. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt của đối phương. Nhà họ Lý của Hoàng Thành Diệp, Hồng Trần, Ảnh Vệ, tất cả cao thủ thần cảnh của ba thế lực lớn phải dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào Yến Đô, chờ mệnh lệnh của tôi bất cứ lúc nào. Dương Thanh bất chợt lên tiếng lý trọng sa tăng và tiền biêu là người phụ trách của ba thế lực lớn này khi nghe thấy mệnh lệnh của dương thanh ba người bọn họ đều lập tức đứng thẳng người dậy lý trọng ba ngày sau cũng chính là ngày tổ chức tiệc mừng thọ trăm tuổi của diệp lâm ông tự mình đến hoàng thành diệp một chuyến ngày hôm đó tôi muốn cả hoàng thành diệp bị hủy diệt không đợi ba người đáp lại dương thanh lập tức quay người nhìn lý trọng và tiếp tục ra lệnh lý trọng là cao thủ siêu phàm tứ cảnh ba ngày sau diệp lâm sẽ tổ chức tiệc sinh nhật ở yến đô đến lúc đó hoàng thành diệp sẽ chống không một mình lý trọng là đã đủ để đè ép cả hoàng tộc họ diệp vâng cậu thanh lý trọng vội vàng đáp nhưng mà câu tiếp theo của dương thanh khiến cho lão ta mừng như điên anh nói tiếp một khi thế lực đứng đầu chiêu châu biến mất thì sẽ gây ra ảnh hưởng cực lớn trong phạm vi nhất định sau khi hoàng tộc họ diệp bị hủy diệt nhà họ lý mau chóng thay thế là được lý trọng ngơ ngẩn cả người cảm giác bản thân như đang nằm mơ. Nhiều năm qua, lão ta vẫn ẩn cư không xuất hiện, cố gắng tu luyện đại đạo thiên diễn kinh cũng chỉ vì một ngày có thể thay thế hoàng tộc họ thượng quan. Vốn dĩ Lý Trọng nghĩ rằng sau khi thất bại trong kế hoạch thay thế hoàng tộc họ thượng quan, cả đời này mình không còn bất kỳ cơ hội nào để cho nhà họ Lý được thăng tiến lên làm hoàng tộc. Vũ Văn Cao Dương hoàn toàn không cho Dương Thanh có cơ hội từ chối, anh đành bất đắc dĩ đồng ý. Bố, chỉ cần bố có thể khuyên bảo được Vũ Văn Bân thì con có thể bồi dưỡng anh ta. Dương Thanh vẻ mặt nghiêm túc nói, nhưng bố không được nói sẽ cho con kế thừa gia tộc Vũ Văn nữa. Nếu để người ngoài nghe được, lan truyền đi thì hoàng tộc họ Diệp sẽ lấy nó làm lý do chính đáng để ra tay với gia tộc. Điều mà Dương Thanh sợ nhất là sau khi giải quyết hoàng tộc họ Diệp, họ sẽ cho cùng dứt dậu. Mặc dù gia tộc Vũ Văn nhỏ, nhưng một khi chủ gia tộc biến thành Dương Thanh thì lại khác. Tuy Vũ Văn Bân từng có ân oán rất sâu với anh, luôn luôn nhằm vào anh, cũng đã làm rất nhiều chuyện không tốt, nhưng nể mặt Vũ Văn Cao Dương, Dương Thanh có thể buông bỏ tất cả thù oán. Chỉ cần Vũ Văn Bân có thể đặt thù hận xuống thì anh cũng không ngại bồi dưỡng anh ta, không chỉ thế còn có thể dốc sức trợ giúp, cố gắng nâng cao địa vị của gia tộc Vũ Văn ở Chiêu Châu. Được rồi, bố đồng ý với con, sẽ không nói chuyện muốn giao gia tộc Vũ Văn giao cho con ra ngoài. Vũ Văn Cao Dương cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng cam đoan, ngay sau đó lại nghiêm túc nói, con có thể từ chối vị trí chủ gia tộc nhưng lệnh bài này con cứ cầm trước đã. Đợi sau này Vũ Văn Bân có thể tự mình đảm đương rồi thì con hãng giao lệnh bài cho nó. Dương Thanh không cự nữ nữa, cất lệnh bài chủ gia tộc đi. Anh bỗng nhiên lại hỏi, bố, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Sao con có cảm giác như bố đang nhắn nhủ hậu sự vậy? Đồng thời, trong lòng anh còn nhiều thêm chút lo lắng. Vũ Văn Cao Dương mỉm cười lắc đầu, Bình tĩnh nói, chẳng qua là có một số việc nhìn thấu rồi, sợ có một ngày bỗng nhiên gặp chuyện ngoài ý muốn nên mới nghĩ nên thu xếp mọi thứ trước. Nhìn thấy Vũ Văn Cao Dương không giống như đang nói dối, Dương Thanh thầm thở phào nhẹ nhõm, đáp lời, "Nếu bố mệt thì cứ giao việc trong gia tộc cho người đáng tin đi ạ, à, bố cũng nên nghỉ ngơi một chút." "Chỉ cần con còn ở đây, con quyết không để gia tộc Vũ Văn suy tàn." Vũ Văn Cao Dương gật đầu, "Dương Thanh, cảm ơn con." Dương Thanh cười lắc đầu, đứng dậy nếu như không còn chuyện gì khác thì con đi trước đây, một thời gian nữa con sẽ trở lại thăm bố. Được, Dương Thanh nhanh chóng rời khỏi gia tộc Vũ Văn, đến nhà họ Diệp. Dù thế nào thì Diệp Mạn chủ gia tộc nhà họ Diệp hiện giờ cũng là mẹ ruột của Tần Thanh Tâm, có một số việc phải bàn giao trước. Trong lúc Dương Thanh đi đến nhà họ Diệp, Vũ Văn Cao Dương gọi Vũ Văn Bân đến. "Bố, bố tìm con ạ, à. gặp bố mình." Vũ Văn Bân kìm nén sự căm hận trong lòng xuống, kính cẩn nói. Văn Bân, bố có chuyện muốn bàn với con." Vũ Văn Cao Dương đáp. "Có chuyện gì, bố cứ bảo con là được ạ." À, Vũ Văn Bân nói. Vũ Văn Cao Dương gật đầu rồi mới lên tiếng, "Con cũng biết, giờ đây Dương Thanh dù là về thân phận hay địa vị đều rất cao, bố định cho con đi theo nó một thời gian để nó bồi dưỡng con, đợi đến lúc con có thể một mình gồng gánh gia tộc sẽ giao gia tộc này lại cho con." Vũ Văn Bân sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, "Con xin lỗi, chuyện này con không làm được." Đồng thời, lòng anh ta tràn đầy tức giận, sự căm thù Vũ Văn Cao Dương đã đạt đến đỉnh điểm. Vừa rồi Vũ Văn Cao Dương đã giao lệnh bài chủ gia tộc cho Dương Thanh, còn nói muốn anh làm người đứng đầu gia tộc Vũ Văn, những lời này chính tai Vũ Văn Bân nghe thấy. Nhưng bây giờ, Vũ Văn Cao Dương lại muốn anh ta đi theo Dương Thanh một thời gian, khi nào có thể gồng gánh gia tộc mới được giao chuyện trong nhà, thật sự nghĩ anh ta là kẻ ngu sao. Chuyện này, con làm không được cũng phải làm. Vũ Văn Cao Dương bỗng nhiên nghiêm nghị nói, bố biết con vẫn cho rằng dương thanh đã cướp đi tất cả của con nhưng bố nói cho con biết nó không cướp đi cái gì của con cả với địa vị hiện giờ của dương thanh chỉ cần nó muốn thì giành quyền kiểm soát bốn hoàng tộc lớn ở chiêu châu cũng dễ như trở bàn tay chứ đừng nói là gia tộc vũ văn dương thanh không quan tâm đến nhà ta đâu nó cũng đã cam đoan với bố rồi chỉ cần con chấp nhận để nó bồi dưỡng thì sẽ bỏ qua tất cả ân oán chỉ cần nó còn ở đây gia tộc vũ văn sẽ không suy bại ngược lại còn sẽ trở thành gia tộc đứng đầu chiêu châu vũ văn bân thình lình cười khẩy bố không hiểu ân oán giữa con với dương thanh bố cho rằng cậu ta sẽ bỏ qua ân oán với con sao con cho bố biết điều đó không có khả năng bố muốn giao vị trí chủ gia tộc cho con thì giao không muốn thì thôi đã biết ân oán giữa bọn con không thể biến mất thì đừng có nghĩ đến chuyện bảo cho con đi theo dương thanh để cậu ta bồi dưỡng con lại càng không dứt lời anh ta tức giận bỏ đi láo sược vũ văn bân con quay trở lại cho bố, Vũ Văn Cao Dương tức giận quát. Nhưng Vũ Văn Bân không để ý tới ông ta, vẫn cứ đi. Láo tuét, đồ khốn nạn, Vũ Văn Cao Dương tức giận vô cùng. Nếu không phải vì chỉ có một mình Vũ Văn Bân là con ruột, ông ta tuyệt đối sẽ không giao vị trí chủ gia tộc cho thằng con này. Ra khỏi nhà của Vũ Văn Cao Dương, Vũ Văn Bân về nhà mình, mặt mũi đầy dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, ông đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Dương Thanh đáng chết, nhưng Vũ Văn Cao Dương ông cũng đáng chết. Tôi sẽ dùng cách của mình để lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi. Lần đầu tiên anh ta sinh ra ý nghĩ muốn giết Vũ Văn Cao Dương mãnh liệt như thế. Lúc này, Dương Thanh đang ở nhà họ Diệp nói chuyện với Diệp Mạn, bỗng nhận được cuộc gọi từ Vũ Văn Cao Dương. Dương Thanh, bố xin lỗi, bố không thể thuyết phục được Vũ Văn Bân, Vũ Văn Cao Dương ấy náy nói anh đã đoán ra kết quả này từ trước nên không hề ngạc nhiên khi biết được vũ văn bân không đồng ý để mình bồi dưỡng không sao đâu ạ à, bố đừng lo con sẽ dùng cách của mình để âm thầm đào tạo anh ta dương thanh đáp sau khi anh cúp điện thoại diệp mạn cười hỏi sao vậy lão già vũ văn cao dương kia muốn con bồi dưỡng vũ văn bân sao dương thanh mỉm cười gật đầu không bàn đến gia tộc vũ văn nữa hiện giờ nhà họ diệp có cần con giúp gì không ạ à? diệp mạn lắc đầu vì con mà tám gia tộc lớn của Yến Đô giờ chỉ còn có hai, còn đúng gia tộc Vũ Văn và nhà họ Diệp thôi. Còn sáu gia tộc khác, ngoại trừ nhà họ Long trở về hoàng tộc họ Long ra thì năm gia tộc còn lại trên cơ bản đã trở thành nền tảng ở Yến Đô cho những thế lực hàng đầu tại Chiêu Châu. Một khi những thế lực này rời khỏi Yến Đô thì thật sự chỉ còn lại gia tộc Vũ Văn và nhà họ Diệp. Dương Thanh gật đầu, dặn dò, dù thế nào đi nữa, hai ngày sau chính là tiệc mừng thọ của hoàng tộc họ Diệp, chắc chắn sẽ xảy ra biến cố lớn, nếu có thể con mong mẹ hãy tạm thời rời khỏi nhà họ trước tiệc mừng thọ trăm tuổi của diệp lâm một ngày xế chiều dương thanh nhận được điện thoại của vũ văn cao dương dương thanh bố sẽ không đi nữa trong mắt mấy cao thủ hoàng tộc đó bố không là cái thá gì cả bọn họ sẽ không nhằm vào bố đâu dương thanh chưa kịp nói gì vũ văn cao dương lại tiếp tục nói dương nhiên nếu như bố nói nếu như hoàng tộc họ diệp thật sự hèn hạ dùng bố để uy hiếp con vậy con cứ yên tâm, bố sẽ không để chúng có cơ hội này. Bởi vì trước khi chúng định dùng bố để uy hiếp con, bố sẽ tự sát. Dương Thanh vốn muốn Vũ Văn Cao Dương rời đi, cũng chỉ vì sợ hoàng tộc họ Diệp chó cùng rứt dậu, dĩ nhiên tỷ lệ xảy ra chuyện này là vô cùng nhỏ. Dẫu sao hoàng tộc họ Diệp cũng cần mặt mũi, nếu bọn họ thật sự làm như vậy, sẽ trở thành trò cười của toàn Chiêu Châu. Hoàng tộc họ Diệp là một trong những gia tộc đứng đầu Chiêu Châu, bọn họ chắc sẽ không làm như vậy. Bố, bố nghiêm trọng hóa vấn đề rồi, nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, con cũng có thể bảo vệ bố bình an." Dương Thanh vô cùng trịnh trọng nói. Vũ Văn Cao Dương vô cùng vui vẻ yên tâm, nhưng vẫn dặn dò, "Dương Thanh, con cũng nhất định không được làm gì ngốc nghếch, là bố tự lựa chọn ở lại, tất cả hậu quả bố sẽ chịu trách nhiệm. Nếu hoàng tộc họ Diệp thật sự không biết xấu hổ, con cũng nhất định đừng quan tâm đến bố, nếu không cho dù bố sống cũng sẽ áy náy suốt đời, bố tình nguyện chết, cũng không muốn trở thành gánh nặng của con." dương thanh biết cứ tiếp tục tranh luận sẽ không hay lắm cho nên anh nói vâng con đồng ý với bố dương thanh dù sao hoàng tộc họ diệp cũng là gia tộc đứng đầu ở chiêu châu cho dù thế nào con nhất định cũng phải đảm bảo bình an cho mình nếu con xảy ra chuyện không may bố cũng không biết phải đối mặt với người mẹ quá cố của con như thế nào vũ văn cao dương bỗng nhiên nói giọng điệu đầy vẻ ân cần và lo âu dương thanh gật đầu bố bố yên tâm đi khi đối mặt với hoàng tộc họ diệp con nhất định sẽ bảo đảm an toàn của mình là trên hết. Hai bố con lại trò chuyện hồi lâu, mới cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Dương Thanh sắc mặt vô cùng nặng nề, sau đó dặn dò sa tăng ở bên ngoài, sắp xếp hai cao thủ đỉnh phong thần cảnh tới bảo đảm an toàn cho bố tôi. Vâng, cậu Thanh, sa tăng vội vàng đáp. Cho dù tỷ lệ hoàng tộc họ Diệp ra tay với Vũ Văn Cao Dương là vô cùng nhỏ, nhưng vẫn tồn tại nguy cơ. Nếu có tồn tại, Dương Thanh nhất định phải cố gắng bảo đảm sự an toàn cho Vũ Văn Cao Dương. Anh Thanh, vừa rồi Long Tấn của Hoàng tộc Họ Long nói lão ta đã dẫn cao thủ Hoàng tộc Họ Long tới Yến Đô, hơn nữa còn 10 người của mấy gia tộc hàng đầu ở Hoàng Thành Long tới đây, muốn bàn chuyện ngày mai cùng cậu. Lúc này, tiền bưu lại lên tiếng. Dương Thanh đưa tay nhìn thời gian trên đồng hồ, sau đó nói, còn 2 giờ, đến lúc đó tôi sẽ đi một chuyến. Tiệc mừng thọ của Diệp Lâm vốn mời những gia tộc đứng đầu chiêu châu, hoàng tộc họ long đương nhiên được mời các gia tộc đừng đầu ở hoàng thành cũng được mời tới long tấn là cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh đối với dương thanh mà nói đúng là rất hữu dụng hai giờ sau một chiếc phê tần màu đen từ từ dừng lại trước cửa của thanh phong các thanh long các là một trong những khách sạn cao cấp nhất ở yến đô dương thanh đi thẳng lên phòng trí tôn lúc này phòng bao rộng lớn đã ngồi đầy người nhìn thấy dương thanh xuất hiện long tấn vội vàng đứng lên chào đón cậu thanh cậu tới rồi Dương Thanh khẽ gật đầu, dưới sự nghênh đón của Long Tấn, ngồi xuống bên người lão ta. Người của hoàng tộc họ Long đều đã từng gặp Dương Thanh, vội vàng chủ động chào hỏi. Cảnh tượng này khiến những người trong phòng bao sợ ngây người. Ở đây, ngoài người của hoàng tộc họ Long và Dương Thanh, những người khác đều là các gia tộc quyền quý đứng đầu hoàng tộc họ Long, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp Dương Thanh. Trước kia, họ cũng chỉ mới nghe danh Dương Thanh, hôm nay được gặp mới biết anh lại trẻ như vậy. Cậu Thanh, ở đây đều là người trong các gia tộc đứng đầu Hoàng Thành Long, cậu xem, có cần căn dặn gì không?" Long Tấn cung kính hỏi. Thái độ của lão ta đối với Dương Thanh vô cùng cung kính, khiến cho những người quyền quý ở đây càng khiếp sợ hơn. Nhưng cũng chỉ là kinh ngạc, trong mắt rất nhiều người đầy nghi ngờ. Dẫu sao Dương Thanh vẫn còn quá trẻ, nhìn còn chưa tới 30 tuổi. Mặc dù bọn họ đã nghe các tin đồn liên quan tới Dương Thanh, nói anh có thực lực siêu phàm cảnh, nhưng cũng chỉ là tin đồn còn rốt cuộc thực lực của Dương Thanh như thế nào, bọn họ chưa được nhìn thấy tận mắt. Vì vậy, khi nhìn về phía Dương Thanh, ánh mắt của rất nhiều người có thêm mấy phần khinh khi. Đối với sự thay đổi sắc mặt của những người này, Dương Thanh có chú ý tới, nhưng anh cũng không nói thêm gì, tiệc mừng thọ trăm tuổi của Diệp Lâm ngày mai mới là điểm chính. Điều anh quan tâm nhất cũng chỉ là cao thủ siêu phàm cảnh thật sự, nếu không phải có giao tình với hoàng tộc họ Long, anh cũng chẳng tới đây. Trước sự mong đợi của Long Tấn, Dương Thanh lắc đầu, tôi không có gì muốn nói, các người cứ coi như tôi không tồn tại, cần bàn gì thì cứ bàn đi. Lúc này Long Tấn mới gật đầu, đảo mắt khắp căn phòng, lạnh giọng nói, ngày mai chính là tiệc mừng thọ trăm tuổi của Diệp Lâm, hoàng chủ đời trước của hoàng tộc họ Diệp. Lần này, hoàng tộc họ Diệp mời rất nhiều thế lực đứng đầu, nhất là các thế gia tộc đứng đầu ở các hoàng thành cũng được mời tới. Nhưng tiệc mừng thọ trăm tuổi của Diệp Lâm lại cử hành ở Yến Đô, chuyện này có thể thấy rõ dã tâm của hoàng tộc họ Diệp rất lớn, mục tiêu của họ là đế thôn. Nghe vậy, mọi người đều kinh hãi. Trước đó bọn họ luôn không hiểu vì sao tiệc mừng thọ của Diệp Lâm là ngày quan trọng như vậy mà lại không cử hành ở Hoàng Thành Diệp. Bây giờ nghe Long Tấn nói như vậy, bọn họ mới hiểu ra. Hoàng tộc họ Diệp thật sự có lá gan này sao? Bọn họ không sợ người trăm năm trước chỉ dùng sức một mình đã chân áp được năm hoàng tộc lớn lúc đó sao? Có người lên tiếng hỏi, mặt đầy nghi ngờ. Người nói chuyện chính là Lâm Huy chủ gia tộc họ Lâm, một trong bốn gia tộc lớn ở Hoàng Thành Long. Không chỉ Lâm Huy, những người đứng đầu của ba gia tộc lớn khác cũng liên tục gật đầu, hiển nhiên đều có cùng mối nghi ngờ với Lâm Huy. Như vậy có thể thấy trong lòng những người này, Cao thủ chỉ dựa vào sức của mình để trấn áp được năm hoàng tộc lớn trăm năm trước đáng sợ đến mức nào. Long Tấn, Dương Thanh vừa lên tiếng, đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cậu nói không thể là không thể sao? chủ gia tộc vừa mới nói chuyện cao mày nói. Long tấn nhíu mày, không vui nhìn về phía ông già kia, quát lên, phương nho, không được vô lễ với cậu Thanh. Long Hoàng, không phải tôi bất kính với cậu ta, mà cậu ta nói chuyện quá quả quyết rồi. Dù sao hoàng tộc họ Diệp cũng là một trong bốn hoàng tộc lớn ở Chiêu Châu, hiện nay cảnh giới võ đạo của Diệp Hoàng đột phá siêu phàm cảnh, lại còn có thêm hoàng chủ đời trước của hoàng tộc họ Diệp đột phá siêu phàm cảnh vào 50 năm trước. Tôi nói một câu Long Hoàng ngài không thích nghe, nếu hoàng tộc không có người bảo vệ, dựa vào thực lực của hoàng tộc họ Diệp ngày hôm nay, muốn chân áp ba hoàng tộc lớn khác hẳn cũng không phải là không thể. Phương Nho không hề cho Long Tấn chút mặt mũi, trong lời nói còn mang theo mấy phần khinh thường hoàng tộc họ Long. Lời này làm cho người của hoàng tộc họ Long lập tức thay đổi sắc mặt, sắc mặt Long Tấn vô cùng khó coi. Dĩ nhiên lão ta cũng biết lời của Phương Nho không phải là không có đạo lý, dẫu sao bây giờ hoàng tộc họ Diệp đã xuất hiện hai cao thủ siêu phàm cảnh, mà ba hoàng tộc lớn khác ngay cả một cao thủ bước vào siêu phàm cảnh cũng không có. trong giới võ đạo có lưu truyền một câu nói dưới siêu phàm cảnh chỉ là con kiến hôi, có thể thấy sự chênh lệch giữa cao thủ siêu phàm cảnh và cao thủ thần cảnh lớn đến nhường nào. chỉ là Phương Nho nói ra những lời như thế trong tình hình này thật sự là không cho lòng tấn chút mặt mũi nào. Dương Thanh không lên tiếng, chỉ lạnh nhạt nhìn Phương Nho cũng không thể bởi vì một câu nói thật của đối phương mà nổi điên chứ. Căn phòng rộng lớn nhất thời yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều nhìn về phía phương nho. Long Hoàng, tôi vẫn cho là hoàng tộc họ Diệp mời các gia tộc lớn tới cũng không phải nhằm vào đế thôn, mà chúng muốn mượn cơ hội này để thể hiện sức mạnh của hoàng tộc họ Diệp, từ đó giao uy với các thế lực quyền quý. Còn hoàng tộc họ Diệp lựa chọn địa điểm tổ chức ở Yến Đô, cũng có thể là vì tránh hiểm nghi, dẫu sao hiện giờ hoàng tộc họ Diệp xuất hiện hai cao thủ siêu phàm cảnh, nếu tổ chức tiệc mừng thọ ở Hoàng Thành Diệp, sợ là có rất nhiều gia tộc không dám tới cho nên chỉ có nơi trung lập là Yên Đô mới là thích hợp nhất. Tôi thì lại cho rằng bây giờ chúng ta phải quan tâm đến việc phải đối phó như thế nào trước tình cảnh hoàng tộc họ Diệp chèn ép Hoàng Thành Long, mà không phải hoàng tộc họ Diệp có nhầm vào đế thôn hay không. Phương Nho lại nói tiếp, lão ta vẫn ra vẻ đúng mực, lời nói cũng khiến người ta không thể bắt bẻ được gì. Lâm Huy khẽ gật đầu, nói, ông chủ Phương nói có lý, có khi hoàng tộc họ Diệp muốn thể hiện sức mạnh của họ, đồng thời chấn chỉnh các gia tộc, để cho thấy địa vị của hoàng tộc họ Diệp. Ánh mắt Long Tấn bỗng nhìn về phía một ông già khác, lão ta hỏi, ông chủ Giang, ông cho là thế nào? Chủ gia tộc họ Giang một trong bốn gia tộc lớn ở Hoàng Thành Long, Giang Văn Sơn. Giang Văn Sơn liếc Long Tấn, sau đó nói, Long Hoàng, tôi đồng ý với ông chủ Phương. Một câu đã thể hiện rõ thái độ của lão ta. Sắc mặt Long Tấn hơi khó coi, nhưng vẫn không nổi giận, ánh mắt nhìn về phía người cuối cùng, Vu thủy chủ gia tộc họ Vu, một trong bốn gia tộc lớn ở Hoàng Thành Long. Thấy Long Tấn nhìn về phía mình, không đợi lão ta lên tiếng, Vu thủy cười cười, lên tiếng, tôi cho là bây giờ không cần thiết phải so đo mục đích của hoàng tộc họ Diệp là gì. Cho dù hoàng tộc họ Diệp nhằm vào đế thôn, vẫn là vì muốn thể hiện cho các gia tộc thấy thực lực của hoàng tộc họ Diệp, chúng ta cùng phải đối mặt với sức mạnh của họ. Cho nên chủ đề chúng ta cần thảo luận bây giờ thật ra chỉ có một, đó chính là đối với hoàng tộc họ Diệp, hoàng thành long chúng ta nên giữ thái độ thế nào nên chủ động lấy lòng hoàng tộc họ diệp hay là cách xa nhà họ đây tất cả mọi người đều hơi sửng sốt sau đó cùng gật đầu cho dù là long tấn cũng gật đầu nghiêm nghị nói ông chủ vu nói chí phải dứt lời lão ta lại đảo mắt liếc nhìn mọi người nói hiện nay hoàng tộc họ diệp thật sự đã rất mạnh đã vượt xa ba hoàng tộc lớn khác cũng vì vậy dã tâm của hoàng tộc họ diệp cũng rất lớn cho dù là nhằm vào đế thôn hay là vì thể hiện thực lực của hoàng tộc họ Diệp để uy hiếp tới chúng ta, một khi để cho hoàng tộc họ Diệp được như ý, đối với bất kỳ hoàng thành nào cũng đều là một tai họa. Nay, các hoàng tộc lớn chỉ có thể nghĩ cách liên hiệp các thế lực trong hoàng thành, mới có thể tránh khỏi áp lực của hoàng tộc họ Diệp. Thái độ của tôi chính là xem tình hình tiệc mừng thọ ngày mai mà làm. Nhưng có thể xác định, một khi hoàng tộc họ Diệp muốn tranh giành đế thôn, hoặc là trấn áp một hoàng tộc nào đó, Hoàng Thành Long chúng ta cũng phải đứng ra chống lại hoàng tộc họ Diệp. Đây là thái độ của Long Tấn, cũng là thái độ của hoàng tộc họ Long, cũng là mục đích Long Tấn mời người đứng đầu của bốn gia tộc lớn ở Hoàng Thành Long tới đây. Nếu không đến khi hoàng tộc họ Long đối đầu với hoàng tộc họ Diệp, bất kỳ thế lực đứng đầu nào của hoàng tộc họ Long bỗng nhiên đứng ra ủng hộ hoàng tộc họ Diệp, vậy thì sợ là cả Hoàng Thành Long cũng sẽ phải phụ thuộc hoàng tộc họ Diệp. Đây là điều Long Tấn không muốn thấy. Lúc này, thái độ của lão ta vô cùng ngang ngược trên người mơ hồ tản ra khí thế võ đạo bán bộ siêu phàm cảnh chuyện này làm cho người đứng đầu của bốn gia tộc lớn cũng lộ vẻ khiếp sợ long hoàng ông muốn đối đầu với hoàng tộc họ diệp sao lâm huy kinh ngạc hỏi long tấn lạnh giọng nói chẳng lẽ không nên đối đầu với hoàng tộc họ diệp sao nếu để cho chúng được như ý hoàng thành long sẽ có hậu quả gì không cần tôi nói nhiều các người chắc cũng rất rõ phương nho cau mày long hoàng tôi cho là bây giờ còn xa mới đến bước đường phải đối đầu với hoàng tộc họ diệp tôi đề nghị cứ chờ xem hình hình ngày mai xem rốt cuộc có phải đứng đối lập với hoàng tộc họ diệp hay không giang văn sơn cũng gật đầu nói ông chủ phương nói không sai có lẽ chúng ta nên đợi xem tình hình đừng cứ nghĩ hoàng tộc họ diệp đang nhằm vào hoàng thành nữa lâm huy cũng vội vàng nói long hoàng xin ông nghĩ lại vô thủy cũng không nói gì chỉ nhìn long tấn hừ long tấn lạnh giọng nói đừng tưởng rằng tôi không biết các người đang nghĩ gì, tốt nhất các người nên dẹp bỏ mấy suy nghĩ mơ mộng hão huyền kia đi, nếu không quay đầu, chỉ e sẽ trở thành vật hy sinh của hoàng tộc họ Diệp. Nghe vậy, sắc mặt mọi người vô cùng khó coi. Đối với bốn gia tộc lớn ở Hoàng Thành Long, nếu có cơ hội thừa kế vị trí hoàng tộc, đương nhiên bọn họ vô cùng tình nguyện, cho dù trở thành một nhánh phụ thuộc của hoàng tộc họ Diệp, bọn họ cũng bằng lòng. Nhưng bọn họ nghĩ thế nào, đương nhiên Long Tấn vô cùng rõ ràng. Long, những người ở đây đều biết vừa rồi Long Tấn đã bị thương nặng đến nhường nào, thế mà sau khi uống viên đan dược được Dương Thanh cho lại có thể tỉnh lại trong thời gian ngắn, có thể hiểu tại sao bọn họ lại kinh ngạc đến vậy. Long Tấn được một người trong hoàng tộc họ Long đỡ dậy, ái náy nhìn Dương Thanh, cậu Thanh, tôi đã làm cậu thất vọng rồi. Anh lắc đầu, nghiêm túc nói, thực lực của đối phương đã bước vào siêu phàm cảnh, có thể xuất hiện trong phòng mà không bị ai phát hiện đủ để chứng tỏ sự mạnh mẽ của kẻ đó. Với thực lực hiện giờ của ông, bị kẻ đó đánh trọng thương mà có thể còn sống là may phước lắm đấy. Ai chưa tiến vào siêu phàm cảnh thì tất cả đều chỉ là run dế, cho dù cảnh giới của cao thủ thần bí kia chỉ nằm ở siêu phàm nhất cảnh thì khi dùng hết sức lực vẫn có thể giết chết Long Tấn có thực lực bán bộ siêu phàm cảnh một cách dễ dàng. Long Tấn cay đắng gật đầu, đột nhiên ánh mắt hơi trứng lại, kinh ngạc thốt lên, tôi có cảm giác thương thế của mình đang phục hồi rất nhanh, mà hình như thực lực cũng có tăng lên nữa. Lão ta mới tỉnh lại nên chưa biết Dương Thanh vừa cho mình uống một viên đan dược chữa thương, ký ức vẫn còn dừng ở lúc chúng một đòn của cao thủ thần bí, suýt chết. Lúc này, một người trong hoàng tộc họ Long lên tiếng, "Là cậu Thanh, cậu ấy đã cho hoàng chủ uống một viên đan dược đấy ạ." À? Nghe vậy, Long Tấn quay phát về phía Dương Thanh, trong mắt tràn đầy sự biết ơn, "Cậu Thanh, có lẽ cả đời tôi đều không thể trả lại ơn cứu mạng này, sau này cần tôi làm việc gì thì cậu cứ nói nhé, tôi nhất định sẽ không phụ lòng cậu." chỉ có bản thân lão ta mới biết thương thế của mình nghiêm trọng đến đâu có thể nói rằng nếu dương thanh không cho dùng đan dược thì dù lão ta có thể còn sống tu vi cũng sẽ bị mất hết nhưng bây giờ long tấn không chỉ sống sót mà ngay cả cảnh giới võ thuật cũng tăng tiến lão ta cảm thấy mình chỉ còn một bước nữa là đột phá tiến vào siêu phàm cảnh dương thanh lại ra chiều không quan tâm mà khoát tay nặng nề nói xem ra đã có rất nhiều cao thủ đến yến đô để tham dự tiệc mừng thọ của hoàng tộc họ diệp những người khác tức thì im lặng cao thủ thần bí đột nhiên xuất hiện kia có thực lực rất mạnh nếu không thì đã không thể chạy trốn khỏi tay dương thanh nghĩ đến điều này hầu như ai cũng cảm thấy lo sợ sau chuyện hôm nay chắc hẳn các vị đã biết thái độ của tôi đối với hoàng tộc họ diệp rồi nhỉ phải làm thế nào không cần tôi nói các vị cũng hiểu rồi chứ long tấn đột nhiên nhìn lướt qua tất cả mọi người mở miệng nói lâm huy nhanh chóng tỏ thái độ kính xin hoàng chủ yên tâm chúng tôi biết nên làm gì. Giang Văn Sơn và Vô Thủy cũng lần lượt tuyên bố. Sau khi những người khác rời đi, sắc mặt của Long Tấn xa sầm lạnh giọng nói, đúng là khi dễ hoàng tộc họ Long. Đợi sau khi chuyện ở Yến Đô kết thúc, đó sẽ là thời điểm chỉnh đốn các thế lực trong Hoàng Thành Long. Dứt lời, lão ta đưa mắt sang Dương Thanh, nghiêm túc bảo rằng, thưa cậu Thanh, tôi rất xin lỗi vì chuyện hôm nay. Tôi cứ tưởng mọi chuyện sẽ rất thuận lợi, không nghĩ rằng lại xảy ra nhiều chuyện như thế. Dương Thanh lắc đầu, hỏi, ông có biết gì về Phương Nho không? Long Tấn hơi thắc mắc nhưng vẫn gật đầu trả lời, bình thường Phương Nho hay tỏ ra là một người ngay thẳng, nhưng thực tế thì ông ta ỷ vào việc có thực lực thần cảnh đỉnh phong nên không xem hoàng tộc họ Long ra gì. Khi Long Hoàng tiền nhiệm vẫn còn, ông ta đã muốn giết Phương Nho nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội. Lông mày của Dương Thanh lập tức nhíu lại. Lão ta nói như vậy tức là không biết Phương Nho có âm thầm câu kết với ai hay không. Cậu Thanh, sao đột nhiên cậu lại hỏi đến Phương Nho, Long Tấn hỏi. Anh trả lời, đáng ra trong tình cảnh như hôm nay, cho dù Phương Nho có ngang tàng đến đâu cũng sẽ thua bớt lại chứ không phải như thế, tôi nghi ngờ ai đó đã xúi dục ông ta. Không chỉ Phương Nho, chuyện đó có thể cũng đã xảy ra với người đứng đầu của ba gia tộc lớn còn lại. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi thôi, dù sao thì đó cũng là người trong Hoàng Thành Long, ông hiểu về bọn họ nhiều hơn tôi. Nghe thấy lời này của Dương Thanh, Nét mặt của Long Tấn trở nên tối tăm. Lão ta trầm tư một lát rồi mới lên tiếng, "Cậu Thanh nghi ngờ cũng có lý, bình thường nhà họ Phương có kiêu ngạo đến đâu cũng không dám công khai đối đầu với hoàng tộc họ Long. Ba gia tộc lớn còn lại thì đáng ra càng không dám làm vậy mới đúng. Ban đầu, tôi cho rằng vì tôi chỉ vừa mới nhậm chức hoàng chủ nên họ không phục, bây giờ xem ra đó chỉ là một phần nguyên nhân, chủ yếu vẫn là do họ được ai đó chống lưng." hoàng tộc họ Diệp dám gióng chống khua chiêng mở tiệc chiêu đãi các gia tộc quyền quý như thế chắc chắn là đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như tôi không đoán sai thì thế lực đứng sau bốn gia tộc lớn của Hoàng Thành Long chính là hoàng tộc họ Diệp. Tôi còn đoán rằng, không chỉ bốn thế lực đó mà sau lưng của các gia tộc đứng đầu Hoàng Thành Thượng Quan và Hoàng Thành Đoàn cũng có bóng dáng của hoàng tộc họ Diệp. Nghe Long Tấn nói xong, ngay cả Dương Thanh cũng cảm thấy thẳng thốt. Anh vốn chỉ nghĩ đến việc nhà họ Phương có thể đã bị ai đó xúi dục. Sau khi nghe Long Tấn phân tích, anh nghĩ rằng cho dù suy đoán của lão ta không đúng thì cũng không khác chân tướng là bao. Như vậy thì, các gia tộc đứng đầu Hoàng Thành Thượng Quan và Hoàng Thành Đoàn đều đã bị Hoàng tộc họ Diệp mua chuộc rồi hay sao? Dễ thấy rằng nếu những gì Long Tấn vừa đoán là đúng thì trong bữa tiệc mừng Diệp Lâm được 100 tuổi ngày mai, chỉ cần Hoàng tộc họ Diệp vung tay lên thì không cần họ tự ra tay, những gia tộc lớn trong ba Hoàng Thành đã chủ động khiêu khích Hoàng tộc phía trên mình. Cậu Thanh, chuyện này rất quan trọng, phải nghĩ cách liên lạc với hoàng tộc thượng quan và hoàng tộc họ đoàn thôi, chờ đến tiệc mừng thọ ngày mai thì đã muộn rồi, Long Tấn đưa ra ý kiến. Dương Thanh gật đầu, bên hoàng tộc thượng quan để tôi, còn ông liên lạc với hoàng tộc họ đoàn để bảo họ chuẩn bị sẵn sàng đi. Vâng, Long Tấn đáp. Hai người lập tức làm việc, Dương Thanh nhanh chóng liên lạc với thượng quan hoàng. Cậu Thanh, muộn thế này rồi sao đột nhiên gọi cho tôi vậy, thượng quan hoàng vừa cười vừa hỏi. Dương Thanh không nói lời thừa thải, Đi thẳng vào vấn đề, ông phải cẩn thận với tất cả những gia tộc trong hoàng thành thượng quan được mời. Rất có thể họ đã bị hoàng tộc họ Diệp mua chuộc. Sau đó, anh kể sơ lược chuyện vừa xảy ra cùng với phỏng đoán của Long Tấn cho lão ta biết. Dương Thanh nói xong, thượng quan hoàng lập tức tuyên bố, "Cậu Thanh đừng lo, tôi sẽ cẩn thận sàng lọc." Có điều, hiện giờ trong các gia tộc lớn ở hoàng thành thượng quan chỉ có lý trọng của nhà họ Lý là đi theo cậu, đương nhiên ông ta sẽ không dính dáng gì đến hoàng tộc họ Diệp. Các thị tộc còn lại thì chỉ thay thế cho nhà họ Đậu và nhà họ Thái, thế lực hoàn toàn kém xa, chắc có lẽ hoàng tộc họ Diệp sẽ không ngu ngốc đến mức vẫy tay với họ đâu." Dương Thanh đáp lời, dù thế nào thì ông cứ sàng lọc toàn bộ nhân lúc tiệc mừng thọ của hoàng tộc họ Diệp chưa diễn ra đi, nếu kéo đến ngày mai thì sẽ muộn đấy. Mới sáng sớm thì Long Tấn đã gọi cho Dương Thanh. "Cậu Thanh, vừa rồi đoàn hoàng có gọi cho tôi, nói rằng rất cảm ơn vì cậu đã nhắc nhở, lão ta nói." "Ồ, dương thanh hơi kinh ngạc đương nhiên biết đoàn hoàng nói câu này với long tấn là có ý gì ngoài ra đoàn hoàng còn bảo rằng trước đây có chút mâu thuẫn với cậu hy vọng cậu rộng lòng bỏ qua sau chuyện ở yến đô sẽ đến thăm cậu long tấn lại nói tiếp tuy đoàn hoàng chỉ nói sơ vậy nhưng nghe giọng điệu thì rất kính trọng cậu dương thanh khẽ mỉm cười trong đôi mắt hiện lên sự lạnh lẽo không phải kính trọng tôi đâu ông ta muốn vẹn cả đôi đường đấy long tấn vốn còn chưa hiểu lắm nghe anh nói xong thì chờ tỉnh ngộ Tôi hiểu rồi ạ, à, nếu đoàn hoàng thật sự muốn thăm cậu thì đã đi ngay bây giờ thay vì chờ đến tận khi tiệc mừng thọ của Diệp Lâm kết thúc. Bởi vì lúc này mà đến gặp cậu thì sẽ bị truyền đến tai bọn hoàng tộc họ Diệp, lão ta phân tích. Dương Thanh nói, bởi vậy mới nói đoàn hoàng rất danh ma. Nếu hoàng tộc họ Diệp bị tôi hạ bệ thì ông ta sẽ đến hỏi thăm tôi. Nếu tôi bị hoàng tộc họ Diệp tiêu diệt thì ông ta sẽ tránh tôi thật xa để không phải chịu lửa giận của những người đó chẳng qua ông ta mưu kế sai người rồi. Nét mặt của Dương Thanh cực kỳ lạnh lùng. Anh không thích những kẻ lắm mưu nhiều kế, vậy mà đoàn hoàng lại làm ra hành động như vậy. Dương Thanh vốn đã có mâu thuẫn với hoàng tộc họ đoàn vì chuyện của đoàn vô nhai, lần này lại thêm thái độ của đoàn hoàng, anh vô cùng thất vọng. Đúng là gió chiều nào theo chiều nấy, Long Tấn lạnh giọng nói. Dương Thanh giơ tay xem đồng hồ, hít mắt nói, còn một tiếng nữa là tiệc mừng thọ của Diệp Lâm bắt đầu. Cúp máy, anh đứng trước cửa sổ sắt đất, tia lạnh lẽo thoáng qua trong mắt. Hôm nay chính là ngày giải quyết ân oán với hoàng tộc họ Diệp, chỉ cần xong chuyện này thôi là có thể đón người thân của anh về rồi. Nhìn bức ảnh gia đình được đặt trên tủ đầu giường, vẻ tàn khốc trong mắt Dương Thanh biến mất, thay vào đó là nhớ nhung và dịu dàng. Anh lẩm bẩm, thanh tâm, tiêu tiêu, hai mẹ con chờ anh nhé. Giữa lúc đó, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động cơ rồ rồ. Vẻ nhu hòa trên gương mặt của Dương Thanh chợt tắt, thoáng qua tia lạnh lẽo. Sinh thự Vân Phong là khu vực chỉ thuộc về anh, không được anh cho phép, không một ai được phép đi vào. Nhưng bây giờ lại có một chiếc xe xa lạ đi thẳng vào trong. Quan trọng hơn, những người vừa xuống xe đều là những khuôn mặt xa lạ. Khi Dương Thanh xuống phòng khách ở tầng 1, nhóm ba người đã tiến vào phòng khách. Người trung niên cầm đầu đang ngồi trên sofa, sau lưng là hai ông lão mặc đồ vải. Trên người của hai ông lão kia thấp thoáng có hơi thở của siêu phàm cảnh. Người trung niên trông khoảng 45 tuổi, nhưng làm Dương Thanh bất ngờ là ở ông ta cũng có uy thế của siêu phàm cảnh. Tại Chiêu Châu này, đây là lần đầu tiên anh gặp được người có thể đột phá vào siêu phàm cảnh khi chỉ mới 45 tuổi. Mà điều then chốt là có hai cao thủ siêu phàm cảnh khác đi theo người trung niên này, như vậy có thể thấy ông ta có thân thế rất lớn. Trong lúc Dương Thanh quan sát người trung niên thì ông ta cũng đang quan sát anh. Đối với người trung niên, Số tuổi nhỏ đến khó tin của Dương Thanh hoàn toàn vượt ngoài dự đoán. Mà điều làm ông ta ngỡ ngàng hơn hết là hơi thở siêu phàm cảnh phát ra từ trên người anh. Với thân phận và địa vị của mình, ông ta có thể bước vào siêu phàm cảnh khi chỉ mới 45 tuổi đã là có thiên phú vô cùng xuất sắc rồi, nhưng so với Dương Thanh thì quả là chẳng ra gì. "Cậu là Dương Thanh?" người trung niên đột nhiên lên tiếng. Nơi này là nhà của Dương Thanh nhưng người này lại tỏ ra mình mới là chủ nhân của căn nhà này dương thanh nhíu mày lạnh lùng hỏi ông là ai có người dám kiêu ngạo ở ngay địa bàn của mình anh cực kỳ không vui mà sự chất vấn của dương thanh cũng làm cho người trung niên khó chịu một tia sáng sắc lạnh lóe lên trong mắt giọng ông ta lạnh ngắt trả lời câu hỏi của tôi dương thanh không đáp lời chỉ nhìn chằm chằm người trung niên rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt ông ta cười khẩy ra lệnh dạy cho cậu ta một bài học đi Người trung niên nói xong thì một cao thủ siêu phàm cảnh ở đằng sau di chuyển, trong nháy mắt xông về phía Dương Thanh. Nhưng anh vẫn chỉ đứng tại chỗ, không động đậy chút nào, vẫn nhìn người trung niên với đôi mắt lạnh đến tận cùng. Thấy Dương Thanh dám thở ơ như thế, ông ta cười nhạo, không biết tự lượng sức. Chán sống, ông lão có thực lực siêu phàm cảnh kia giận dữ quát, đột nhiên tung một cú đấm ra. Nắm đấm sắc sửa chúng vào mặt Dương Thanh bộp vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc anh đột nhiên giơ tay chộp lấy cổ tay của ông lão giờ phút này bầu không khí im lặng như tờ người trung niên và ông lão siêu phàm cảnh khác đều trợn tròn hai mắt trên mặt đầy vẻ khó tin người đang bị dương thanh tóm lấy cổ tay thì con người co rút nghiêm nghị nhìn anh cảm giác được sát ý cực kỳ khủng bố lão ta là cao thủ siêu phàm nhị cảnh thế mà vẫn nhận thấy được luồng áp lực như đào núi lấp biển từ dương thanh đang đứng trước mặt tay của anh cứng như kềm làm cho lão ta không có cách nào vùng ra được. Thả ra, ông lão tức đến đỏ cả mặt, nghiến răng quát. Nhóc con, cậu cũng khá đấy. Thả người của tôi ra, tôi sẽ không chấp nhận với cậu. Mặc dù người đàn ông trung niên rất đối kinh ngạc nhưng ngay sau đó đã lấy lại bình tĩnh, kiêu ngạo nhìn Dương Thanh. Ông lão siêu phàm cảnh khác cũng cảnh giác, sẵn sàng xông lên bất cứ lúc nào. Nếu còn lần sau thì đừng trách tôi không khách sáo. Dương Thanh lạnh lùng đáp rồi thả tay ra, sau đó ngồi xuống đối diện với người trung niên. Sở dĩ anh không giết ông lão kia là vì chưa rõ mục đích của đối phương. Chưa rõ đối phương có ý đồ gì mà tùy ý gây thù chuốc oán thì không phải một hành động sáng suốt. Còn một tiếng nữa là tiệc mừng thọ trăm tuổi của Diệp Lâm sẽ bắt đầu, áp lực mà Dương Thanh sắp phải đối mặt là rất lớn, bớt được rắc rối chừng nào hay chừng đó. Lần này, người trung niên không tỏ ra khinh thường anh nữa, trong mắt hiện lên sự trầm trọng. Tôi họ Vũ, tên Dương cô của tôi bảo tôi đến tìm cậu. Phải rồi, cô của tôi tên là Vũ Vũ Lan. Vũ Dương mở miệng nói, nhưng giọng điệu vẫn mang sự cao ngạo như cũ. Nghe thấy cái tên Vũ Vũ Lan, nét mặt của Dương Thanh trở nên kỳ lạ. Lúc ở đỉnh Ninh Sơn tại Ninh Châu, anh đã dốc hết sức và thành công đánh bại Vũ Vũ Lan, thậm chí còn suýt giết chết bà ta. Bây giờ bà ta lại bảo cháu trai đến gặp mình rõ ràng đối phương không tới đây để giết anh nếu không thì vừa gặp đã nhào lên đánh rồi chứ chẳng phải nói nhiều lời như thế này điều đó làm cho dương thanh khá tò mò về mục đích của vũ dương tìm tôi có chuyện gì vậy anh hờ hững hỏi vũ dương nhìn dương thanh mở miệng nói cô của tôi muốn hợp tác với cậu nghe thấy câu này của ông ta dương thanh cười khẩy hợp tác lúc trước vũ vũ lan muốn giết tôi còn suýt bị tôi giết ngược lại cơ mà sao lại muốn hợp tác với tôi mấy lời lừa con nít này thì miễn đi có mục đích gì cứ nói thẳng hiện giờ cảnh giới võ thuật của dương thanh đã tiến vào siêu phàm nhị cảnh trong khi vũ vũ lan lại có thực lực siêu phàm tam cảnh nếu hai người lại đấu với nhau một lần nữa anh tin chắc rằng mình có thể đánh bại bà ta trong một đòn chứ không phải suýt chút nữa đã bị giết như mấy tháng trước chính tay dương thanh đã giết chết con trai của vũ vũ lan anh không tin bà ta thật lòng muốn hợp tác với mình vũ dương nghe thấy câu trả lời của anh thì chấn động trong lòng là cháu trai của Vũ Vũ Lan, đương nhiên ông ta biết thực lực của cô mình là siêu phàm tam cảnh. Thế mà Dương Thanh lại nói trước đây đã suýt giết chết Vũ Vũ Lan, như vậy chẳng phải có nghĩa rằng từ mấy tháng trước anh đã có thể đánh bại cao thủ siêu phàm tam cảnh rồi ư? Phải rồi, Vũ Dương sực nhớ ra mấy tháng trước Vũ Vũ Lan đã rời nhà, lúc quay về thì hơi thở rất yếu ớt, nhìn là biết bị thương vô cùng nghiêm trọng. Có lẽ nào, Dương Thanh nói rằng suýt giết chết bà ta chính là vào lần đó? Càng nghĩ Vũ Dương càng bằng hoàng, kể cả khi ở trong hoàng tộc cổ xưa, ông ta có thể bước vào siêu phàm cảnh trước năm 45 tuổi đã là có thiên phú xuất sắc rồi. Vậy mà Dương Thanh chưa đến 30 tuổi đã có thể địch lại cao thủ siêu phàm tam cảnh. Nếu không được tận mắt nhìn thấy cảnh anh đánh bại cao thủ siêu phàm nhị cảnh đi cùng mình chỉ trong nháy mắt, Vũ Dương tuyệt đối sẽ không tin. Cậu Thanh muốn đi thẳng vào vấn đề thì tôi sẽ nói thẳng. Không sai, cô của tôi luôn hận việc cậu đã giết con riêng của mình tính tình bà ấy có thù tất báo, một khi có cơ hội thì sẽ báo thù ngay. Vũ Dương nghiêm túc nói, tuy nhiên, việc này không gây cản trở gì cho hợp tác giữa chúng ta. Tiệc mừng thọ trăm tuổi của Diệp Lâm sắp diễn ra, chúng tôi nhận được một tin tức đáng tin cậy rằng ông ta đã đột phá tiến vào siêu phàm ngũ cảnh, bên cạnh ông ta còn có Diệp Hoàng một cao thủ siêu phàm nhất cảnh, có thể nói hiện giờ hoàng tộc họ Diệp đã có tư cách được xếp vào hàng ngũ hoàng tộc cổ xưa, về phần vì sao diệp lâm lại tổ chức tiệc sinh nhật tại yến đô và mời nhiều thế lực hàng đầu chiêu châu đến dự như vậy chắc không cần tôi nói cậu cũng biết rồi nhỉ đúng vậy họ muốn nắm quyền kiểm soát đế thôn trong tay từ đó trở thành hoàng tộc cổ xưa chân chính bên cạnh đó còn có một chuyện vô cùng quan trọng đó là diệp lâm muốn giết cậu để gian đe các gia tộc khác sau khi vũ dương nói những lời này sắc mặt của dương thanh trở nên cực kỳ tối tăm anh không hề nghĩ đến khả năng này Thế mà cảnh giới võ thuật của Diệp Lâm đã là siêu phàm ngũ cảnh, thật sự quá ngoài dự đoán. Lúc này đây, thực lực của Dương Thanh chỉ đang nằm ở siêu phàm nhị cảnh, nếu không phải vì việc đã tu luyện đến tầng thứ 5 của Đại Đạo Thiên Diễn kinh giúp cho sức mạnh tăng lên đáng kể thì anh hoàn toàn không phải đối thủ của lão ta. Dương Thanh cố lắm cũng có thể bộc phát ra thực lực của siêu phàm ngũ cảnh, nhưng suy cho cùng vẫn không phải siêu phàm ngũ cảnh thật sự. Huống hồ gì hoàng tộc họ Diệp còn có một người vừa mới đột phá vào siêu phàm nhất cảnh là Diệp Hoàng nữa hợp tác thế nào? Sau một lúc trầm tư, Dương Thanh đưa mắt về phía Vũ Dương, hỏi. Đối phương đề nghị hợp tác đương nhiên là đang nhắm vào lợi ích nào đó, anh không nghĩ ra trên người mình có cái gì để được hoàng tộc họ Vũ coi trọng. Tôi biết rằng cậu không muốn đế thôn xuất thế vì cho rằng không thể khống chế được nó. Một khi đế thôn xuất hiện, nó sẽ mang tai bay vạ gió đến cho toàn bộ chiêu châu. Yêu cầu của hoàng tộc cổ xưa tôi chỉ có một, đó là cậu hãy thừa kế đế thôn. Đế thôn, lại là đế thôn nét lạnh lùng trong mắt dương thanh càng rõ hơn trước kia là vương tộc giờ thì ngay cả hoàng tộc thậm chí là hoàng tộc cổ xưa cũng mưu tính đến nó cậu thanh tôi biết cậu không muốn đế thôn xuất hiện nhưng cậu đã không còn sự lựa chọn nào nữa nếu như cậu không kế thừa đế thôn với sức mạnh của hoàng tộc họ diệp hiện nay thì tuy không thể đoạt lấy đế thôn nhưng vẫn hoàn toàn có thể nâng đỡ một thế lực nào đó làm bù nhìn cho mình trước mắt Gần như có thể chắc chắn hoàng tộc họ Diệp sẽ nghĩ cách làm đế thôn xuất thế, đã như vậy thì sao cậu phải cố gắng ngăn cản việc đó xảy ra chứ? Lời nói của Vũ Dương nghe thì rất có lý nhưng Dương Thanh không phải kẻ ngốc, nếu không làm vì lợi ích, mắc mớ gì ông ta phải thuyết phục mình? Nếu hoàng tộc họ Vũ ra mặt thì hoàng tộc họ Diệp cũng đâu làm nên tích sự gì, anh chất vấn. Vũ Dương khẽ mỉm cười, biết ngay cậu sẽ hỏi câu này mà, nhưng tôi chỉ có thể nói rằng, vì một số nguyên nhân hoàng tộc họ vũ sẽ không can thiệp trực tiếp vào chuyện của yến đô các ông không thể can thiệp mà lại muốn hợp tác với tôi để làm gì chứ chẳng lẽ chỉ đơn giản là khuyên tôi thừa kế đế thôn dương thanh cười khẩy vũ dương trả lời mặc dù không thể can thiệp trực tiếp nhưng hành động trong bóng tối thì vẫn dễ thôi nói rồi ông ta chỉ vào ông lão vừa bị anh đánh bại trong một chiêu giới thiệu ông ấy tên là tống hiếu có thực lực siêu phàm nhị cảnh ngay sau đó lại chỉ vào ông lão bên trái Ông ấy là Tống Tả, có thực lực siêu phàm tam cảnh. Họ là anh em ruột, rất hiểu ý nhau, khi phối hợp có thể bộc phát ra sức mạnh sánh ngang với cao thủ siêu phàm tứ cảnh. Quan trọng là họ không phải người của hoàng tộc họ Vũ, chỉ là từng mang ơn cô của tôi nên lần này mới đồng ý giúp đỡ. Chỉ cần cậu bằng lòng hợp tác với hoàng tộc họ Vũ, hôm nay bất kể chuyện gì Tống Tả và Tống Hữu đều nghe theo mệnh lệnh của cậu. Có nên hợp tác hay không thì cậu thanh đây có thể cân nhắc, chỉ là tiệc mừng thọ của Diệp Lâm đã sắp bắt đầu cốt hơn hết cậu nên quyết định thật nhanh. Dương Thanh hơi ngạc nhiên, ban đầu anh còn cho rằng Tống Tả và Tống Hữu là người của hoàng tộc, không ngờ họ lại tới đây để trả ơn cho Vũ Vũ Lan. Chẳng qua, có một điều làm Dương Thanh nghi ngờ là tại sao hoàng tộc họ Vũ lại muốn đế thôn xuất thế? Thậm chí họ còn cam chịu dùng ân tình của hai cao thủ siêu phàm cảnh cũng phải làm vậy. Anh không tin hoàng tộc họ Vũ cất công như thế chỉ để cho đế thôn xuất thế mà không còn nguyên nhân nào khác nhưng cũng biết dù mình có hỏi thì vũ dương cũng sẽ không tiết lộ tôi hỏi ông vấn đề cuối cùng nếu tôi từ chối thì ông có chuyển sang hợp tác với hoàng tộc họ diệp không dương thanh hỏi anh lại được một phen bất ngờ khi vũ dương lắc đầu cười nói nếu cậu từ chối thì tôi sẽ mang họ rời khỏi đây chúng tôi tuyệt đối không nhúng tay vào ân oán giữa cậu và hoàng tộc họ diệp câu trả lời của ông ta càng khiến dương thanh cảm thấy khó hiểu hơn đối phương trông có vẻ chỉ muốn đế thôn xuất thế nhưng cố tình lại chỉ đích danh muốn anh thừa kế nó dù biết phú dương sẽ không trả lời anh vẫn không kìm được hỏi tôi muốn biết tại sao lại vậy quả nhiên ông ta mỉm cười lắc đầu vừa rồi cậu đã nói sẽ hỏi câu cuối cùng rồi mà dương thanh ngẩn người sực nhớ ra quả thật mình đã nói như vậy anh hoàn toàn không muốn đế thôn xuất thế nhưng bây giờ diệp lâm của hoàng tộc họ diệp đã đột phá tiến vào siêu phàm ngũ cảnh chỉ trông vào một mình anh mà muốn chống lại lão ta thì khó mà làm được hành động của Dương Thanh lần này thật sự vô cùng ngang ngược, không cho hoàng tộc họ Diệp chút mặt mũi nào. Hôm nay là mừng thọ của Diệp Lâm Diệp hoàng đời trước của hoàng tộc họ Diệp, còn mở tiệc mời rất nhiều thế lực đứng đầu ở Chiêu Châu. Bây giờ ngay trước mặt nhiều thế lực đứng đầu như thế, chỗ Dương Thanh đang ngồi vốn thuộc về Diệp Lâm. Không chỉ có vậy, còn cho hai cao thủ đi theo mình sách cổ hai nhân vật bề trên của hoàng tộc họ Diệp sang một bên như một con gà con, trong đôi mắt xinh đẹp của Thượng Quan Nhu ngồi bên cạnh Thượng Quan Hoàng tràn đầy ánh sáng kỳ lạ. Không chỉ Thượng Quan Nhu, ánh mắt của rất nhiều cô gái trẻ tuổi đều tràn ngập sùng bái và ái mộ. Dõi mắt khắp chiêu châu, người trẻ tuổi có thể làm được như vậy, liệu có được mấy ai? Nhìn Diệp Hoàng tức giận không thôi, Dương Thanh lạnh nhạt nói, đừng dùng ánh mắt muốn giết người đó để nhìn tôi. Với ân oán giữa tôi và hoàng tộc họ Diệp, còn cả chuyện các người muốn làm hôm nay, tôi làm như vậy cũng không hề quá đáng. Được, rất tốt, Diệp Hoàng tức giận đến phát run, nếu không phải hôm nay còn có chuyện lớn phải làm, thì với sự chuẩn bị của hoàng tộc họ Diệp, lão ta tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn thế này. Nhưng ngay khi Diệp Hoàng định tạm thời bỏ qua cho Dương Thanh, một giọng nói không hợp thời bỗng vang lên khắp cả phòng tiệc, cậu là cái thá gì mà cũng dám gây chuyện ở trong tiệc mừng thọ của tiền bối Diệp Lâm. Diệp Hoàng nhân từ không so đo với cậu, nhưng Tiêu đại vĩ tôi lại không thể nhịn. Chỉ thấy một bóng người trẻ tuổi ngồi bàn ở khoảng giữa đột nhiên đứng dậy, chỉ vào mũi Dương Thanh nổi giận mắng, danh con, nếu cậu có bản lĩnh thì mau cút ra đây cho tôi, tôi muốn khiêu chiên với cậu. Nhất thời ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía tiêu đại vĩ. Tiêu đại vĩ nhìn khoảng 35 tuổi, từ hơi thở võ đạo trên người anh ta có thể thấy, anh ta chắc là vừa mướt đột phá thần cảnh sơ kỳ không lâu. Diệp Hoàng nhìn tiêu đại vĩ đi ra thì biết ngay là sắp xảy ra chuyện rồi, lão ta thầm mắng đổ ngu xuẩn trong lòng. Nhưng dù sao tiêu đại vĩ cũng đứng ra vì hoàng tộc họ Diệp, lão ta cũng không thể nói gì. Mặc dù hành động của Dương Thanh khiến toàn hội trường phải kinh hãi, đều cho rằng Dương Thanh chỉ dựa vào Tống Hữu và Tống Tả nên mới dám lớn lối như vậy. Tiêu Đại Vĩ cũng nghĩ như vậy, cho nên mới dám đứng ra khiêu khích Dương Thanh. Nhưng Dương Thanh vẫn không thay đổi sắc mặt nhìn Tiêu Đại Vĩ, anh không định đứng lên, mà chỉ lạnh nhạt nói, anh muốn làm chó của hoàng tộc họ Diệp thì tôi cũng mặc sắc anh. Nhưng nếu anh muốn chọc giận tôi thì là ngu xuẩn, biết tại sao không? Dương Thanh, hôm nay là tiệc mừng thọ trăm tuổi của bố tôi, cậu đừng có quá đáng, Diệp Hoàng nhất thời kinh hãi, vội vàng cả giận nói. Đương nhiên lão ta có thể cảm giác được sát ý mãnh liệt từ Dương Thanh. Tiêu Đại Vĩ lại không hề ý thức được nguy hiểm đang tới gần, mặt vẫn đầy vẻ cuồng vọng, nói, danh con, nếu như cậu là đàn ông thì đứng ra chấp nhận lời khiêu chiến của tôi đi. Dứt lời, anh ta nói với Diệp Hoàng, tiền bối Diệp Hoàng, thằng danh này dám làm nhục hoàng tộc họ Diệp, chắc chắn là đáng chết, ngài yên tâm đi tôi đã đột phá thần cảnh sơ kỳ cậu ta chỉ ỉ vào cao thủ của gia tộc bảo vệ mới dám phách lối với hoàng tộc họ diệp chỉ cần tôi ra tay cậu ta tuyệt đối không còn đường sống im miệng diệp hoàng nổi giận quát cậu câm miệng cho ông đây cậu có biết cậu ta là ai không cậu cho rằng cậu trở thành cao thủ thần cảnh sơ kỳ đã rất lợi hại sao tôi nói cho cậu biết so với cậu ta cậu chỉ là một con kiến hôi cậu ta muốn giết cậu dễ như trở bàn tay Diệp Hoàng vô cùng tức giận, lại vang tục ngay trước mặt mọi người, chỉ có những người biết Dương Thanh mới hiểu được vì sao cảm xúc của Diệp Hoàng lại kích động như vậy. Nhưng ở đây phần lớn mọi người đều không biết Dương Thanh, chỉ biết hiện giờ hoàng tộc họ Diệp vô cùng mạnh mẽ, rất nhiều kẻ muốn nịnh bợ. Tiêu đại Vĩ bị Diệp Hoàng mắng xối xả, nhất thời vẫn chưa thể lấy lại tinh thần. Anh ta 35 tuổi đã bước vào thần cảnh sơ kỳ, cho dù là ở trong hoàng tộc, cũng thật sự là thiên tài võ đạo rồi anh ta lớn như vậy vẫn chưa bao giờ gặp được ai có thiên phú võ đạo vượt qua anh ta. Tiền bối Diệp Hoàng, ngài hơi quá coi thường tôi rồi. Sau mấy giây đờ đẫn ngắn ngủi, tiêu đại vĩ mặt đầy kiêu ngạo nói, 20 tuổi tôi đã đột phá vương cảnh, 10 năm ngắn ngủi đã đột phá cảnh giới vương cảnh đỉnh phong, cách thần cảnh sơ kỳ cũng chỉ một bước nữa thôi. 34 tuổi tôi đã bước vào cảnh giới thần cảnh sơ kỳ, hiện giờ tôi mới chỉ 35 tuổi, lấy thiên phú võ đạo của tôi, trước 50 tuổi tôi nhất định có thể đạt tới thần cảnh đỉnh phong, thậm chí là siêu phàm cảnh. Tiền bối Diệp Hoàng, ngài nghĩ rằng tôi như vậy không bằng một tên vô dụng chưa tới 30 tuổi sao? Nhìn dáng vẻ mặt đầy kiêu ngạo của tiêu đại vĩ, Diệp Hoàng bỗng nhiên không nói gì, không sai, thành tựu võ đạo của tiêu đại vĩ cũng là tồn tại hàng đầu. Nhưng tiêu đại vĩ này lại cứ nhất quyết muốn so với Dương Thanh. Diệp Hoàng, nếu con trai tôi đã có ý muốn đánh một trận vì hoàng tộc họ Diệp, xin Diệp Hoàng cho phép. Lúc này, một người đàn ông trung niên ở bên cạnh Tiêu Đại vĩ chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Diệp Hoàng nói. Người đàn ông trung niên vừa lên tiếng là Tiêu Hùng, bố của Tiêu Đại vĩ, cũng là chủ gia tộc nhà họ Tiêu hiện giờ, giọng điệu của ông ta đầy kiêu ngạo. Mà chính ông ta cũng có thực lực thần cảnh hậu kỳ, hai bố con họ quả nhiên đều là người có thực lực võ đạo xuất chúng. Trừ khi bọn họ gặp Dương Thanh, nếu không thiên phú võ đạo của hai bố con họ đúng là đã vượt qua phần lớn người dòng chính của hoàng tộc. Diệp Hoàng, nếu ông chủ tiêu đã muốn ra mặt thay hoàng tộc họ Diệp, không bằng ông cứ đồng ý đi. Thượng quan Hoàng bỗng lên tiếng, giọng nói còn có mấy phần diễu cợt. Tiêu Hùng và Tiêu Đại Vĩ nghe vậy lại nghĩ họ đang tán dương mình, nên vẻ mặt của cả hai đều vô cùng kiêu ngạo. Tiêu Hùng còn cười với Thượng quan Hoàng, nói, cảm ơn Thượng quan Hoàng. Long Tấn cũng cười nói, Diệp Hoàng, ông đồng ý với ông chủ tiêu đi. Ông không thấy ông chủ tiêu đang gấp gáp muốn chút giận giúp hoàng tộc họ Diệp sao? đoàn hoàng cười khổ lắc đầu nhưng không nói gì đương nhiên lão ta hiểu rõ suy nghĩ xấu xa trong bụng thượng quan hoàng và long tấn tiêu hùng càng kiêu ngạo mặt đắc ý nói diệp hoàng cứ để con trai tôi ra tay đi coi như là để tăng thêm chút thú vị cho tiệc mừng thọ của tiền bối diệp lâm nhưng diệp hoàng yên tâm con trai tôi ra tay sẽ có chừng mực dứt lời ông ta nhìn về phía tiêu đại vĩ nói đại vĩ hôm nay là tiệc mừng thọ trăm tuổi của tiền bối diệp lâm thấy máu là không lành nên con phải nhớ không nên để thằng nhóc kia đổ máu hiểu chưa chấm được diệp hoàng cho phép tiêu hùng vui mừng cười vậy thì tôi xin cảm ơn diệp hoàng dứt lời ông ta nhìn về phía con trai của mình tiêu đại vĩ đại vĩ diệp hoàng cho phép con rồi hãy thể hiện thực lực thật sự của con cho mọi người ở đây thấy đi vâng thưa bố tiêu đại vĩ nở nụ cười đầy tàn nhẫn hít mắt nhìn dương thanh thằng khốn kia không muốn chết thì quỳ xuống cầu xin tao nhanh lên như thế có lẽ tao sẽ cho mày một con đường sống đấy. Từ đầu đến cuối, Dương Thanh luôn ngồi ở đó với vẻ mặt bình tĩnh, không thèm cho tiêu đại vĩ một cái liếc mắt nào. Với thực lực hiện giờ của anh, cho dù có là cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh đi chăng nữa thì cũng chỉ là run dế chứ đừng nói là một người chỉ có thực lực thần cảnh sơ kỳ. Trong số những người đang có mặt ở đây, ngoại trừ bốn hoàng tộc lớn và chủ của một số gia tộc đứng đầu các hoàng thành ra thì không người nào biết Dương Thanh là ai, thực lực của anh mạnh đến đâu lại càng không trừ những người biết thân phận của Dương Thanh, còn lại đều đang tỏ ra rất mong chờ và hâm mộ. Họ hâm mộ tiêu đại vĩ vì anh ta đang ra mặt giúp cho hoàng tộc họ Diệp. Một khi giết Dương Thanh, nhà họ tiêu sẽ thật sự gia nhập vào trận doanh của hoàng tộc họ Diệp, đến khi hoàng tộc này đứng trên đỉnh Chiêu Châu thì địa vị của nhà họ tiêu cũng sẽ theo đó mà lên. Đúng là chán sống, Tống Hữu giận dữ quát, đằng đằng sát khí nhìn tiêu đại vĩ. Sao đấy, không dám nhận lời khiêu chiến nên định cho người trong gia tộc ra mặt sao, tiêu hùng tức giận chất vấn Dương Thanh. Tiêu đại vĩ châm chọc nhìn anh, sẵn giọng nói, thằng kia, người tao khiêu chiến là mày, mày có dám bước ra đây đánh một trận với tao không? Chắc tên nhóc đó sợ vỡ mật rồi nên mới không dám nói gì đây mà. Cậu chủ nhà họ tiêu còn trẻ mà đã bước vào thần cảnh sơ kỳ, tôi nghĩ mấy năm nữa là cậu ấy có thể đột phá vào siêu phàm cảnh rồi có lẽ chỉ có thiên tài võ thuật của hoàng tộc mới có thể đấu với người xuất chúng như cậu Tiêu. Sau này địa vị của nhà họ Tiêu sẽ cao lắm đây. Chấm, nhiều gia tộc quyền quý không biết Dương Thanh đều bàn tán sôi nổi, thậm chí không ít người bắt đầu giới thiệu với Tiêu Hùng về mấy cô gái ưu tú trong gia tộc, muốn kết thông ra với nhà họ Tiêu. Thằng kia, cút ra đây nhận lấy cái chết đi. Sự khen ngợi của những người xung quanh làm cho Tiêu Đại Vĩ cảm thấy rất thoải mái, thái độ càng ngạo mạn hơn, kênh kiệu nói với Dương Thanh cậu thanh để tôi giết cậu ta tống hữu bực mình nói nhưng dương thanh lại lắc đầu đôi mắt sâu thẳm của anh rốt cuộc nhìn về phía tiêu đại vĩ chỉ bật ra hai chữ ồn ào sau hai từ này một cảnh tượng khiến cho ai cũng ngỡ ngàng xảy ra vừa rồi tiêu đại vĩ còn đứng ở giữa sảnh tiệc yêu cầu dương thanh cút ra nhận lấy cái chết giờ lại đột nhiên như bị thương nặng máu tươi chảy ra khóe miệng thân thể lùi ra sau bảy tám bước đại vĩ sắc mặt tiêu hùng thay đổi thét lên những người khác cũng sững sờ, không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe Dương Thanh nói hai chữ ồn ào rồi tiêu đại vĩ chật vật lùi mấy bước, khóe miệng thì chảy máu ròng ròng. Giờ phút này, trên mặt anh ta đầy vẻ đau đớn, hai mắt sợ hãi nhìn Dương Thanh. Anh ta muốn nói chuyện nhưng lại không thốt nên lời. Ban đầu máu chảy ra khỏi miệng, sau đó đến hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi. Rầm, dưới ánh nhìn đầy thẳng thốt của mọi người, tiêu đại vĩ lảo đảo bước ra sau mấy bước rồi ngã nhào xuống đất. Đại vĩ, Tiêu hùng hốt hoảng chạy đến bên cạnh anh ta, kiểm tra thì phát hiện con trai mình, thiên tài võ thuật nhà họ Tiêu, đã chết. Thần y của hoàng tộc họ Diệp mau chóng tiến lên để cứu Tiêu Đại vĩ, nhưng bắt mạch xong thì nét mặt của ông ta hết sức nặng nề, dè chừng liếc mắt về phía Dương Thanh rồi nói với Diệp hoàng, "Lục phủ ngũ tạng đều vỡ, chết rồi." Nghe vậy, ai nấy đều lấy làm kinh hãi, mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn về Dương Thanh, lại thấy anh vẫn vững vàng ngồi đó không thèm nhìn tiêu đại vĩ đã bị mình giết chết như mọi thứ đều không liên quan gì đến anh kể cả diệp hoàng cũng không thể không hoảng sợ lão ta biết dương thanh rất mạnh nhưng không hề nghĩ rằng anh lại có thể mạnh đến mức này không chỉ diệp hoàng mà cả thượng quan hoàng đoàn hoàng và long hoàng đều giật mình đặc biệt là thượng quan hoàng và long hoàng mà trong mắt hai người này còn ánh lên sự vui mừng nét mặt của tống tả và tống hữu đang đứng cạnh dương thanh cũng đầy khó tin họ đều có thực lực nằm ở siêu phàm cảnh một người là siêu phàm tam cảnh, một người là siêu phàm nhị cảnh. Ngay cả họ cũng không thể làm được chuyện chỉ nói một câu đã làm lục phủ ngũ tạng của một cao thủ thần cảnh sơ kỳ bị vỡ, vậy mà Dương Thanh lại làm được. Thằng khốn kia, con tao không hề mượn sức mạnh của gia tộc mà chỉ dùng thực lực của bản thân để muốn đánh một trận với mày, thế mà mày dám bảo người của mình dùng ám khí giết con tao. Khuôn mặt tiêu hùng tràn đầy phẫn nộ, nếu có thể giết người bằng mắt thì Dương Thanh đã chết từ lâu rồi. Ông ta giữ tận quát, tao muốn mày phải chết. Hóa ra là người trong gia tộc tên nhóc kia dùng ám khí, thảo nào tôi có thực lực thần cảnh hậu kỳ mà cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra. Thằng nhóc tên Dương Thanh kia đúng là hèn hạ, bản thân không dám nhận lời khiêu chiến mà lại xúi dục người trong gia tộc âm thầm giết người. Diệp Hoàng, loại người như vậy không thể xuất hiện trong tiệc mừng thọ của tiền bối Diệp Lâm được, mong hoàng tộc họ Diệp hãy cho người giết cậu ta đi. Chấm, người trong các gia tộc quyền quý không biết Dương Thanh tức thì căm phẫn quát lên, yêu cầu hoàng tộc họ Diệp ra mặt giết anh. Mặt mày Diệp Hoàng xa sầm Đương nhiên lão ta biết những kẻ này muốn tân bốc hoàng tộc họ Diệp nên mới yêu cầu họ giết Dương Thanh, nhưng lão ta vô cùng rõ ràng, cho dù mọi cao thủ trong hoàng tộc đều ra mặt thì việc giết Dương Thanh cũng không bao giờ là dễ dàng. Chưa kể bản thân Dương Thanh chính là cao thủ siêu phàm cảnh, bên cạnh lại có hai người cũng có tu vi như vậy. Không chỉ thế, hoàng tộc họ Long và hoàng tộc Thượng Quan cũng đang giữ mối quan hệ tốt với Dương Thanh hoàng tộc họ đoàn thì ba phải một khi dương thanh chiếm thế thượng phong thì họ sẽ chuyển hướng về phe của anh ngay đây hoàn toàn là chuyện xấu đối với hoàng tộc họ diệp dương thanh vốn tới đây để kiếm chuyện thấy ai cũng muốn mình chết thì cười hít mắt nhìn sang diệp hoàng nói nhiều người lấy lòng hoàng tộc họ diệp để diệp hoàng cho người giết tôi thật ông nhất định đừng để cho những thế lực đi theo mình thất vọng đấy nhé diệp hoàng hít một hơi thật sâu nhìn chằm chằm vào anh trả lời nếu cậu tới để dự bữa tiệc mừng thọ của bố tôi thì tôi hoàn toàn chào đón nhưng nếu không phải thì xin khuyên cậu một câu đừng nên kiếm chuyện thì hơn nhưng tôi cứ thích kiếm chuyện thì sao dương thanh nói với vẻ trêu tức dương thanh vừa nói ra câu này thì những người trong sảnh tiệc đều giật mình người của hoàng tộc họ diệp thì nổi giận dương thanh là kẻ đầu tiên dám khiêu khích hoàng tộc họ diệp như vậy thằng nhóc kia cậu có biết mình đang làm gì không một người trung niên bước ra từ sau lưng diệp hoàng lạnh lùng nói với Dương Thanh, cậu đang tìm đường chết cho mình đấy. Vừa rồi người trung niên kia luôn đứng sau lưng Diệp Hoàng. Từ trang phục và quần áo có thể đoán ra được thân phận của ông ta hoàng chủ đời kế tiếp của hoàng tộc họ Diệp. Là Diệp Tiêu, người thừa kế và cũng là người có thiên phú võ thuật mạnh nhất thế hệ này của hoàng tộc họ Diệp, 48 tuổi, đã đột phá vào thần cảnh hậu kỳ. Có người nhận ra Diệp Tiêu, lên tiếng. Dương Thanh không đếm xỉa đến ông ta, một kẻ còn chưa trở thành cao thủ siêu phàm cảnh thì chỉ là con kiến trong mắt anh. Anh mà muốn giết thì dễ như trở bàn tay. Tất nhiên Diệp Hoàng biết sự đáng sợ của Dương Thanh, thấy Diệp Tiêu đứng ra thì lập tức xuất hiện trước người ông ta, quát, đi xuống. "Phụ Hoàng, thằng nhóc này thật sự quá ngông cuồng. Nếu không cho biết mùi thì cậu ta sẽ cho rằng hoàng tộc họ Diệp chúng ta không có ai mất." Diệp Tiêu phẫn nộ nói, giọng điệu đầy căm phẫn. "Là người thừa kế của hoàng tộc họ Diệp, từ nhỏ ông ta đã được dạy bảo rằng hoàng tộc mình chính là gia tộc đứng đầu chiêu châu, không một ai có thể xúc phạm đến. Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng đối với hoàng tộc họ Diệp mà lại bị Dương Thanh quấy phá, ông ta không thể nhẫn nhịn nổi. Tôi bảo anh ngậm miệng lại, đi xuống, Diệp Hoàng lại giận dữ trách mắng. Có thể người ngoài cho rằng vừa rồi cao thủ đứng bên cạnh Dương Thanh đã dùng ám khí nên tiêu đại vĩ mới chết, nhưng lão ta biết chính Dương Thanh đã làm điều đó. Ngay lúc Dương Thanh nói ra hai từ ồn ào, Diệp Hoàng rõ ràng cảm giác được khí thế kinh khủng bộc phát ra từ người anh. Rồi sau đó, tiêu đại vĩ bị vỡ lục phủ ngũ tạng mà chết. Thủ đoạn khủng bố như vậy, ai còn dưới siêu phàm cảnh thì không thể nào ngăn cản được, kể cả khi Diệp Tiêu có thực lực thần cảnh hậu kỳ cũng không ngoại lệ. Ít nhất Diệp Hoàng hiểu được mình không làm được điều mà Dương Thanh đã làm. Phụ Hoàng, Diệp Tiêu còn muốn khuyên bảo thêm. Chát, nhưng lúc này, Diệp Hoàng lại tàn bạo tát vào mặt ông ta, cáu tiết quát cầm miệng lại cho tôi. Dám nói một chữ nữa thì tôi bãi bỏ vị trí người thừa kế của anh đấy. Diệp Tiêu chẳng thể ngờ được bố lại tát mình ngay trước mắt bao người. Ông ta có thể thấy Diệp Hoàng đang rất phẫn nộ. Những lời nghiêm khắc vừa rồi không phải chỉ nói xuông, Diệp Tiêu mà dám nói gì nữa sẽ bị Diệp Hoàng sẽ tước đi vị trí Hoàng chủ tương lai ngay. Khách mời trong sảnh tiệc đều là người của các thế lực hàng đầu trên khắp Chiêu Châu, thấy Diệp Hoàng vì ngăn không cho Diệp Tiêu đối đầu với Dương Thanh mà tát ông ta, ai nấy đều nhận ra có điều kỳ lạ. Nếu như Dương Thanh thật sự chỉ là một người bình thường thì liệu Diệp Hoàng có bỏ qua cho hành động vừa rồi của anh không? Tuyệt đối không. Có khi Dương Thanh còn bị giết chết ngay khi vừa xuất hiện tại sảnh tiệc là đằng khác. Diệp Hoàng có thực lực siêu phàm cảnh mà cũng không dám tùy ý giết Dương Thanh, thật sự chỉ vì hai cao thủ siêu phàm cảnh bên cạnh anh sao? Rõ ràng không phải. Điều này chứng tỏ Dương Thanh có thân thế lớn, ngay cả hoàng tộc họ Diệp cũng không dám chọc giận, hoặc thực lực của Dương Thanh nằm trên cả Diệp Hoàng. Nhưng anh trông chỉ mới 28 tuổi, ở độ tuổi quá nhỏ như thế, làm sao có thể là cao thủ siêu phàm cảnh, thậm chí vượt trên Diệp Hoàng cơ chứ? Nếu không thì chỉ còn một khả năng là Dương Thanh có thân thế lớn. Một thế lực có thể khiến cho hoàng tộc họ phải rẻ chừng sợ là chỉ có hoàng tộc cổ xưa, hoặc là gia tộc cổ võ ẩn thế trong truyền thuyết nhỉ. Tuy nhiên cả hai hoàng tộc cổ xưa đều không phải họ Dương, còn trong các gia tộc cổ võ có hay không thì họ không biết. Trong lúc nhất thời, những người không biết đến Dương Thanh bắt đầu đoán giả đoán non về thân phận của anh. Dương Thanh không quan tâm họ đang nghĩ gì, ẩn ý nhìn Diệp Tiêu, nói, ông nên cảm ơn phụ hoàng của mình đi, nếu không thì bây giờ ông đã biến thành một cái xác rồi. Diệp Tiêu giận tím người, vừa định lên tiếng thì bị Diệp Hoàng trừng mắt nhìn, đành nuốt câu muốn nói xuống bụng dù sao ông ta cũng là người thừa kế hoàng tộc họ Diệp, nắm rõ những thứ liên quan đến Dương Thanh như lòng bàn tay, cũng biết anh là cao thủ siêu phàm cảnh. Tuy lời nói vừa rồi của Dương Thanh rất khó nghe, không khác nào sỉ nhục, nhưng Diệp Tiêu biết anh không có ý xúc phạm mình mà chỉ đang nói ra sự thật. Thực lực của ông ta chỉ nằm ở mức thần cảnh hậu kỳ, chỉ là run dế khi đứng trước một cao thủ siêu phàm cảnh. Dương Thanh, ân oán giữa chúng ta không nên đem ra giải quyết trong tình huống này, có thể đợi sau khi tiệc mừng thọ của bố tôi kết thúc được không? Diệp Hoàng đột nhiên hỏi. Lòng lão ta đang uất nghẹn, nhất là khi phải ăn nói khép nép như vậy với Dương Thanh ngay trước mặt các thế lực đứng đầu chiêu châu. Nhưng Diệp Hoàng không thể không làm vậy. Bây giờ vẫn chưa phải lúc nên lão ta chỉ có thể nhẫn nhịn, khi nào thời cơ chín mùi sẽ không phải kìm nén nữa. Dương Thanh muốn nói gì một giọng nói bất chợt vang lên ngắt ngang, Diệp Hoàng, ông làm vậy thì hơi làm các gia tộc đi theo hoàng tộc họ Diệp như chúng tôi thất vọng đấy người vừa lên tiếng là tiêu hùng của nhà họ tiêu mặt mũi cực kỳ dữ dằn nỗi đau mất con đã làm ông ta mất đi lý trí diệp hoàng nhíu mày nhìn tiêu hùng nói tôi đã cảnh cáo từ trước là đừng tự tìm đường chết mấy người không nghe giờ thì con trai cậu bị giết trách ai được tiêu hùng cắn răng biện minh nếu cậu ta đấu một trận công bằng với con tôi thì dù nó bị giết tôi cũng tuyệt đối không ý kiến nhưng cậu ta lại bảo người trong gia tộc âm thầm giết con trai tôi sao tôi chịu được diệp hoàng hôm nay là tiệc mừng thọ trăm tuổi của tiền bối diệp lâm chúng tôi được mời tới mà lại không được bảo đảm an toàn là sao hay diệp hoàng chỉ xem những thế lực đồng ý đi theo hoàng tộc họ diệp như chúng tôi là bia đỡ đạn có thể đẩy ra hy sinh bất cứ lúc nào thà hy sinh người của nhà họ tiêu cũng không muốn xử lý tên sát nhân không được mời mà lại đến đây gây chuyện tiêu hùng đã bất chấp không quan tâm đến hậu quả khi nói ra những lời này láo sược cuối cùng diệp hoàng cũng nổi cơn thịnh nộ khí thế võ đạo kinh khủng của lão ta đè ép lên người tiêu hùng. Cậu thật sự cho rằng con trai mình bị người của Dương Thanh dùng ám khí giết sao, Diệp Hoàng giận dữ chất vấn. Audio điện tử võ tấn bền trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi vào người vừa lên tiếng. Lý Giang Hùng, người đứng đầu nhà họ Lý ở Hoàng Thành Thượng Quan. Ông ta chậm rãi đứng lên, nhìn chăm chăm Diệp Hoàng, nói, Diệp Hoàng, ông làm như vậy có hơi quá đáng. Quá đáng, Diệp Hoàng cười lạnh, tôi chỉ đang tập hợp các thế lực giải rác ở Chiêu Châu lại thành một liên minh lớn, đó là vì lợi ích của các thành viên trong liên minh, như vậy thì có gì quá đáng chứ? Ông luôn nói thành lập liên minh là vì lợi ích các thành viên, nhưng thực tế như thế nào? Còn không phải vì thống nhất thế lực Chiêu Châu, tất cả thành viên liên minh đều phải lấy hoàng tộc họ Diệp làm đầu. Như vậy chẳng lẽ không quá đáng? Ông để mọi người giơ tay biểu quyết để quyết định xem có thành lập liên minh không, nói là sẽ không can thiệp quyết định của họ nhưng lại uy hiếp nếu không gia nhập liên minh, sau này sẽ không thể nào gia nhập được nữa. Hàm ý của những lời này chẳng phải là những tổ chức không gia nhập thì tương lai các thế lực thành viên liên minh có thể tùy ý chèn ép họ sao? Đây không phải là quá đáng à? Lý Giang Hùng chất vấn liên tục, khí thế mạnh mẽ. Ông ta vốn có thực lực bán bộ siêu phàm cảnh, chỉ còn cách siêu phàm nhất cảnh một bước. Khi đối mặt với Diệp Hoàng đã bước vào siêu phàm cảnh, ông ta lại không chút nao núng, ánh mắt vô cùng cương quyết. Tất cả những người có mặt ở đây đều ngạc nhiên không nghĩ tới lý Giang Hùng lại to gan như thế. Những hoàng tộc khác còn chưa mở miệng ngăn cản việc thành lập liên minh, ông ta chỉ là người đứng đầu của một gia tộc có tiếng nói nhất tại hoàng thành thượng quan mà lại dám chất vấn Diệp hoàng trước mặt mọi người. Sắc mặt Diệp hoàng trở nên u ám, liếc mắt nhìn Lý Giang Hùng, nói: "Mục đích thành lập liên minh là để tìm kiếm lợi ích cho các thế lực trong liên minh. Nếu mấy người không muốn gia nhập, bị thế lực nào chèn ép thì liên quan gì đến việc thành lập liên minh?" Lý Giang Hùng lạnh lùng đáp trả: đương nhiên có liên quan nếu không thành lập liên minh các thế lực khắp nơi vẫn như cũ nhưng một khi liên minh thành lập những thế lực yếu kém hoặc có ân oán từ trước với chúng tôi sẽ ỉ vào lực lượng liên minh để đối phó với chúng tôi nếu chỉ có bọn họ cũng không có vấn đề gì nhưng những thù hận đó của chúng tôi vốn xảy ra trước khi liên minh được thành lập không hề liên quan đến bất cứ người hay thế lực nào nếu lúc đó liên minh lại can thiệp thì nên làm thế nào đây ngay cả dương thành cũng có chút kinh ngạc không ngờ Lý Giang Hùng dám tranh cãi với Diệp Hoàng. Nhưng nghĩ đến lời hứa của mình với nhà họ Lý, anh có thể hiểu vì sao ông ta có thể đặt cược tất cả. Dù sao Lý Trọng cũng đã dẫn các cao thủ trong nhà họ Lý lẻn vào hoàng thành Diệp, chờ mọi chuyện bên này chấm dứt, Dương Thanh sẽ giúp họ thay thế hoàng tộc họ Diệp. Câu nói đó của Lý Giang Hùng khiến cho người của một số thế lực có thực lực khá cao hơi lo lắng trong lòng. Như Lý Giang Hùng đã nói, không có liên minh thì các thế lực khắp nơi chỉ có thể dựa vào năng lực của bản thân mình. Nhưng một khi liên minh được thành lập, đó sẽ là kết quả cực kỳ tốt đối với những thế lực yếu kém. Ngược lại, điều đó thật sự không công bằng với các thế lực mạnh. Ví dụ, thế lực A và thế lực B là kẻ thù không đội trời chung. Thế lực A vốn mạnh hơn thế lực B nhưng nếu cả hai cùng tham gia liên minh thì hận thù giữa họ sẽ bị liên minh cản trở. Đối với thế lực A, điều này không công bằng. Những người có mặt ở đây đều thuộc những thế lực đứng đầu chiêu châu, rất tự tin vào thế lực của mình rất mạnh. Nếu thành lập liên minh, họ lại có cảm giác bản thân bị lợi dụng. Người của một số thế lực hùng mạnh bắt đầu cảm thấy hơi dao động. Diệp Hoàng, hoàng tộc họ Diệp có thể có tham vọng, nhưng không thể xem tất cả mọi người ở đây là kẻ ngu ngốc. Hoàng tộc họ Long tôi kiên quyết phản đối thành lập liên minh. Lúc này, Long Tấn bỗng lên tiếng, ánh mắt quét qua toàn bộ mọi người, lạnh giọng nói, "Tôi cho các vị một lời khuyên, nếu ai gia nhập liên minh thì sẽ là kẻ thù của hoàng tộc họ Long tôi." Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc, thế mà Long Tấn lại buông lời đe dọa mọi người. Long Hoàng, ông định khiêu chiến với hoàng tộc họ Diệp sao? Ông đã tính đến hậu quả của việc làm này chưa? Vẻ mặt Diệp Hoàng vô cùng u ám, lạnh giọng hỏi. Long Tấn cười lạnh, khiêu chiến thì thế nào? Ông thật sự xem hoàng tộc họ Diệp là đứng đầu chiêu châu sao? Đúng lúc này, Thượng quan Hoàng cũng tỏ thái độ, hoàng tộc Thượng quan cũng cực lực phản đối việc thành lập liên minh ai dám tham gia liên minh thì chính là kẻ thù của hoàng tộc họ thượng quan tôi. Tốt nhất mọi người nên suy nghĩ cho kỹ. Thêm một hoàng tộc cản trở việc thành lập liên minh. Trong thời gian ngắn, trong bốn hoàng tộc lớn ở Chiêu Châu, trừ hoàng tộc họ đoàn ra thì ba hoàng tộc còn lại một muốn thành lập liên minh, hai phản đối. Những người lúc đầu vốn cực kỳ quyết tâm với ý muốn gia nhập liên minh, bây giờ đều hoang mang, dường như lựa chọn thế nào cũng không đúng. Nếu chọn gia nhập liên minh sẽ chọc giận hoàng tộc họ Long và hoàng tộc Thượng Quan, không gia nhập thì lại mạo phạm đến hoàng tộc họ Diệp. Ánh mắt Diệp Hoàng trở nên dữ tợn. Sự cản trở của hoàng tộc họ Long và hoàng tộc Thượng Quan gần như đã khiến việc thành lập liên minh thất bại. Nhưng lão ta vẫn không từ bỏ, chỉ cần hoàng tộc họ Đoàn vẫn ủng hộ, ít nhất thực lực của họ vẫn có thể ngang bằng với hoàng tộc họ Long và hoàng tộc Thượng Quan. Đoàn Hoàng, ông thấy thế nào? Diệp Hoàng nhìn về phía Đoàn Hoàng nghiêm túc hỏi. Đoàn Hoàng cười khổ, lão ta vốn tránh tham gia, không nghĩ tới lại bị kéo vào, trở thành mấu chốt của việc thành lập liên minh. Dương Thanh không nói gì, lúc này cũng nhìn về phía Đoàn Hoàng, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Đoàn Hoàng hình như cảm nhận được, vô thức nhìn về phía Dương Thanh, thấy anh lạnh lùng nhìn mình, lão ta càng thấy khổ tâm. "Đối với tôi, thành lập liên minh hay không đều không vấn đề, sau một lúc do dự, Đoàn Hoàng mở miệng nói." Câu trả lời này vẫn là không muốn đưa ra lựa chọn như trước điều này khiến nhiều người cảm thấy không hài lòng diệp hoàng hư lạnh từ khi nào mà đoàn hoàng lại bó tay bó chân như thế không thể lựa chọn được sao đoàn hoàng cười nói mong rằng diệp hoàng hiểu cho chuyện này liên quan đến tương lai của hoàng tộc họ đoàn chỉ cần bất cẩn chút thôi là muôn đời không thay đổi được đương nhiên tôi phải cẩn thận diệp hoàng không muốn nói tiếp với đoàn hoàng lạnh giọng nói nếu đã như vậy các lực lượng ở đây giơ tay biểu quyết đi nếu mọi người đồng ý thì chúng ta thành lập liên minh, nếu không muốn thì sẽ không liên quan gì đến liên minh. Sau khi nghe thấy mấy lời Dương Thanh nói, nụ cười trên mặt đoàn hoàng cứng lại. Nếu như người muốn lão ta đưa ra lựa chọn là những người khác, hoặc giả có là Diệp Hoàng đi chăng nữa thì lão ta cũng không thấy sốt sáng đến thế. Thế nhưng Dương Thanh khác bọn họ, anh đã từng lấy sức của một mình mình mà suýt tiêu diệt toàn bộ hoàng tộc họ đoàn. Cậu Thanh à, cậu nói thế làm khó cho tôi quá đoàn hoàng chưa kịp nói xong đã bị dương thanh ngắt lời không nể tình tôi không cần biết ông có thấy khó hay không hôm nay ông phải đưa ra lựa chọn nếu không nể mặt đoàn vô nhai chỉ với cái thái độ dùng rằng không dứt khoát của ông thôi cũng đã đủ để tôi xếp ông vào danh sách đen rồi cho ông một phút nếu như sau một phút ông vẫn chưa chọn xong thì tôi sẽ xem như ông chọn hoàng tộc họ diệp thời gian bắt đầu sau khi dương thanh nói xong trái tim đoàn hoàng nhảy thình thịch nỗi sợ hãi trong lòng nhanh chóng đạt tới đỉnh điểm những người khác đều kinh ngạc nhìn về phía Dương Thanh, nhất là những người không biết thân phận của anh, trong lòng họ càng thêm kinh ngạc. Rõ ràng lúc đoàn hoàng nói chuyện với Dương Thanh, thái độ của lão ta vô cùng khúm núm, thậm chí còn dùng giọng điệu cung kính để nói chuyện, thế nhưng Dương Thanh không hề có ý định cho đoàn hoàng chút mặt mũi. Cậu ta làm như vậy, không sợ sẽ đẩy đoàn hoàng về phía hoàng tộc họ Diệp sao? Chỉ có thượng quan hoàng và Long hoàng biết, Dương Thanh làm vậy là đang cho hoàng tộc họ đoàn một cơ hội cũng là muốn giải quyết triệt để mọi yếu tố bất chắc trước khi quyết chiến với hoàng tộc họ Diệp. Người của hoàng tộc họ đoàn đều thấy thấp thỏm trong lòng, đoàn hoàng cũng đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. Đầu óc lão ta nhanh chóng phân tích những ưu nhược điểm của việc lựa chọn giữa hoàng tộc họ Diệp và Dương Thanh. Diệp Hoàng cười lạnh, đoàn hoàng, ông cũng thấy rồi đấy, Dương Thanh vốn không để hoàng tộc họ đoàn vào mắt, cho dù ông có chọn cậu ta thì sau này cậu ta cũng chẳng đối xử tử tế với hoàng tộc họ đoàn đâu. Nếu như ông lựa chọn hoàng tộc họ Diệp, tôi có thể cam đoan với ông rằng khi liên minh được thành lập, hoàng tộc họ Diệp chắc chắn sẽ không nhúng tay vào chuyện của hoàng tộc họ Đoàn. Đối với chuyện Diệp Hoàng khuyên bảo, Dương Thanh không có ý định ngăn cản, cũng chẳng để nó trong lòng. Đối với anh mà nói, thêm một hoàng tộc họ Đoàn không nhiều mà thiếu đi một hoàng tộc họ Đoàn cũng chẳng ít, chẳng qua là vì nể mặt Đoàn Vô Nhai nên anh mới cho họ cơ hội lựa chọn này. Đương nhiên, nếu như Đoàn Hoàng lựa chọn hoàng tộc họ Diệp, Dương Thanh cũng chẳng thấy có gì khác biệt, cùng lắm là có thêm vài con run dế thôi. Một phút trôi qua nhanh chóng, Dương Thanh nhìn đồng hồ, mở miệng nói, đến giờ rồi. Diệp Hoàng, xin lỗi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên đoàn Hoàng nhìn về phía Diệp Hoàng nói tiếng xin lỗi, sau đó nhanh chóng nhìn anh, cậu Thanh, tôi chọn cậu. Lão ta vừa dứt lời, mọi người xung quanh sừng sốt. Diệp Hoàng cũng ngây người. Vốn lão ta còn cho rằng, Dương Thanh không nể mặt đoàn Hoàng, Bước ép phải lão ta lựa chọn trước mặt mọi người, dưới tình huống này, chắc chắn đoàn hoàng sẽ chọn hoàng tộc họ Diệp. Nhưng lão ta không ngờ đoàn hoàng lại lựa chọn Dương Thanh, tình nguyện cúi đầu trước anh. Lão ta thật sự không hiểu nổi, chẳng lẽ hai cao thủ siêu phàm cảnh của hoàng tộc họ Diệp còn chưa đủ để đoàn hoàng dễ dàng đưa ra lựa chọn hay sao? Không chỉ Diệp Hoàng, những người khác cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Những người biết sức mạnh của Dương Thanh rồi thì thấy đoàn hoàng làm vậy chẳng có vấn đề gì, còn những người không biết thì đang liên tục suy đoán thân phận của anh. Rốt cuộc Dương Thanh là ai? Tại sao cậu ta lại dám bức ép uy hiếp đoàn hoàng trước mặt mọi người? Đã vậy còn có thể làm cho Long Hoàng và Thượng Quan Hoàng cam tâm tình nguyện ủng hộ? Trước đó, bọn họ còn cho rằng Dương Thanh là cậu chủ của một thế lực thần bí hàng đầu nào đó, được hai cao thủ do gia tộc phái tới chống lưng nên mới dám ngang ngược như vậy. Bây giờ nhìn lại, hình như cũng không phải thế thái độ cung kính của Long Hoàng, Thượng quan Hoàng hay Đoàn Hoàng đối với Dương Thanh đều không giả được. Hơn nữa Diệp Hoàng lại chẳng thể làm gì với Dương Thanh đã nói rõ người mà Dương Thanh dựa dẫm là chính bản thân anh. Nếu không phải vậy, chắc chắn Hoàng tộc họ Diệp đã xử lý Dương Thanh từ sớm rồi. Được, được lắm, Diệp Hoàng giận dữ cười, hai mắt lão ta nhìn chầm chập Đoàn Hoàng, nói, nếu Đoàn Hoàng đã lựa chọn Dương Thanh, Vậy thì từ giờ trở đi hoàng tộc họ đoàn cũng sẽ là kẻ địch của hoàng tộc họ Diệp, Hừ, Đoàn Hoàng vừa đưa ra lựa chọn, đương nhiên sẽ không muốn để bản thân bị khinh bỉ như vừa rồi nữa, lạnh giọng bảo, cho dù hoàng tộc họ Diệp đồng ý giao hảo với hoàng tộc họ Đoàn thì chúng tôi cũng sẽ không chấp nhận. Dứt lời, lão ta nhìn về phía Dương Thanh khẽ gật đầu, ái náy nói, cậu Thanh, rất xin lỗi cậu vì sự do dự vừa rồi của tôi. Cậu cứ yên tâm, tôi đã chọn cậu thì chắc chắn sẽ không nghĩ đến chuyện phản bội. Có cho ông cũng không dám, Dương Thanh không chút khách sáo đáp lại lão ta. Với thực lực hiện giờ của anh, việc chèn ép một hoàng tộc họ đoàn không có cao thủ siêu phàm cảnh là chuyện dễ như ăn cháo. Nếu như chuyện xảy ra ở chỗ của hoàng tộc họ đoàn thì có lẽ sẽ phải cẩn thận với người bảo vệ hoàng tộc, thế nhưng đây lại là sân nhà của Dương Thanh, đoàn hoàng còn có thể làm gì được nữa. Tiếp đó, chính là thời gian cho mọi người lựa chọn. Tốt nhất là mọi người hãy suy nghĩ cho kỹ, đúng là hoàng tộc họ Diệp rất mạnh, nhưng rồi sao? Bây giờ ba hoàng tộc lớn khác đã đứng về phía đối lập với hoàng tộc họ Diệp rồi cứ cho là mấy người lựa chọn hoàng tộc họ Diệp đi chăng nữa thì cũng chỉ trở thành bia đỡ đạn cho hoàng tộc họ Diệp thôi. Thế nên lựa chọn thế nào, cho mấy người 30 giây cân nhắc. Dương Thanh nhìn toàn bộ đám người có mặt ở đây một lượt, vô cùng bá đạo nói. Nếu hoàng tộc họ Diệp muốn thống nhất các thế lực lớn ở Chiêu Châu, vậy thì hôm nay, anh phải phá rối, làm xáo trộn nơi này. Trong sảnh tiệc rộng lớn tựa như bị một luồng khí thế võ đạo khủng bố bao phủ, ai ai cũng bàng hoàng, Bắt bọn họ lựa chọn ngay bây giờ, đúng là rất khó. Bên phía Dương Thanh, người của ba hoàng tộc lớn đều đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào họ, khiến họ cảm thấy vô cùng áp lực. Những ai đồng ý lựa chọn hoàng tộc họ Diệp thì giơ tay phải lên. 30 giây nhanh chóng trôi qua, Dương Thanh mở miệng nói. Anh vừa dứt lời, bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động, tất cả mọi người đều đang anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, nhưng từ đầu đến cuối không có một ai nhấc tay. 10 giây, 30 giây. Một phút, một phút cứ trôi qua như thế, từ đầu đến cuối không có ai lựa chọn hoàng tộc họ Diệp. Vẻ mặt Diệp Hoàng trở nên vô cùng dữ tợn, kết quả như thế là chuyện lão ta không hề mong đợi chút nào, thế nhưng bây giờ nó đã thật sự xảy ra. Điều khiến Dương Thanh cảm thấy khó hiểu là nhân vật chính ngày hôm nay, Diệp Lâm, người được chúc thọ trăm tuổi của hoàng tộc họ Diệp vẫn luôn yên lặng ngồi ở đó, không màng thế sự, tựa như mọi chuyện đang diễn ra chẳng liên quan gì đến mình vậy. Diệp Lâm yên tĩnh một cách kỳ lạ, thậm chí còn khiến rất nhiều người quên đi sự tồn tại của mình. Xem ra, ngoại trừ những người thuộc hoàng tộc họ Diệp, không có ai muốn thành lập liên minh với ông rồi. Lý Giang hùng chọn đúng lúc lên tiếng mỉa mai, đã như vậy thì tôi xin chúc mừng hoàng tộc họ Diệp, một mình thành lập một liên minh, xong sau đó cứ lấy cái tên liên minh hoàng tộc họ Diệp là được rồi. Ha ha, Long hoàng và thượng quan hoàng bật cười. Rất nhiều người cũng không nhịn được muốn cười như hai người kia, thế nhưng trong trường hợp này họ không dám làm thế người của hoàng tộc họ Diệp tức đến nỗi sắc mặt tím lại như màu gan heo. Lúc Diệp Hoàng nhìn về phía Dương Thanh, sát ý lóe lên trong mắt lão ta, chỉ hận không thể dùng ngàn đao bằng thây anh ra. Thế nhưng, Diệp Hoàng phải nhịn, bây giờ chưa phải lúc để ra tay. Bởi vì ngoài việc này ra còn có một việc vô cùng quan trọng, đó mới là mục đích thật sự của hoàng tộc họ Diệp hôm nay. Mấy người không muốn thành lập liên minh thì thôi. Diệp Hoàng ghim sự tức giận của bản thân xuống, mắt nhìn khắp bốn phía, tiếp tục nói, Tiếp theo, chúng ta sẽ nói đến chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều im lặng nhưng ẩn trong ánh mắt của mỗi người vẫn có vẻ mong đợi. Hai mắt Dương Thanh khẽ nhíu lại, rốt cuộc đã muốn nói đến chuyện thứ hai rồi sao? Chuyện thứ hai có liên quan đến sự xuất hiện của Đế thôn, đã đến lúc chuyện này phải có kết quả. Diệp Hoàng nói một cách chậm rãi. Quả thật là vì tranh giành Đế thôn. Diệp Hoàng không biết tại sao ông lại nói đến sự xuất hiện của Đế thôn, bỗng nhiên có một người hỏi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Hoàng, đợi lão ta giải thích, dù sao theo như quy định của trăm năm trước của người đó, vương tộc và hoàng tộc không được bước chân vào yến đô cũng như không cho phép hoàng tộc tranh giành Đế thôn. Mặc dù quy định này đã có hơn trăm năm, nhưng bây giờ cho dù là vương tộc hay hoàng tộc đều đã đi vào yến đô, dường như cái quy định đó không gây ảnh hưởng gì đến vương tộc và hoàng tộc. Lấy được Đế thôn là sẽ có được cả thế giới mặc dù đó chỉ là một truyền thuyết nhưng lại có khả năng sẽ trở thành sự thật rất cao. nếu không thì hoàng tộc họ Diệp đã không nhắc đến đế thôn. Dương Thanh cũng nhìn về phía Diệp Hoàng muốn nghe thử xem lão già dở hơi này muốn gì. Diệp Hoàng mở miệng nói dù sao quy định vào trăm năm trước của người kia vẫn còn đó, hoàng tộc họ Diệp không thể can thiệp vào việc tranh giành đế thôn, vì thế việc tranh giành đế thôn chỉ có thể nhường lại cho mọi người ở đây. lão ta vừa nói ra những lời này đã khiến cho mọi người hoảng sợ hoàng tộc họ Diệp muốn từ bỏ việc tranh giành đế thôn sao. Ngay cả Dương Thanh cũng cảm thấy bất ngờ. Mặc dù biết hoàng tộc họ Diệp tổ chức lễ mừng trăm tuổi của Diệp Lâm tại Yến Đô là vì đế thôn, nhưng không thể ngờ rằng hoàng tộc họ Diệp lại buông tha cho đế thôn. Chẳng qua suy nghĩ này vừa lóe lên anh đã bỏ nó đi ngay lập tức, nếu không có lợi ích thì sao hoàng tộc họ Diệp có thể làm không công đây? Nhất là khi hoàng tộc họ Diệp đã mời cả Diệp Lâm, một người ở ẩn đã biến mất hơn 50 năm, làm sao họ có thể bỏ qua đế thôn được? nhưng mà vấn đề khiến diệp thanh không nghĩ ra đó là hoàng tộc họ diệp sẽ dùng cách gì để tranh giành đế thôn đây không lẽ hoàng tộc họ diệp không biết thực lực bây giờ của anh đã là siêu phàm cảnh rồi sao một khi ra tay nếu người của hoàng tộc không nhúng tay vào thì ai có thể ngăn cản được anh chứ diệp hoàng những lời ông nói là thật sao hoàng tộc họ diệp không can thiệp vào cuộc chiến tranh giành đế thôn sao một khách mời của một thế lực đứng đầu tỏ ra vui vẻ hỏi lại diệp hoàng ha ha cười nói đứng trước trăm thế lực lớn của chiêu châu tôi đã nói là sẽ không tham gia tranh giành đế thôn thì còn có thể giả được hay sao nếu đã như vậy thì nhà họ lâm của tôi sẽ đồng ý để đế thôn xuất thế người này kích động nói nhà họ phương chúng tôi cũng đồng ý để đế thôn xuất thế mong rằng hoàng tộc họ diệp có thể ra mặt duy trì sự công bằng sau đó lại có người lên tiếng thậm chí muốn hoàng tộc họ diệp đứng ra chủ trì đã có người mở đầu người ở các thế lực khác đều nhau nhau tỏ thái độ đồng ý cho đế thôn xuất hiện. Đây chính là hiện thực, trước đó, Diệp Hoàng nói muốn thành lập một liên minh thì bị ba hoàng tộc lớn là Long, Đoàn, Thượng quan ngăn cản, các thế lực khác bị uy hiếp thì không ai dám nhắc đến chuyện liên minh nữa. Nhưng lúc này lại khác, cho dù bây giờ ba hoàng tộc lớn kia có ngăn cản thì cũng không được, bởi vì truyền thuyết của đế thôn rất hấp dẫn đối với mọi người. Những người ở đây đều là người đứng đầu của các thế lực ở Chiêu Châu, có tham vọng mãnh liệt nếu như bọn họ có thể giành lấy được đế thôn về trong tay mình toàn bộ chiêu châu còn ai có thể uy hiếp được họ cho dù là hoàng tộc cũng không thể áp chế được họ có thể nói rằng đây chính là cơ hội duy nhất để bọn họ có thể nâng cao thực lực một cách nhanh chóng khi được hoàng tộc họ diệp mời đến bọn họ biết ngay lần đi đến yến đô này liên quan đến việc đế thôn sẽ xuất thế cho nên các thế lực đã chịu một số tổn thất để mời các cao thủ mạnh ẩn thế đi theo trong đó thậm chí có cả cao thủ siêu phàm cảnh Dương Thanh đã cảm nhận được, riêng siêu phàm cảnh đã có đến 6 người. Đây là chưa tính đến các thế lực đang ẩn nấp, chuẩn bị sẵn sàng tham gia vào việc tranh giành đế thôn. Ví dụ như cao thủ thần bí đã bắt giữ Phương Nho, chủ gia tộc họ Phương trong Hoàng Thành Long ngay trước mặt của Dương Thanh vào đêm qua, đến nay người đó vẫn chưa xuất hiện. Có thể suy đoán được, cuộc chiến tranh giành đế thôn sắp đến sẽ khốc liệt như thế nào. Cho dù là Dương Thanh cũng không có cách gì có thể ngăn cản dù sao vẫn còn hoàng tộc họ diệp nếu như lúc này anh ngăn cản thì sẽ trở thành kẻ địch chung của mọi người được mọi người đã đồng ý để đế thôn xuất thế thì hôm nay chúng ta cùng nhìn đế thôn xuất thế đi diệp hoàng hét to một tiếng tất cả mọi người đều phát ra tiếng hoan hô rung trời bầu không khí được nâng lên đỉnh điểm chỉ trong nháy mắt diệp hoàng vẫy vẫy tay đợi đến khi mọi người yên tĩnh lại mới nói tiếp tiếp theo chúng ta sẽ nói đến quy định trong cuộc chiến tranh giành đế thôn ánh mắt đảo qua toàn sảnh tiệc Lão ta từ từ nói, vì trăm năm trước người kia đã quy định vương tộc và hoàng tộc không được can thiệp vào việc tranh giành đế thôn, nhưng mà. Nói đến đây, Diệp Hoàng bỗng nhiên dừng lại khiến cho mọi người rất sốt ruột, nhưng không ai dám dục, đều tỏ vẻ mong chờ nhìn về phía lão ta. Dương Thanh biết, bây giờ mới đến phần quan trọng. Quả nhiên, Diệp Hoàng chỉ dừng lại khoảng 10 giây thì nói tiếp, chúng tôi không can thiệp vào việc tranh giành đế thôn nhưng mong muốn nhân cơ hội lần này để cho cao thủ trong hoàng tộc tôi cảm nhận được các cao thủ ẩn thế không xuất hiện mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng mà mọi người cứ yên tâm, mọi hoạt động của hoàng tộc tôi sẽ không được tính vào cuộc chiến này, chỉ là muốn tăng thêm cho mọi người chút niềm vui khi trao đổi võ thuật trong cuộc chiến khô khăn này, đồng thời để cho mọi người biết thực lực của hoàng tộc chúng tôi thôi. Còn về quy tắc của cuộc tranh giành đế thôn, rất đơn giản, chỉ có duy nhất một quy tắc đó là ai mạnh thì người đó thắng. Ai có thể đạt được ngôi vị quán quân thì đó chính là vương của Yến Đô, có tư cách để nắm giữ đế thôn. Lời này vừa nói ra, mọi người lại phát ra tiếng hoan hô vang trời. Mà người của ba hoàng tộc lớn là Long, Đoàn, Thượng Quan đều trở nên âm trầm, vì mối quan hệ với Dương Thanh, bọn họ không có ý định tranh giành đế thôn. Nhưng Diệp Hoàng lại nói người trong hoàng tộc cũng có thể tham gia vào đó, nhưng lại không tính kết quả. Bây giờ, Diệp Lâm, cao thủ siêu phàm cảnh luôn giấu mặt của hoàng tộc họ diệp đang ở đây lão ta mạnh mẽ đến mức nào thì không ai biết cho dù là dương thanh cũng không hề hay biết thực lực thật sự của diệp lâm mạnh ra sao trong mắt dương thanh tỏa ra một tia sắc lạnh đương nhiên anh hiểu rằng hoàng tộc họ diệp để người trong hoàng tộc ra thi đấu tranh giành đế thôn mà không tính kết quả là để đối phó với mình tất nhiên hoàng tộc này tự tin rằng không ai có thể đánh bại được diệp lâm nên mới dám nói như vậy Bằng cách đó, kể cả Dương Thanh cũng không có lý do để ngăn cản. Không chỉ Chu Cái, tất cả cao thủ của các thế lực đều mặt đầy khiếp sợ. Bình thường cao thủ cùng cảnh giới cơ bản sẽ có thực lực ngang nhau, Chu Cái và Diệp Kiến Hoa đều là cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Vừa rồi khi Chu Cái bộc phát toàn bộ năng lực, xông về phía Diệp Kiến Hoa, mà trong nháy mắt lúc đòn tấn công của Chu Cái sắp ập xuống, lão ta mới giơ tay lên. Ai cũng biết dưới tình huống Chu Cái bộc phát sức mạnh, nhất định phải mạnh hơn Diệp Kiến Hoa nhưng đòn tấn công của Chu Cái lại không thể đẩy lùi Diệp Kiến Hoa nửa bước. Riêng điểm này có thể nói rõ, Diệp Kiến Hoa không phải là cao thủ thần cảnh đỉnh phong bình thường, mà là cao thủ đã dậm chân tại cảnh giới thần cảnh đỉnh phong nhiều năm. Nếu không Diệp Kiến Hoa không thể đứng ở đó không nhúc nhích, có thể tiếp được một đòn toàn lực của Chu Cái dễ như trở bàn tay. Đây chính là vốn liếng để cậu dám phách lối với hoàng tộc họ Diệp sao? Diệp Kiến Hoa sắc mặt vô cùng lạnh lùng hỏi. Nói xong lời này, khí thế càng mạnh mẽ hơn lại tản ra từ trên người lão ta bụp chu cái không hề có cơ hội để nói gì một tay của diệp kiến hoa bỗng ngưng lại một trường tung ra một chiêu nện thẳng vào ngực chu cái trong lúc mọi người còn khiếp sợ cơ thể chu cái bỗng bay cao ra ngoài như diều đứt dây mà trong nháy mắt bị một trường của diệp kiến hoa đánh trúng chu cái phun ra một ngụm máu tu vi võ đạo cả đời mất hết sau khi nằm trên mặt đất chu cái không còn cả sức lực để đứng dậy lúc này Cả hiện trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn Diệp Kiến Hoa. Dương Thanh nhíu mày, anh bỗng hiểu suy nghĩ của hoàng tộc họ Diệp, Diệp Kiến Hoa này vẫn dừng lại ở cảnh giới thần cảnh, tất nhiên cũng là cao thủ hàng đầu của hoàng tộc họ Diệp. Đây mới là trận đầu tiên trong cuộc chiến tranh giành đế thôn, hoàng tộc họ Diệp đã phái Diệp Kiến Hoa ra sân, hiển nhiên muốn dùng lão ta để làm mọi người e sợ, khiến thế lực khắp nơi tỉnh táo lại, xem thực lực cao thủ đứng đầu của nhà mình mà tránh xa đừng đối đầu với hoàng tộc họ Diệp chủ gia tộc từng bóng người xông ra ngoài từ phía nhà họ chu bọn họ đỡ chu cái từ dưới đất lên khi phát hiện võ công một đời của chu cái bị phế bỏ sắc mặt ai cũng vô cùng khó coi hoàng tộc họ diệp người nhà họ chu đều tức giận nhìn về phía diệp kiến hoa lui lại hết cho tôi chu cái cắn răng nói ông ta là người mạnh nhất ở nhà họ chu ngay cả ông ta cũng không phải là đối thủ của một cao thủ mà hoàng tộc họ diệp vì tiện phái ra huống chi những người khác của nhà họ chu Trước sự tức giận của người nhà họ Chu, Diệp Kiến Hoa lại khinh thường cười một tiếng, đây là cuộc chiến tranh giành đế thôn, không phải ai cũng có tư cách tham dự. Dứt lời, lão ta đảo mắt khắp hiện trường, lạnh giọng nói, tôi tuy chỉ là cao thủ của hoàng tộc họ Diệp tới tham gia, nhưng cũng có trách nhiệm dọn sạch chướng ngại cho các cao thủ có thực lực. Nếu không một gia tộc tùy tiện phái ra cao thủ cũng có thể tham gia cuộc chiến tranh giành đế thôn, vậy há chẳng phải sẽ lãng phí thời gian của mọi người sao? Tôi hy vọng cao thủ tiếp theo muốn tham gia thi đấu tốt nhất nên nghĩ kỹ, cao thủ dưới bán bộ siêu phàm cảnh tốt nhất không nên chịu chết. Diệp Kiến hoa vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo, lão ta rõ ràng chỉ là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, nhưng lúc này lại ra vẻ mình là cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh. Rất nhiều người đều giận mà không dám nói, lúc trước có kha khá cao thủ cũng có lòng tham dự cuộc chiến tranh giành đế thôn, cho dù rất rõ với thực lực thần cảnh, họ không thể chiến thắng trong cuộc chiến này. Nhưng bọn họ vẫn muốn mượn cơ hội này để học hỏi cao thủ thật sự của các thế lực đứng đầu Chiêu Châu một chút. Mà những lời vừa rồi của Diệp Kiến Hoa mặc dù không nói rõ, nhưng cũng ám chỉ không để bọn họ tham gia, lời trong lời ngoài đều đầy ý uy hiếp. Để tôi tới lãnh giáo, suốt cuộc cao thủ thần cảnh đỉnh phong của hoàng tộc họ Diệp mạnh đến mức nào. Đúng lúc này, phía hoàng tộc thượng quan, một cao thủ thần cảnh đỉnh phong đi thẳng về phía Diệp Kiến Hoa. Trong hoàng tộc thượng, thượng quan dục là nhân vật bề trên đồng lứa với thượng quan hoàng, cao thủ số 2 trong hoàng tộc, thực lực chỉ đứng sau thượng quan hoàng thấy thượng quan dục lên đài, sắc mặt Diệp Kiến Hoa lập tức trở nên nghiêm túc. Lão ta biết đối thủ thật sự tới rồi. Lão ta chỉ nghĩ phải nghiêm túc đối đầu, cũng không quá e dè. đừng hạ thủ lưu tình. Diệp Hoàng bỗng nhiên quát. Vâng, Diệp Kiến Hoa đáp. Thượng quan Hoàng nhíu mày, sắc mặt vô cùng lạnh lùng nói, thượng quan dục, nếu đã ra tay thì phải cho hoàng tộc họ Diệp biết. Cao thủ của hoàng tộc thượng quan chúng ta cũng không phải dạng dễ bị ức hiếp. Ra tay tàn độc cho tôi, nếu như có thể giết được đối phương là tốt nhất. Tất cả mọi người, phần lớn là các chủ gia tộc đều vô cùng kinh ngạc, không ngờ ngay trước mặt mọi người lại có người thẳng thừng muốn cao thủ của gia tộc mình ra tay giết chết đối thủ. Khí thế võ đạo trên người Thượng Quan Dục không ngừng tăng lên, trong nháy mắt ngắn ngủi đã tăng vọt lên trình độ cao nhất. Một luồng hơi thở bán bộ siêu phàm cảnh như có như không tản ra từ cơ thể của lão ta. Hiển nhiên, Thượng Quan Dục cũng cách bán bộ siêu phàm cảnh không xa hừ diệp kiến hoa hừ lạnh nói không chỉ mình ông có thực lực sánh bằng bán bộ siêu phàm cảnh sau lời này khí thế võ đạo đã vô cùng gần cảnh giới bán bộ siêu phàm cảnh cũng tản ra từ trên người lão ta mọi người đều vô cùng kinh ngạc đây thật sự là kỳ phùng địch thủ rồi sao giết diệp kiến hoa tức giận quát một tiếng chủ động ra chiêu tấn công thượng quan dục không hề nao núng cũng bắt đầu tấn công sau đó chỉ trong chớp mắt hai người lao vào nhau hai đòn tấn công kinh người cùng ập về phía nhau. Dầm, một tiếng vang thật lớn, một luồng khí thế có uy lực như một quả bom nguyên tử lấy hai người làm trung tâm, tản ra bốn phương tám hướng. Diệp Lâm vốn đã sớm có chuẩn bị, vung tay lên, phá nát luồng khí thức võ đạo đang sắp lan ra khắp bốn phương tám hướng. Nhưng chuyện này không ảnh hưởng gì đến trận đấu giữa Thượng Quan Dục và Diệp Kiến Hoa. Dường như cũng đúng lúc đó, hai người không ngừng bị đẩy lui năm sáu bước, nhưng chỉ trong nháy mắt hai người lại lao vào nhau, cuộc chiến lại nổ ra. Bịch bịch bịch, hai người giống như bị điên không ngừng tung những đòn mạnh nhất về phía đối phương. Mọi người chỉ cảm thấy một thoáng hoa mắt, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm hai người, di chuyển theo từng bước chuyển động của họ. Thì ra đây chính là thực lực mà chỉ có cao thủ thần cảnh đỉnh phong đích thực mới có thể bộc phát ra sao. Có cao thủ đứng đầu gia tộc vô cùng khiếp sợ nói. Đây quả thực là một bữa tiệc thị giác cho dù là đối với những cao thủ thần cảnh đỉnh phong của các gia tộc đứng đầu cũng là như vậy. Đến giờ phút này, bọn họ mới ý thức được, suy nghĩ muốn tham gia cuộc chiến tranh giành đế thôn của mình nực cười đến mức nào. Sau mấy trăm hiệp đối chiến, cùng với một đòn tấn công kinh người đánh xuống, một bóng người như diều đứt dây bay thẳng ra xa mấy chục mét, nặng nề rơi xuống dưới chân Thượng Quan Hoàng. Thượng Quan Dục, Thượng Quan Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng kiểm tra vết thương của Thượng Quan Dục, cùng lúc đó vội nhét một viên thuốc chữa thương vào miệng thượng quan dục thấy dương thanh đi ra tất cả mọi người đều nhìn anh thượng quan hoàng nghi ngờ hỏi dương thanh cậu thanh cậu định dương thanh không trả lời thượng quan hoàng mà nhìn về phía diệp lâm cất lời hoàng tộc họ diệp vốn dĩ đến vị đế thôn cũng không cần nói những lời dối trá kia nữa nếu đã như thế thì sắp xếp cho các cao thủ trên siêu phàm cảnh quyết đấu luôn đi nghe thấy câu này mọi người đều kinh sợ dù tất cả mọi người đều hiểu cuộc chiến tranh giành đế thôn cuối cùng sẽ là trận chiến của cao thủ siêu phàm cảnh, còn cao thủ dưới siêu phàm cảnh chỉ có thể coi là bia đỡ đạn thôi. Diệp Lâm hơi nheo mắt lại, trong mắt lóe lên sát khí, lão ta hít mắt nói, xem ra cậu đã muốn chết lắm rồi, nếu đã thế, tôi sẽ cho cậu tỏa nguyện. Nhưng Dương Thanh cũng không quan tâm lời uy hiếp của Diệp Lâm, ngồi lại vị trí của mình một lần nữa, nói với Tống Hữu bên cạnh, ván này ông lên đi, giết hết những kẻ cản đường cho tôi. Vâng, Tống Hữu gật đầu, lập tức xảy bước đi về phía trung tâm. Tống Hữu là cao thủ siêu phàm nhị cảnh, ông ta ra sân, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả cao thủ siêu phàm cảnh. Lần này, kể cả Diệp Hoàng cũng cảm nhận được áp lực cực kỳ lớn từ trên người Tống Hữu. Diệp Hoàng nhìn Tống Hữu một lúc, sau đó nói với Diệp Kiến Hoa vừa chiến thắng thượng quan dục, ông lui xuống trước đi. Giết, Dương Thanh ra lệnh một tiếng, rõ ràng là ra lệnh với Tống Hữu, muốn giết chết Diệp Kiến Hoa. Tống Hữu là vì mang ơn hoàng tộc họ Vũ mới được hoàng tộc họ Vũ sắp xếp ở bên cạnh Dương Thanh, lúc này nhận được mệnh lệnh của Dương Thanh, lão ta không chút do so dự di chuyển, nhanh chóng xông về phía Diệp Kiến Hoa. Cảnh tượng đột ngột này khiến mọi người đều sửng sốt. Vì hoàng tộc họ Diệp đã quy định, cao thủ cùng cảnh giới mới có thể giao chiến, nhưng Dương Thanh lại bảo cao thủ siêu phàm cảnh quang minh chính đại đi giết một cao thủ thần cảnh đỉnh phong của hoàng tộc họ Diệp. Khí thế võ thuật siêu phàm nhị cảnh trên người Tống Hữu lập tức bộc phát, ép thẳng về phía Diệp Kiến Hoa. Sắc mặt Diệp Hoàng lập tức thay đổi, lão ta giận dữ nói, cậu dám. Nhưng dù sao lão ta cũng chỉ mới bước vào cảnh giới siêu phàm cảnh, dù lão ta có muốn ngăn cản cũng không ngăn được, huống hồ Dương Thanh vừa hạ lệnh, Tống Hữu đã xông về phía Diệp Kiến Hoa rồi. Đồng tử của Diệp Kiến Hoa co lại, đột nhiên, một hơi thở vượt xa thần cảnh đỉnh phong dâng lên từ trên người lão ta. Trong sự khiếp sợ của mọi người, lão ta giơ tay lên đánh ra một quyền, giết. Lúc này vô số người cảm thấy khiếp sợ, vì bọn họ chợt phát hiện Diệp Kiến Hoa hoàn toàn không phải cao thủ thần cảnh đỉnh phong, mà là cao thủ siêu phàm cảnh. Bốp, một tiếng va chạm nặng nề vang lên, trong sự khiếp sợ của mọi người, Tống Hữu đánh một quyền lên lồng ngực Diệp Kiến Hoa, người Diệp Kiến Hoa bị đánh bay như quả bóng cao su. Sau đó, lại một âm thanh thật lớn vang lên, người Diệp Kiến Hoa đập mạnh xuống cái bàn trước mặt Diệp Hoàng, kéo theo tiếng ly đĩa đỗ vỡ. Cái bàn trước mặt Diệp Hoàng bị người Diệp Kiến Hoa đập thành mấy mảnh. Chuyện này, mọi người đều trợn to hai mắt, tỏ vẻ khó tin. Từ khi Tống Hữu ra tay đến khi đánh bay Diệp Kiến Hoa đều chỉ trong nháy mắt, dù là những cao thủ thần cảnh đỉnh phong kia cũng không kịp lấy lại tinh thần. Diệp Kiến Hoa khi nãy còn cực kỳ bá đạo, sau khi trúng một đòn của Tống Hữu thì phun ra một ngụm máu sen lẫn nội tạng rồi nặng nề rơi xuống đất, trải qua hai lần bị thương nặng, lập tức tắt thở. Ông muốn chết phải không? Diệp Hoàng là người đầu tiên phá vỡ không gian yên tĩnh, giận dữ quát lên. Tống Hữu khinh thường đứng chắp tay giữa lôi đài, nhìn chằm chằm Diệp Hoàng bằng nửa con mắt, nếu ông to gan thì lên đây, tôi có thể giết chết lão ta trong nháy mắt thì cũng có thể làm thế với ông. Bá đạo, ngông cuồng, ngay cả Dương Thanh cũng hơi bất ngờ với sức mạnh của Tống Hữu. Tuy Tống Hữu chỉ có thực lực siêu phàm nhị cảnh, nhưng khí thế võ đạo vừa bộc phát khi ra tay với Diệp Kiến Hoa đã có thể so với siêu phàm tam cảnh rồi. Có điều ngay sau đó, Dương Thanh đã hiểu ra hai anh em Tống Hữu và Tống Tả là cao thủ từng qua lại với hoàng tộc họ Vũ, nếu thật sự chỉ có chút thực lực thì sao có thể được hoàng tộc họ Vũ nhìn chúng được. Một thế lực mấy chục năm đều là bá chủ như hoàng tộc họ Diệp này, rất nhiều cao thủ trong gia tộc bọn họ đều không có kinh nghiệm thực chiến, nếu gặp cao thủ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đừng nói là chiến đấu vượt cấp, dù cảnh giới của đối phương không bằng cao thủ của hoàng tộc họ Diệp, e rằng cao thủ của hoàng tộc họ Diệp vẫn chỉ có con đường chết mà thôi rõ ràng tống hữu và tống tả là cao thủ có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú nhìn dáng vẻ cực kỳ bá đạo của tống hữu diệp hoàng hít sâu một hơi cố gắng kiềm chế lửa giận của mình vì lão ta biết tống hữu nói đúng dù lão ta lên lôi đài cũng chỉ có thể bị giết chết trong nháy mắt thôi không ngờ hoàng tộc họ diệp lại đê tiện vô liêm sỉ như thế rõ ràng là cao thủ siêu phàm cảnh lại che giấu thực lực thật sự của mình lúc này thượng quan hoàng nói với giọng điệu châm chọc lão ta cũng cực kỳ biết ơn dương thanh khi nãy nếu không nhờ dương thanh ngăn cản chắc chắn lão ta sẽ không phải đối thủ của diệp kiến hoa đang che giấu thực lực với thực lực bán bộ siêu phàm cảnh của lão ta đối mặt với diệp kiến hoa là siêu phàm nhất cảnh thì chỉ có một con đường chết tôi thấy nên đuổi hoàng tộc họ diệp khỏi yến đô các người luôn miệng nói các người không nhúng tay vào cuộc chiến tranh giành đế thôn nhưng các người không chỉ phái cao thủ trong tộc đến quấy rối trật tự của cuộc chiến còn để cao thủ siêu phàm cảnh giả mạo là cao thủ thần cảnh đúng là quá vô sỉ Long Tấn cũng cất lời. Đương nhiên Lý Giang Hùng sẽ không bỏ qua cơ hội này, hét to, hoàng tộc họ Diệp đê tiện vô liêm sỉ, không có tư cách tiếp tục chủ trì cuộc chiến tranh giành đế thôn. Chu cái trước đó bị Diệp Kiến Hoa làm trọng thương, phế bỏ Tu Vi cũng giận dữ nói, hoàng tộc họ Diệp không có đạo đức, nếu để các người tiếp tục chủ trì trận đấu, ai biết sẽ còn xảy ra chuyện gì, nhà họ Chu của tôi đồng ý đuổi hoàng tộc họ Diệp khỏi hội trường. Hoàng tộc họ Diệp, cút khỏi hội trường. Hoàng tộc họ Diệp, cút khỏi hội trường trong chốc lát người của các thế lực trong sảnh tiệc đều tức giận la lên ban đầu còn có vài người vì sợ hoàng tộc họ diệp nên không dám nói lời nào nhưng lúc này chuyện cao thủ siêu phàm cảnh của hoàng tộc họ diệp giả mạo cao thủ thần cảnh đã hoàn toàn chọc giận tất cả mọi người sắc mặt những người của hoàng tộc họ diệp vô cùng khó coi hôm nay vốn dĩ phải do họ dẫn dắt là lúc bọn họ trấn áp các thế lực của chiêu châu mới đúng nhưng lúc này hoàng tộc họ diệp lại bị mọi người xua đuổi chuyện này thật sự là một nỗi sỉ nhục với bọn họ Tất cả im miệng cho tôi." Diệp Hoàng chợt nổi giận quát lên một tiếng, khí thế siêu phàm nhất cảnh bộc phát ra từ trên người lão ta, lập tức trấn áp toàn trường. Lúc này mọi người mới bình tĩnh lại, khi nãy ai cũng phẫn nộ, mọi người mới dám gào lên muốn hoàng tộc họ Diệp cút khỏi nơi này, nhưng không ai dám thật sự xua đuổi bọn họ cả. Sao nào, hoàng tộc họ Diệp tự thấy mình vô lý, muốn dùng võ đạo trấn áp mọi người hả?" Dương Thanh lạnh lùng chất vấn. Diệp Hoàng lạnh lùng nhìn Dương Thanh, Nói với vẻ mặt dữ tợn, Dương Thanh, lại là cậu. Hoàng tộc họ Diệp bằng lòng tha cho cậu một mạng, vì sao cậu không biết quý trọng cơ hội hiếm có như thế hả? Dương Thanh hơi nhíu mày, cứ cảm thấy có gì đó không đúng, với thực lực siêu phàm nhất cảnh của Diệp Hoàng vẫn chưa có tư cách nói lời như thế đâu. Là vì có Diệp Lâm ở đây sao? Tha cho tôi một mạng." Dương Thanh cười nhạo, ông tưởng chỉ với chút vốn liếng đó của hoàng tộc họ Diệp thì có thể làm gì được tôi sao? Dứt lời, anh chậm rãi đứng lên, Tống Hữu cũng quay lại đứng sau anh cùng Tống Tả, nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm. Hai anh em họ một người có tu vi siêu phàm nhị cảnh, một người có tu vi siêu phàm tam cảnh, nhưng sau khi hai người liên thủ, có thể bộc phát ra thực lực có thể so với siêu phàm tứ cảnh. Trong biết bao nhiêu cao thủ ở đây, ngoài Dương Thanh, cũng chỉ có Diệp Lâm có thể khiến bọn họ cảm thấy áp lực. Lúc này, trong đôi mắt sâu thẳm của Diệp Lâm cũng lóe lên sát khí mãnh liệt. Hoàng tộc họ Diệp chuẩn bị lâu như vậy, đương nhiên là đến vị đế thôn, thật không ngờ rằng sức mạnh của Dương Thanh lại vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ, thậm chí còn dẫn theo hai cao thủ siêu phàm cảnh, khiến bọn họ cảm thấy khó giải quyết. Nhưng nếu chỉ với ba người Dương Thanh, hoàng tộc họ Diệp vẫn tự tin có thể xử lý bọn họ. Bớt nói nhảm, chuyển sang nơi khác quyết chiến đi, Dương Thanh nói xong thì xài bước đi trước. Cao thủ thần cảnh đỉnh phong giao chiến trong sảnh yến hội này sẽ có cao thủ siêu phàm cảnh đánh tan khí thế võ đạo bọn họ bộc phát ra lúc chiến đấu, nhưng cao thủ siêu phàm cảnh ra tay, e rằng sẽ phá hủy cả tòa nhà trong nháy mắt. Sau khi Dương Thanh đưa Tống Tả và Tống Hữu đi, Hoàng tộc họ Long và Hoàng tộc Thượng Quan, còn có Hoàng tộc họ đoàn cùng với người nhà họ Lý ở Hoàng thành Thượng Quan cũng đều đi theo. Sau đó, cao thủ của các thế lực được Hoàng tộc họ Diệp mời đến từ khắp nơi cũng rời khỏi sảnh Yến hội, chẳng mấy chốc, trong sảnh tiệc rộng lớn chỉ còn lại Hoàng tộc họ Diệp và người trong mấy thế lực hàng đầu của Hoàng thành Diệp ở lại. Sắc mặt Diệp Hoàng cực kỳ u ám, lão ta nhìn về phía diệp lâm áy náy nói bố xin lỗi khiến bố thất vọng rồi diệp lâm hơi nhíu mày lạnh lùng nói bây giờ không phải lúc nói những lời nhảm nhí này cuộc chiến tranh giành đế thôn hoàng tộc họ diệp chúng ta không thể ra tay trực tiếp chỉ có thể mượn người ngoài con đã sắp xếp xong hết chưa diệp hoàng gật đầu tự tin nói bố cứ yên tâm con đã chuẩn bị đầy đủ từ lâu rồi trừ khi dương thanh là cao thủ siêu phàm lục cảnh nếu không hôm nay cậu ta chết chắc tốt diệp lâm gật đầu sau đó cất bước rời đi, người của hoàng tộc họ Diệp cũng đều đi theo. Mọi người nhanh chóng đi tới một vùng đất trống, ngọn núi cao nhất Yến Đô, Yến Sơn. Nhưng có thể đi đến nơi này trong khoảng thời gian ngắn như thế ít nhất đều là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, còn cao thủ dưới thần cảnh đỉnh phong muốn đi đến đây phải cần một khoảng thời gian. Hơn nữa dù bọn họ có đến cũng không cần thiết. Một khi cao thủ siêu phàm cảnh ra tay, những người dưới thần cảnh đỉnh phong đứng gần chiến trường quá e rằng đều sẽ bị tiêu diệt. Lúc này Dương Thanh đang đứng trên một tảng đá lớn trên đỉnh Yến Sơn, nhìn về phía hoàng tộc họ Diệp bằng nửa con mắt. Người của hoàng tộc họ Diệp không thể không ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy Dương Thanh, lúc này trong lòng mỗi người đều vô cùng khó chịu. Nhưng thực lực của Dương Thanh rất mạnh, dù bọn họ có nhục nhã đi nữa, không cam lòng đi nữa cũng đành bất lực. Sắc mặt Diệp Hoàng cực kỳ u ám, lão ta nhìn chằm chằm Dương Thanh, Dương Thanh, nếu bây giờ cậu đồng ý từ bỏ cuộc chiến tranh giành đế thôn, hoàng tộc họ Diệp có thể cho cậu một con đường sống. Đương nhiên Dương Thanh biết hoàng tộc họ Diệp không chỉ chuẩn bị những thứ trước mắt, nhưng cũng sẽ không bị câu này của Diệp Hoàng dọa sợ. Anh cười khẩy, tôi cũng nói với các người một câu, nếu bây giờ các người từ bỏ việc khiến đế thôn xuất thế, cút khỏi Yến Đô, tôi có thể coi như không có chuyện gì diễn ra, thậm chí sẽ buông bỏ thù hận giữa tôi và hoàng tộc họ Diệp. Dương Thanh nói là từ bỏ việc khiến đế thôn xuất thế chứ không phải cuộc chiến tranh giành đế thôn, vì anh vẫn còn ôm một tia hy vọng đối với việc ngăn cản đế thôn xuất thế. Ngông cuồng diệp hoàng lạnh lùng quát chỉ mình cậu cũng dám nói khoác bảo người của hoàng tộc họ diệp tôi cút khỏi yến đô sao diệp hoàng đừng quên nơi này là yến đô chứ không phải hoàng thành diệp của ông ở hoàng thành diệp còn có người bảo vệ quy tắc che chở cho hoàng tộc họ diệp ông nhưng ở đây một khi thua rồi hoàng tộc họ diệp ông sẽ bị tiêu diệt tốt nhất ông nên nghĩ rõ ràng long tấn nhìn về phía diệp hoàng diễu cợt nói thượng quan hoàng cũng cười nhạo tôi có một dự cảm sau hôm nay e rằng bốn hoàng tộc của Chiêu Châu chỉ còn lại ba thôi, chuyện này cũng là một tin tức tốt với chúng ta. Bây giờ đoàn hoàng cũng đã trở mặt với hoàng tộc họ Diệp, không còn sợ hoàng tộc họ Diệp nữa, cười khẩy nói, Diệp Hoàng cũng xem như một nhân tài, mình không phải đối thủ lại gọi bố mình ra, đã từng này tuổi rồi, cũng không sợ trở thành trò cười lúc rảnh rỗi của người đời, ha 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 ha, ha. mọi người đồng thanh cười to. Điều này khiến vẻ mặt Diệp Hoàng ngày càng dữ tận hơn. Các người cứ việc cười, vì sau hôm nay, các người muốn cười cũng không còn cơ hội nữa rồi, Diệp Hoàng nói với vẻ mặt dữ tợn. Nói xong, lão ta nhìn về một hướng, nặng nề hỏi, có lẽ sắp đến rồi nhỉ? Cái gì, nghe thấy lời của Diệp Hoàng, mọi người đều giật mình, vẻ mặt long tấn nghiêm túc hơn mấy phần. Vẻ mặt của mấy người thượng quan hoàng và đoàn hoàng cũng trở nên nghiêm nghị, khi nãy nói lời hung ác cũng chỉ có thể xem là miệng lưỡi lợi hại thôi, thật sự muốn đối phó hoàng tộc họ Diệp, e rằng chỉ có thể dựa vào Dương Thanh đến rồi đúng lúc này tống tả ở bên cạnh dương thanh bỗng nhìn về một hướng lạnh lùng nói đương nhiên dương thanh cũng đã cảm nhận được sâu trong con ngươi nhiều hơn mấy phần lo lắng bây giờ anh cũng chỉ biết thực lực của diệp hoàng là siêu phàm nhất cảnh còn thực lực thật sự của diệp lâm đến bây giờ vẫn không rõ mà lúc này anh lại cảm nhận được một khí thế võ đạo cực kỳ đáng sợ từ hướng đông đồng thời còn có một cảm giác quen thuộc cực kỳ mãnh liệt dường như anh đã từng tiếp xúc với đối phương rồi nhưng rốt cuộc là ai, Dương Thanh lại không nghĩ ra được. Diệp Hoàng, không ngờ ông lại tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài, Long Tấn tức giận chất vấn. Diệp Hoàng lạnh lùng nói, Hoàng tộc họ Diệp tôi xem thường việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài, có lẽ là cậu Thanh của các người từng đắc tội với nhân vật lớn gì, đối phương tìm đến báo thù không chừng. Dương Thanh nhíu mày, anh cảm thấy lời nói của Diệp Hoàng chứa đựng hàm ý, người từng đắc tội ư. Chấm, khi Dương Thanh ra lệnh phong tỏa Hoàng Thành Thượng Quan đồng thời lùng bắt phố tử dịch trong toàn thành, đúng lúc phố tử dịch cũng vừa tới sân bay Hoàng Thành. Nhưng anh ta còn chưa xuống xe đã cảm nhận được vài điều khác lạ. Xung quanh sân bay xuất hiện rất nhiều hơi thở mạnh mẽ của cao thủ thần cảnh. Anh ta chỉ là một cao thủ thần cảnh hậu kỳ, cho dù thiên phú võ đạo rất mạnh nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối, thiên phú có mạnh hơn nữa cũng không làm được chuyện gì. Hơn nữa, hai cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh chịu trách nhiệm bảo vệ anh ta đều đã bị giết. Khốn kiếp, vẻ mặt vũ tử dịch dữ tợn. Anh ta là con cháu dòng chính của hoàng tộc họ vũ, đã bao giờ phải chịu uất ức như vậy chứ? Anh ta chưa bị lùng bắt trong toàn thành giống như tội phạm bỏ trốn thế này. Điện hạ, chúng ta có nên vào đó không? Người lái xe là một cao thủ thần cảnh sơ kỳ chợt hỏi. Ông có thể vào trong được sao? Vũ tử dịch tức giận chất vấn, sau đó cắn răng nói, quay xe, chúng ta rời khỏi đây. Bây giờ, sân bay bị cao thủ hoàng tộc thượng quan phong tỏa, cho dù anh ta có ba đầu sáu tay cũng không thể vào được, chỉ có thể tìm một nơi an toàn trước, sau đó nghĩ cách liên lạc với hoàng tộc họ vũ bảo cao thủ siêu phàm cảnh tới đón. Bằng không, chỉ dựa vào anh ta và một tài xế thần cảnh sơ kỳ sẽ không thể sống sót rời đi được. Trong lúc tài xế quay xe rời đi, vũ tử dịch lấy điện thoại di động ra, cố gắng liên lạc với hoàng tộc họ vũ nhưng sau khi anh ta bấm số gọi mới phát hiện điện thoại không có tín hiệu. Anh ta chợt ý thức được điều gì, lập tức tái mặt. Ông đưa điện thoại di động của ông cho tôi, vô tử dịch nghiến răng nói. Tài xế vội vàng đưa điện thoại cho vô tử dịch. Sau khi anh ta cầm điện thoại của tài xế, sắc mặt càng tái hơn. Bởi vì chiếc điện thoại này cũng không có tín hiệu. Điều này chỉ có thể chứng tỏ tín hiệu thông tin trong cả Hoàng Thành Thượng Quan đã bị cắt đứt. Vũ tử dịch đương nhiên biết rõ tại sao hoàng tộc làm như vậy, đây là bọn họ muốn đuổi tận giết tuyệt anh ta. Dương Thanh, tao muốn mày phải chết, vũ tử dịch không nhịn được giận dữ hét lên. Tài xế giật mình nhưng không dám nói lời nào, chỉ có thể tập trung lái xe. Bây giờ vũ tử dịch chạy trốn, tất cả cao thủ trong hoàng thành đều đang lùng bắt anh ta. Dương Thanh quay trở lại hoàng tộc gặp Ngải Lâm và Phùng Tiểu Uyển. Anh Thanh, Phùng Tiểu Uyển vừa thấy Dương Thanh đã khóc như mưa. Ngải Lâm cũng vậy, từ khi Dương Thanh đi Ninh Châu ngăn cản Vũ Vũ Lan Mã Siêu cũng tới Ninh Châu tìm anh rồi đột nhiên biến mất thời gian qua không ai biết hai cô đã trải qua những chuyện gì bây giờ gặp lại Dương Thanh hai người phụ nữ đều xúc động xin lỗi lại em đã làm liên lụy tới mọi người Dương Thanh tự trách nếu không phải bị anh liên lụy Phùng Tiểu Uyển và ngài Lâm sẽ không bôn ba khắp nơi không chỉ Phùng Tiểu Uyển và ngài Lâm còn cả Tần Thanh Tâm Tần Y và đám người Tần Đại Dũng Thậm chí ngay cả con gái của mình cũng vậy. Những người này đều bị anh liên lụy. Wow, đúng lúc này, đột nhiên một tiếng khóc vang lên đã thu hút sự chú ý của mọi người. Con đừng khóc, cục cưng đừng khóc, xin lỗi, mẹ dò con sợ rồi, cục cưng đừng khóc. Ngài Lâm vội vàng vỗ về đứa trẻ trong lòng, tự trách. Dương Thanh vừa gặp hai người còn chưa chú ý tới đứa trẻ trong lòng Ngài Lâm. Mãi đến lúc này, anh mới ý thức được bụng cô ấy vốn to như vậy đã xẹp xuống. Lúc này, Ngài Lâm còn bế một đứa trẻ sơ sinh chỉ khoảng 2-3 tháng. Chẳng lẽ cô ấy sinh rồi? Như vậy nói cách khác, đứa trẻ trong lòng Ngài Lâm là con của Mã Siêu. Chị Lâm, đứa trẻ là con của chị à? Dương Thanh kích động hỏi. Ngài Lâm gật đầu, đỏ mắt nói, nó đã chào đời được 2 tháng rồi. Tiểu Uyển vì chăm sóc cho bọn chị, bất đắc dĩ mới bán đan dược tự luyện ra, nào ngờ đã thu hút người hoàng tộc họ vũ tới. Dương Thanh không để ý tới chuyện hoàng tộc họ vũ này, chỉ tập trung vào đứa trẻ. Anh bước vội tới bên cạnh Ngài Lâm, nhìn bé trai đang khóc trong lòng cô ấy với vẻ cưng chiều. Đây là con trai người anh em tốt của anh đấy. Thằng bé tên là gì vậy? Dương Thanh kích động hỏi thăm. Mã Tĩnh An, Mã Siêu đã đặt cái tên này vào lúc thằng bé còn chưa sinh ra, Ngải Lâm đỏ mắt nói. Nhắc tới Mã Siêu, hai mắt cô ấy càng đỏ hơn. Từ lúc Mã Siêu mất tích tới bây giờ đã gần 3 tháng nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức nào liên quan tới anh ta. Điều này làm cô ấy rất lo lắng cho sự an toàn của Mã Siêu. Tên rất hay, Dương Thanh không chú ý tới sự xúc động của Ngài Lâm, chỉ mải nhìn bé Tĩnh An, càng nhìn càng thích. Em có thể bế thằng bé được không? Dương Thanh nhìn thấy bé Tĩnh An, trong lòng xúc động không sao tả xiết. Trước đây, Tiêu Tiêu từng bé như thế nhưng anh chưa từng được bế con, thậm chí bỏ sót 4 năm bên cạnh cô bé. Ngải Lâm đưa bé Tĩnh An cho Dương Thanh. Anh bế thằng bé với ánh mắt cương chiều, Ngài Lâm nhìn Dương Thanh Cương chiều bé tĩnh an như vậy, đột nhiên nghĩ, nếu Mã Siêu ở đây thì tốt biết bao. Mã Siêu là bố của thằng bé, chắc chắn sẽ càng kích động nhỉ. Cô ấy càng nghĩ lại càng bi thương. Mã Siêu biến mất lâu như vậy, có lẽ đã gặp nạn rồi. Bằng không, Dương Thanh đã xuất hiện, sao còn chưa thấy Mã Siêu đâu. Chị Lâm, Phùng Tiểu Uyển đau lòng, ôm Ngài Lâm vào trong lòng mình, mắt đỏ hoe nói, chị yên tâm, chắc chắn anh Siêu sẽ không sao đâu anh ấy nhất định sẽ bình an trở về cho đến giờ phút này dương thanh mới nhận ra có điều không đúng vừa rồi anh quá quan tâm tới đứa trẻ từ lời phùng tiểu uyển nói anh mới biết được một chuyện vô cùng quan trọng không thấy mã siêu đâu chị lâm mã siêu đâu dương thanh hỏi ngài lâm đỏ mắt nói ba tháng trước cậu một mình đi ninh châu ngăn cản vũ vũ lan mã siêu không yên lòng nên tôi bảo anh ấy tới đó tìm cậu kết quả anh ấy vừa đi thì không thấy về nữa ngài lâm vừa nói dứt lời gương mặt đã đầm đìa nước mắt mã siêu xa chị ba tháng rồi à mặt dương thanh lập tức biến sắc người nhận điện thoại chính là sa tăng sau khi dương thanh giết thủ lĩnh của hồng trần đã bảo sa tăng chỉnh đốn lại tổ chức này bây giờ anh là chủ của nó hồng trần vốn là một tổ chức sát thủ tổ tình báo bên trong cũng rất mạnh bọn họ muốn tìm được mã siêu cũng không khó trong lúc đó ở một gian mật thất dưới lòng đất của hoàng tộc họ Phùng, một trong hai hoàng tộc lớn cổ xưa, Mã Siêu ngồi xếp bằng, toàn thân đều là hơi thở võ đạo đáng sợ. Mà trên hai chân của anh ta còn có dây xích chân bằng vật liệu hợp kim có độ bền cao. Đúng lúc này, một người trung niên mặc bộ đồ truyền thống chắp tay sau lưng bước đến, nhìn Mã Siêu bị nhốt trong mật thất và lạnh lùng nói, chỉ cần con bằng lòng thừa nhận thân phận của mình, đồng thời sau này quay về gia tộc, hoàng tộc họ Phùng tuyệt đối sẽ không bạc đãi con với thân phận và địa vị của con phóng tầm mắt ra cả chiêu châu cũng không có mấy người có tư cách sánh vai với con mã siêu mở mắt ra nhưng trong đôi mắt anh chỉ có vẻ giá lạnh nhìn người trung niên nói cho dù các ông có tìm tôi một trăm lần câu trả lời của tôi vẫn như lúc trước thôi tôi là mã siêu không có bất kỳ quan hệ nào với hoàng tộc họ phùng tôi khuyên các ông tốt nhất nên thả tôi ra nếu không chờ anh thanh của tôi biết được anh ấy chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hoàng tộc họ phùng đến lúc đó, các người có thể sẽ bị tiêu diệt đấy. Nghe Mã Siêu nói vậy, người trung niên hừ lạnh nói, con đề cao cậu ta quá rồi đất nhỉ. Hay nên nói con chỉ là ếch ngồi đáy giếng nên hoàn toàn không biết tới sự mạnh mẽ của hoàng tộc họ Phùng. Cậu ta chỉ là một tướng quân chiến vực thôi, có thể tiêu diệt được hoàng tộc họ Phùng sao? Nực cười, thực lực tướng quân một biên giới chiến vực mạnh nhất cũng chỉ là thần cảnh đỉnh phong. Trong hoàng tộc họ Phùng, cao thủ thần cảnh đỉnh phong nhiều như mây, cao thủ siêu phàm cảnh cũng không ít, một cao thủ thần cảnh đỉnh phong thì có thể làm được gì chứ? Mã Siêu không muốn để ý tới người trung niên cuồng vọng này, anh ta nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Từ 3 tháng trước, anh ta bị người hoàng tộc họ Phùng dùng vũ lực đưa từ Ninh Châu về đây, bị nhốt ở trong gian mật thất này. Trong thời gian này, người trung niên trước mắt này đã khuyên Mã Siêu quay về rất nhiều lần, bảo anh ta thừa nhận mình là người của hoàng tộc họ Phùng, còn phải thần phục hoàng tộc họ Phùng. Anh ta không nhận lời nên vẫn bị nhốt ở đây trong lòng Mã Siêu tin chắc Dương Thanh sẽ đến hoàng tộc họ Phùng và đưa anh ta đi vào một ngày nào đó. Con đúng là ngu ngốc. Chỉ một lựa chọn đơn giản như vậy mà con cũng không biết nên lựa chọn thế nào à. Con là cháu đích tôn của hoàng tộc họ Phùng, hoàng chủ tương lai của hoàng tộc họ Phùng, sao phải đi theo một người ngoài chứ? Thấy Mã Siêu mềm rắn gì cũng không trị được, người trung niên lập tức nổi giận, hét lớn. Ông ta là bố ruột của Mã Siêu Phùng Trí Viễn bố con gặp lại đáng lẽ là một cảnh tượng đặc biệt ấm áp nhưng ông ta không ngờ từ sau khi hai người gặp lại mã siêu hoàn toàn không muốn để ý tới mình việc truyền thừa hoàng vị trong hoàng tộc họ phùng vẫn dùng cách thức vô cùng cổ xưa hoàng vị sẽ do con trai cả cháu trai đầu thừa kế mà mã siêu là cháu đích tôn của hoàng tộc họ phùng nói cách khác vào lúc anh ta mới sinh ra đã được xác lập là người thừa kế đời thứ ba của hoàng tộc họ phùng Mặc dù Phùng Chí Viễn là bố ruột của Mã Siêu nhưng đứng hàng thứ hai trong các hoàng tử nên không có tư cách kế thừa hoàng vị. Từ trước đến nay Phùng Chí Viễn không hợp với đại hoàng tử của hoàng tộc họ Phùng, nếu Mã Siêu không thừa nhận thân phận của mình, trong tương lai đại hoàng tử tuyệt đối sẽ không truyền hoàng vị cho anh ta. Chính vì vậy, Phùng Chí Viễn mới kiên trì muốn Mã Siêu thừa nhận thân phận của mình. Nhưng bất kể ông ta khuyên bảo thế nào, anh ta vẫn không muốn quay về hoàng tộc họ Phùng. Rốt cuộc con có nghe bố nói không? thấy mã siêu không phất lờ mình, phùng chí viễn tức muốn nổ phổi. Nhưng mặc kệ phùng chí viễn nổi giận thế nào, mã siêu vẫn ngồi yên, nhắm mắt tu luyện, hoàn toàn không để ý tới. Trong lòng phùng chí viễn vốn thấy có lỗi với mã siêu, cuối cùng chỉ có thể bất lực rời đi. Khi phùng trí viễn vừa rời đi, mã siêu mở mắt ra, nhìn theo hướng ông ta và lạnh lùng nói. Nếu ông chịu giải thích rõ ràng với tôi lý do để tôi thành một đứa trẻ mồ côi, tôi đã có thể nhận lời ông nhưng ông không chịu giải thích gì bảo tôi làm sao tha thứ cho ông được trong lòng mã siêu nghĩ chỉ cần phùng trí viễn giải thích với anh ta lý do năm đó vứt bỏ anh ta và em gái anh ta đều sẽ tiếp nhận nhưng lần nào anh ta hỏi tới ông ta đều lựa chọn im lặng đây mới là chuyện mã siêu khó tiếp nhận nhất anh ta không phải loại người không biết nghe lời hay lẽ phải chỉ cần trước đây phùng trí viễn bất đắc dĩ mới phải vứt bỏ anh ta và em gái anh ta đều có thể tha thứ cho ông ta đã ba tháng rồi. Ngài Lâm, chắc con trai tĩnh an của chúng ta ra đời rồi nhỉ? Hai mắt mã siêu đỏ hoe, thì thào nói nhỏ. Trong ba tháng bị nhốt ở đây, mã siêu không sợ gì, chỉ sợ vợ con gặp khó khăn trong lúc mình không có mặt. Trong lúc mã siêu đang nhớ tới Ngài Lâm, cô ấy đang bế đứa trẻ ở cùng với Dương Thanh trong hoàng tộc họ thượng quan xa xôi. Dương Thanh đã hứa chắc chắn có thể tìm được mã siêu, tâm trạng của Ngài Lâm cũng tốt hơn bởi vì cô ấy biết anh chưa bao giờ nói mà không nắm chắc lúc này dương thanh đang bế bé tĩnh an với vẻ cương chiều từ trên người ngải lâm và bé tĩnh an anh dường như nhìn thấy được tất cả những gì tần thanh tâm phải chịu khi một mình sinh ra tiêu tiêu bé tĩnh an còn may mắn hơn tiêu tiêu rất nhiều khi thằng bé sinh ra được hai tháng cho dù không có bố bên cạnh nhưng ít nhất ngải lâm đã tìm đến chỗ dương thanh có dương thanh ở đây không ai có thể tổn thương bọn họ nhưng năm đó Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu đã phải chịu bao nhiêu xem thường. Dương Thanh, cậu tính bao giờ đi đón đám người Thanh Tâm, Ngải Lâm đột nhiên hỏi. Dương Thanh im lặng một lát mới nói, chờ thêm một thời gian nữa đã. Nếu không phải Phùng Tiểu Uyển bị hoàng tộc họ Vũ để mắt tới, Dương Thanh đã tính sẽ quay về đón đám người Tần Thanh Tâm trong mấy ngày tới. Nhưng bây giờ còn chưa tìm được vũ tử dịch, tin tức Phùng Tiểu Uyển biết luyện đan dược có thể sẽ bị truyền ra ngoài. Trước lúc đó, anh phải nghĩ cách giải quyết rắc rối ngầm này trước. Ngoài ra, bây giờ anh còn chưa rõ tung tích của Mã Siêu, cũng không biết tình hình của anh ta thế nào. Ít nhất phải chờ xác định được các rắc rối nên giải quyết đều đã được xử lý xong, anh mới có thể yên tâm đi đón người nhà. Từng giây từng phút trôi qua, bọn họ đã lùng bắt vô tử dịch trong toàn thành được 2 giờ nhưng vẫn không có tin tức gì truyền về. Điều này làm Dương Thanh càng lo âu hơn. Bây giờ đã không còn thầy luyện đan nào trên đời này nữa, nếu tin tức Phùng Tiểu Uyển có thể luyện đan bị tiết lộ, tình cảnh của đám người bọn họ đều sẽ vô cùng gian nan. Thật ra anh không lo Hoàng tộc thượng quan sẽ tiết lộ ra, chỉ sợ Vũ Tử Dịch sống sót rời đi, đến lúc đó Hoàng tộc họ Vũ tất nhiên sẽ nghĩ mọi cách đưa Phùng Tiểu Uyển đi. Cho dù thực lực của anh bây giờ đã tăng lên không ít nhưng cuối cùng chỉ ở cảnh giới siêu phàm nhị cảnh, cho dù kết hợp phép hô hấp 9 tầng của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh cũng chỉ miễn cưỡng có thể tăng thực lực lên tới siêu phàm ngũ cảnh. Ở trước mặt hoàng tộc họ Vũ, anh chỉ dựa vào chút thực lực ấy vẫn không đủ. Trong lúc Dương Thanh đang lo lắng Vũ Tử Dịch sẽ trốn mất, cuối cùng đã có tin tức truyền đến, cậu Thanh tìm được Vũ Tử Dịch rồi. Trong Hoàng Thành Thượng Quan, tại một thôn nhỏ tên là Thôn Thượng Lương, bên đường cái đi thông vào Hoàng Thành, có một biệt viện nhỏ, trong sân đỗ một chiếc xe Audi màu đen. Vũ Tử Dịch bước xuống xe, tài xế là thần cảnh sơ kỳ, lúc này mặt đầy cảnh giác nhìn khắp nơi. Tuy bọn họ đã thoát ra khỏi Hoàng Thành Thượng Quan nhưng nơi này vẫn thuộc về địa giới của Hoàng Thành, tình hình vẫn không được lạc quan lắm. Ông Vương, ông có chắc chỗ này an toàn không? Vũ Tử Dịch nghiêm nghị hỏi. Ông Vương chính là cao thủ thần cảnh sơ kỳ làm lái xe cho Vũ Tử Dịch, ông ta đã đưa Vũ Tử Dịch tới thôn Thượng Lương này. Ông Vương vội nói, Điện Hạ yên tâm đi, thôn Thượng Lương này là thôn làng xa Hoàng Thành nhất, chỉ cần chúng ta qua sông Thượng Lương là có thể rời khỏi Hoàng Thành Thượng Quan. Trong thôn Thượng Lương có một con sông rộng vài trăm mét, nước sông chảy xiết, không dễ qua sông. Nhưng ông Vương và Vũ Tử Dịch đều là cao thủ thần cảnh, chỉ cần tìm được con thuyền thích hợp thì sẽ có thể vượt sông được thôi. Đáy mắt Vũ Tử Dịch thoáng lóe một tia sáng lạnh, nghiến răng nói, đợi tôi rời khỏi hoàng thành thượng quan này rồi, có thể cho hoàng tộc thượng quan vào danh sách tiêu diệt được rồi, cả gã Dương Thanh nữa, tôi nhất định phải làm nó sống dở chết dở mới hả dạ. Anh ta đường đường là hoàng tôn của hoàng tộc họ Vũ, lại bị đẩy đến tình trạng này, thật sự vô cùng nhục nhã. Chẳng mấy chốc, hai người đã tới sông Thượng Lương, hiện đang có một chiếc thuyền lớn dừng sát bờ sông. Rốt cuộc cũng rời khỏi đây được rồi, vô tử dịch đứng bên bờ sông, nhìn sang bờ bên kia cách đó vài trăm mét, sắc mặt bắt đầu kích động. Nhưng đúng vào lúc này, chợt có vài bóng người như là cao thủ hoàng tộc xuất hiện, vây chặt vũ tử dịch và ông Vương vào giữa. Thấy đám cao thủ đột ngột xuất hiện, sắc mặt vô tử dịch lập tức cứng đờ ra, đã sắp rời khỏi hoàng thành thượng quan này rồi, chỉ cần lên thuyền sang bờ bên kia là anh ta an toàn rồi mà. Nhưng ngay vào lúc này, lại bị bốn cao thủ của hoàng tộc bao vây, muốn bình yên rời khỏi đây, chỉ e quá khó. Điện hạ mau đi đi, để tôi chặn đường bọn họ, ông vương hét lớn, ngay sau đó liền lao về phía một cao thủ hoàng tộc không hề do dự. Các người không trốn thoát được đâu. Cao thủ cầm đầu của đội lạnh lùng nói, ngay sau đó, hơi thở võ thuật của cảnh giới thần cảnh đỉnh phong bất chợt bùng nổ từ trên người lão ta nhằm thẳng phía vũ tử dịch ba cao thủ thần cảnh khác cũng đồng loạt xông về phía ông vương ông vương mới chỉ có thực lực thần cảnh sơ kỳ sao có thể chống lại ba cao thủ thần cảnh liên hợp với nhau gần như chỉ trong nháy mắt ông ta đã bị hạ gục còn vũ tử dịch khi ông vương kêu anh ta đi ngay đi anh ta đã vọt về phía chiếc thuyền gần nhất chỉ cần lên được thuyền anh ta có cơ hội rời khỏi đây rồi dù cao thủ thần cảnh có mạnh cỡ nào cũng không có khả năng đạp nước đuổi theo được. Tiếc rằng, vô tử dịch mới đặt một chân lên thuyền, bỗng có một bàn tay chộp vào vai anh ta. Quay lại ngay, vị cao thủ thần cảnh đỉnh phong của hoàng tộc quát lớn một tiếng, sau đó vận sức, vô tử dịch đã bị kéo lại. Đồng thời, lão ta đá một chân lên thuyền, lực đá cực lớn đã khiến chiếc thuyền giạt xa mấy mét, nước sông vốn chảy xiết, thuyền liền bị nước cuốn trôi xa, Vô tử dịch trơ mắt nhìn theo chiếc thuyền duy nhất có thể đưa mình rời khỏi đây đang trôi xa dần, vành mắt như muốn nứt ra, vẻ mặt dữ tợn nhìn về phía vị cao thủ thần cảnh đỉnh phong nọ, nghiến răng nghiến lợi nói, ông đáng chết. Vừa dứt lời, một hơi thở võ thuật hùng hồn bất chợt tràn ra từ trên người anh ta. Cảnh giới võ thuật của vô tử dịch đang từ thần cảnh hậu kỳ bỗng sông lên thần cảnh đỉnh phong. Ngay cả vị cao thủ thần cảnh đỉnh phong của hoàng tộc cũng cảm nhận được một chút áp lực mỏng manh. Liên hợp tấn công đi, lão ta không dám coi thường bèn ra lệnh một tiếng ba vị cao thủ thần cảnh khác đều xông lên trước vây kín vũ tử dịch chỉ dựa vào các ông mà cũng dám ngăn cản tôi à vũ tử dịch nổi giận gầm lên một tiếng đột một chém ra một quyền bấy giờ một luồng uy lực khủng bố ngưng tụ trên nắm tay anh ta trực tiếp tấn công về phía vị cao thủ thần cảnh đỉnh phong của hoàng tộc kia đánh bốn vị cao thủ của hoàng tộc đương nhiên sẽ không đứng nhìn đòn tấn công của vũ tử dịch hạ xuống đồng loạt tung chiêu đánh trả Uinh, Uynh Bốn đòn tấn công cùng rơi xuống người vũ tử dịch. Cùng lúc đó, một quyền của vũ tử dịch cũng rơi xuống ngược vị cao thủ thần cảnh đỉnh phong của hoàng tộc, đối phương như thể bị trúng một đòn cực nặng, liên tiếp lùi lại bảy, tám bước. Đương nhiên, vũ tử dịch cũng trúng đòn không nhẹ, đồng thời phải nhận đòn tấn công của bốn cao thủ thần cảnh, anh ta cảm thấy toàn thân đều đã bị nội thương, cổ họng trào lên một cảm giác tanh ngọt, suýt thì hộp máu. Nhưng anh ta vẫn cố nén xuống, tay lại tung ra một đòn, một quyền này đã ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của anh ta. Không ổn, lùi ngay. Ba vị cao thủ hoàng tộc còn lại lập tức biến sắc, vội vàng lùi lại. Ngay cả cao thủ thần cảnh đỉnh phong mạnh nhất của bọn họ còn bị một quyền của vũ tử dịch đẩy lùi bảy, tám bước. Nếu đòn này rơi xuống người bọn họ, chỉ e bọn họ sẽ lập tức bị thương nặng, thậm chí tử vong, hoàn toàn không có sức chống trả. Uyên, nhưng mặc dù bọn họ đã lùi lại rất nhanh, vẫn có một cao thủ thần cảnh trung kỳ bị vũ tử dịch đánh trúng. Phụt, vị cao thủ thần cảnh trung kỳ kia lập tức hộp máu, thân thể bay ra xa hơn chục mét, đã bị trọng thương đến độ không còn sức bỏ dậy. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trong bốn cao thủ thần cảnh đã có hai người trọng thương, một là vị cao thủ thần cảnh đỉnh phong mạnh nhất, hai là một cao thủ thần cảnh trung kỳ. Điều đáng chú ý nhất là, vô tử dịch mới chỉ có cảnh giới thần cảnh hậu kỳ mà thôi, nhưng nay lại có thể phát huy thực lực khủng khiếp cỡ đó. Trong hai vị cao thủ còn lại, một vị là thần cảnh trung kỳ, một vị là thần cảnh hậu kỳ. Lúc này cả hai đang nhìn về phía vô tử dịch, ánh mặt cực kỳ khiếp hãi. Mắt vô tử dịch đã đỏ lên như máu, mặt mày dư tợn, quát to, đây là do các người ép tôi, vậy để tôi giết sạch các người rồi mới đi. Dứt lời, chân anh ta lập tức di chuyển, phóng thẳng về phía vị cao thủ thần cảnh hậu kỳ. Dĩ nhiên vô tử dịch cũng biết, trạng thái này của mình không thể duy trì được lâu, phải đánh trọng thương đám người này với tốc độ nhanh nhất có thể, như thế anh ta mới có cơ hội rời khỏi nơi này. Giết! Một giây tiếp theo, anh ta đã vào tới trước mặt cao thủ thần cảnh hậu kỳ kia, tung một cước cực nhanh. Uịch! Một tiếng động trầm trầm vang lên, vô tử dịch đã đá trúng ngực vị cao thủ thần cảnh hậu kỳ, đối phương thậm chí còn chưa kịp đỡ đòn, thân thể đã bị đá bay ra ngoài như diều đứt dây. Vậy là, trong bốn cao thủ thần cảnh của hoàng tộc đã có ba người mạnh nhất bị trọng thương, không còn sức chiến đấu nữa người còn sót lại chỉ là một cao thủ có thực lực yếu nhất, thần cảnh trung kỳ. Cậu trốn không thoát đâu, tôi khuyên cậu tốt nhất nên đứng yên chịu trói đi. Vị cao thủ thần cảnh trung kỳ kia nghiến răng nói. Đồ không biết tự lượng sức mình. Vô tử dịch đằng đằng sát khí, chân thoáng di động, thân thể lại vọt lên, chớp mắt tiếp sau đó, anh ta đã xuất hiện trước mặt đối thủ, vung tay đánh ra một trường. Vị cao thủ sau cùng của hoàng tộc bị đánh hộc máu, bay ngược ra sau. Cho tới lúc này, bốn cao thủ thần cảnh của hoàng tộc đều đã bị trọng thương, không còn ai có năng lực tiếp tục chiến đấu. Mấy người thượng quan hoàng ở cách đó không xa đều mang vẻ mặt tuyệt vọng. Bây giờ, Dương Thanh bị thương nặng, hai anh em Tống Tả và Tống Hữu cũng bị Diệp Lâm làm trọng thương, cũng như lời lão ta nói, còn ai có thể cứu Dương Thanh đây? Cậu Thanh, cậu mau tỉnh lại đi. Tống Tả và Tống Hữu ngã bên cạnh Dương Thanh đều mong đợi nhìn về phía anh, cầu xin nói lúc này dương thanh giống như một hòa thượng đang ngồi thiền vừa giống như đã ngủ thiếp đi chỉ cần diệp lâm đánh tới e rằng dương thanh sẽ bị hạ gục trong nháy mắt có thể nói dương thanh là hy vọng của hai anh em họ tống cũng là hy vọng của những thế lực thân thiết với dương thanh là mấy người thượng quan hoàng nhưng diệp lâm đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt dương thanh đứng trên cao nhìn dương thanh đang ngồi khoanh chân tàn nhẫn nói đợi đến lúc mày chết rồi hoàng tộc họ diệp chắc chắn sẽ tìm đến tất cả người thân bạn bè của mày sau đó giết chết bọn họ mày yên tâm tao sẽ không để mày quá cô đơn dưới nơi suối vàng đâu không phải mày vẫn luôn không muốn đế thôn xuất thế sao đợi khi mày chết rồi cuộc đấu võ tranh giành ngôi vương của yến đô sẽ tiếp tục tiến hành không có mày ngăn cản hoàng tộc họ diệp tao có thể tùy ý nâng đỡ một con dối biết nghe lời sau này đế thôn cũng sẽ do hoàng tộc họ diệp tao quản lý dương thanh mày có thể chết rồi diệp lâm vừa dứt lời một khí thế võ đạo đáng sợ ngưng tụ trên chân phải của lão ta, chân trái của lão ta không di chuyển, còn chân phải thì đá về phía sau, sau đó muốn đạp lên đầu Dương Thanh. Chết đi! Diệp Lâm hét to một tiếng, chân phải mang theo tất cả sức mạnh của cao thủ siêu phàm ngũ cảnh rậm mạnh xuống. Vù! Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, lúc đòn chí mạng này của Diệp Lâm rơi xuống, Dương Thanh khi nãy còn đang ngồi khoanh chân ngay tại chỗ đột nhiên biến mất, mà đòn tấn công của Diệp Lâm cũng thất bại. Lúc này, Diệp Lâm cảm thấy nổi da gà khắp người, lão ta có ảo giác Dương Thanh khi nãy còn ở trước mặt mình thật sự đã biến mất không còn tâm hơi. Một cảm giác nguy hiểm cực kỳ đáng sợ xuất hiện trên người lão ta. Dương Thanh, mày lăn ra đây cho tao, Diệp Lâm tức muốn hộp máu, giận dữ hết to. Sâu trong đôi mắt của lão ta lộ ra chút sợ hãi, rõ ràng Dương Thanh đã như đèn cạn dầu, không ngờ lại biến mất lúc đòn tấn công của lão ta rơi xuống, điều này khiến lão ta có cảm giác như đang nằm mơ vậy nhưng lão ta hiểu tất cả mọi chuyện đều là sự thật dương thanh thật sự đã biến mất ngay cả lão ta cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của dương thanh như thế thật sự rất nguy hiểm đúng lúc này một cảm giác vô cùng nguy hiểm bỗng xuất hiện sau lưng diệp lâm sắc mặt diệp lâm lập tức thay đổi vội vã xoay người vào lúc xoay người lão ta đã chuẩn bị sẵn sàng để tấn công đấm một phát về phía sau ầm um, dương thanh đứng ở sau lưng hờ hứng giơ tay lên nắm đấm của diệp lâm đánh vào lòng bàn tay của anh Dương Thanh. Diệp Lâm nhìn Dương Thanh trước mặt bằng vẻ mặt dữ tợn, cực kỳ tức giận. Lão ta thật sự không nghĩ ra rốt cuộc trên người Dương Thanh đã xảy ra chuyện gì, nhưng lão ta có thể cảm nhận được một hơi thở cực kỳ nguy hiểm từ trên người anh. Lão ta đã là cao thủ siêu phàm ngũ cảnh, nhưng vẫn cảm thấy Dương Thanh nguy hiểm, có thể tưởng tượng được Dương Thanh lúc này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Diệp Lâm, trêu vào tôi, sẽ là ác mộng cả đời này của ông, cũng sẽ là ngày tận thế của hoàng tộc họ Diệp ông dương thanh cất lời vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh như đang nói một chuyện rất bình thường diệp lâm sắp nổi điên rồi một cao thủ cảnh giới võ thuật chỉ là siêu phàm nhị cảnh lại dám uy hiếp cao thủ siêu phàm ngũ cảnh hàng thật giá thật là lão ta nhưng khí thế võ đạo trên người dương thanh lúc này lại cực kỳ đáng sợ dù là lão ta cũng bị chấn áp chỉ biết nói khoác đánh bại tao đã rồi nói diệp lâm giận dữ quát lên điên cuồng đánh một đòn về phía dương thanh hừ dương thanh tỏ vẻ xem thường khí thế võ đạo trên người dâng cao, đấm ra một phát. Oanh! Một âm thanh thật lớn vang lên, nắm đấm của Dương Thanh đánh mạnh lên lồng ngực của Diệp Lâm, khiến Diệp Lâm liên tục lùi 7-8 bước. Đòn đánh này hoàn toàn hủy đi sự tự tin của Diệp Lâm. Cảnh, cảnh giới của mày, đột phá rồi. Diệp Lâm cố nén máu tươi muốn trào ra ở sâu trong cổ họng, nhìn chầm chằm Dương Thanh chất vấn. Trừ khi là Dương Thanh đột phá, nếu không lão ta thật sự không nghĩ ra vì sao Dương Thanh đã bị thương nặng còn có thể bộc phát ra thực lực đáng sợ như thế. Ông không có tư cách biết. Dương Thanh lạnh lùng nói, ông có thể chết rồi. ầm 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 Đúng vào lúc này, một khí thế võ đạo vừa đáng sợ vừa tà ác bỗng dưng tràn ngập cả Yến Sơn, cả Yến Sơn đều bắt đầu rung lên dưới khí thế tà ác và kinh khủng này. Xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, những cao thủ đang theo dõi cuộc chiến ở cách đó không xa ngay cả đứng cũng không vững, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi. Dương Thanh vốn dĩ muốn cho Diệp Lâm một đòn cuối cùng cũng vô thức ngừng tấn công, vẻ mặt khiếp sợ, đưa mắt nhìn về một hướng. Diệp Lâm cũng nhìn về hướng kia, hơi thở võ đạo kinh khủng và tà ác đó truyền đến từ hướng kia. Một ông lão mặc áo đen xuất hiện dưới ánh nhìn chăm chú của Dương Thanh và Diệp Lâm. Lưu lão quái. Nhìn thấy Lưu lão quái, Diệp Lâm lập tức vui vẻ, khí thế đáng sợ vượt xa siêu phàm ngũ cảnh đang phát ra từ trên người Lưu lão quái. Lưu lão quái vốn dĩ được hoàng tộc họ Diệp mời đến để cùng đối phó với Dương Thanh, bây giờ Diệp Lâm đã nhận ra mình không phải đối thủ của Dương Thanh, bây giờ Lưu lão quái bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy, điều này khiến lão ta cực kỳ vui vẻ. "Dương Thanh, hôm nay mày chết chắc rồi, ha 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 ha." Diệp Lâm lập tức cười to, ánh mắt cực kỳ đắc ý, lúc nhìn về phía Dương Thanh giống như đang nhìn một kẻ đã chết vậy. Dương Thanh không để ý đến Diệp Lâm, mà nhìn về phía Lưu lão quái bằng vẻ mặt nặng nề anh cảm nhận được một hơi thở cực kỳ tà ác từ trên người lão ta lúc này đôi mắt lưu lão quái đỏ bừng tựa như một ác ma đến từ địa ngục vô cùng đáng sợ dương thanh có một ảo giác lưu lão quái bây giờ như sắp không thể khống chế bản thân rồi vậy cậu thanh hai anh em tống tả và tống hữu đứng bên cạnh dương thanh vẻ mặt nghiêm túc không thấy diệp hoàng đâu nữa tống hữu chợt cất lời tôi hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở của diệp hoàng chỉ có một khả năng, đó là lão ta đã chết rồi, Tống Tả cũng lên tiếng. Dương Thanh thử cảm nhận, nhưng thật sự không cảm nhận được hơi thở của Diệp Hoàng. Nơi này là Yến Sơn, vốn dĩ là nơi bọn họ quyết chiến, hoàng tộc họ Diệp đến là muốn khống chế đế thôn, Diệp Hoàng không thể rời đi vào tình huống thế này được, vậy chỉ có một khả năng, Diệp Hoàng đã chết. Nhưng vì sao Diệp Hoàng lại chết, bị ai giết? Nơi này là chiến trường của cao thủ siêu phàm cảnh, ngoài Dương Thanh và hai anh em họ Tống chỉ còn lại Diệp Lâm, Lưu Lão Quái và một Diệp Hoàng. Khi nãy anh và hai anh em họ Tống đều bị Diệp Lâm làm bị thương nặng, chỉ có Lưu Lão Quái và Diệp Hoàng đột nhiên biến mất. Bây giờ chỉ có một mình Lưu Lão Quái xuất hiện, còn hơi thở của Diệp Hoàng thì lại biến mất, chỉ có thể nói Lưu Lão Quái chính là người giết chết Diệp Hoàng. Diệp Lâm cũng không phải kẻ ngốc, nhanh chóng nhận ra điều này. Trước đó lúc Lưu Lão Quái ra tay với Diệp Hoàng cũng là lúc Diệp Lâm ra tay với Dương Thanh, cho nên lão ta hoàn toàn không chú ý đến chuyện của Diệp Hoàng. Bây giờ lại cảm thấy điều không đúng từ trên người Lưu Lão Quái. Lời của Lưu Lão Quái khiến tất cả mọi người đều sững sờ, không ngờ Diệp Hoàng thật sự bị lão ta giết chết rồi. Dương Thanh cũng lập tức nhớ ra Lưu Lão Quái vốn dĩ đến từ Miêu Thành, mà Miêu Thành là nơi ẩn thế chuyên tu luyện cổ thuật. Bản thân Lưu Lão Quái cũng là đại sư cổ thuật lúc trước khi giao chiến với anh, lão ta cũng từng sử dụng cổ thuật mạnh mẽ. Dương Thanh tận mắt nhìn thấy lưu lão quái dùng cổ thuật giết người, diễn tả bằng từ giết người trong vô hình cũng không quá đáng. Lưu lão quái, vẻ mặt Diệp Lâm vô cùng dữ tợn, lão ta quát khẽ một tiếng. Diệp Hoàng là con trai của lão ta, cũng là đứa con trai xuất sắc nhất, nếu không mấy chục năm trước, vị trí hoàng chủ của hoàng tộc họ Diệp cũng sẽ không giao cho Diệp Hoàng. Mà Diệp Hoàng cũng không phụ sự kỳ vọng của lão ta, bây giờ đã bước vào siêu phàm cảnh, thiên phú võ đạo như vậy có thể nói là hàng đầu ở cả chiêu châu. Chỉ cần hôm nay bọn họ có thể làm cho đế thôn xuất thế, sau đó khống chế trong tay mình, hoàng tộc họ Diệp sẽ có thể trở thành gia tộc hàng đầu không thua gì hoàng tộc cổ xưa. Nhưng bây giờ, con trai ưu tú nhất của lão ta, hoàng chủ của hoàng tộc họ Diệp đã chết rồi, quan trọng là Diệp Hoàng còn bị đồng bọn hợp tác với mình giết chết, đúng thật là nực cười. Diệp Lâm, tuy mục đích của tôi và ông không hoàn toàn giống nhau, nhưng chúng ta có cùng một mục đích đó chính là giết chết dương thanh có lẽ ông cũng biết dương thanh bây giờ mạnh đến mức nào dù là ông hay tôi đều không phải đối thủ của cậu ta một khi cậu ta đánh bại tôi và ông hai chúng ta sẽ chết chắc đến lúc đó hoàng tộc họ diệp của ông cũng hoàn toàn bị tiêu diệt tôi vốn dĩ là đại sư cổ thuật chỉ cần tôi có thể có được tinh huyết của cao thủ mạnh hơn sẽ có thể nâng cao thực lực trong khoảng thời gian ngắn bây giờ võ thuật của con trai ông đã bị phế Đối với ông ta, sống sót cũng là đau khổ, tôi chỉ cho ông ta ra đi một cách thoải mái mà thôi, còn có thể nâng cao thực lực của tôi. Ông phải hiểu, tôi mạnh rồi sẽ có thể thuận lợi giết chết Dương Thanh, đến lúc đó hoàng tộc họ Diệp của ông cũng sẽ được lợi. Lưu lão quái nhìn chằm chằm Diệp Lâm bằng đôi mắt đỏ tươi. Trên mặt Diệp Lâm tràn đầy lửa giận, chỉ muốn xé nát Lưu lão quái. Nhưng lão ta cũng hiểu Lưu lão quái nói là sự thật, không biết vì sao bây giờ thực lực của Dương Thanh bỗng dưng tăng vọt. Ngay cả lão ta cũng không phải đối thủ của anh. Chuyện hôm nay cực kỳ quan trọng với hoàng tộc họ Diệp, liên hệ tới cả tương lai của hoàng tộc họ Diệp. Lão ta là cao thủ mạnh nhất của hoàng tộc họ Diệp, một khi lão ta thất bại, Dương Thanh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hoàng tộc họ Diệp. Tuy đúng là có lý, nhưng Lưu lão quái giết chết con trai mình, mối thù này vẫn còn đó. Đây là thánh dược chữa thương của Miêu Thành tôi, coi như tôi bồi thường việc sử dụng tinh huyết của con trai ông. Lưu lão quái tiện tay ném một bình sứ trắng về phía Diệp Lâm. Diệp Lâm nhận lấy bình thuốc, vẫn không thể kìm nén lửa giận trong lòng, nhưng lão ta cũng hiểu bây giờ không phải lúc tính sổ với Lưu lão quái. "Được, tôi sẽ tạm thời bỏ qua mối thù giết con trai." Diệp Lâm cắn răng nghiến lợi nói. "Ha ha, được, hợp tác vui vẻ." Lưu lão quái cười to. Lúc này, đôi mắt lão ta hoàn toàn đỏ ngầu, khí thế võ đạo trên người cũng cực kỳ điên cuồng một khí thế võ đạo vượt xa siêu phàm ngũ cảnh phát ra từ trên người lão ta, giống như muốn chân áp toàn bộ yến đâu vậy. Trong mắt Dương Thanh nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị, anh khó khăn lắm mới đột phá đến siêu phàm tam cảnh, cũng lần đầu tiên tu luyện phép hô hấp tầng thứ 6 của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh, dù thành công, nhưng dẫu sao cũng chỉ mới bắt đầu tu luyện. Tạm thời cũng chỉ miễn cưỡng dùng phép hô hấp tầng thứ 6 bộc phát ra thực lực của thể đấu với siêu phàm ngũ cảnh thôi. Mà khí thế trên người lưu lão quái cực kỳ đáng sợ, có lẽ đã đạt đến siêu phàm lục cảnh, bây giờ còn có một Diệp Lâm là siêu phàm ngũ cảnh. Chuyện này đem lại áp lực rất lớn với Dương Thanh, muốn dựa vào sức một người đánh bại hai người này, gần như không có hy vọng. Nhưng bây giờ hai anh em Tống Tả và Tống Hiếu đều đã bị thương nặng, dù còn có sức đánh một trận, nhưng vẫn không phải đối thủ của Diệp Lâm. Muốn đánh bại Lưu Lão Quái và Diệp Lâm, chỉ có thể dựa vào anh thôi. Diệp Lâm, ngay cả nỗi nhục như thế mà ông cũng có thể khoan nhượng sao? lưu lão quái đã giết chết con trai của ông ông không đi trả thù lão ta lại còn muốn đến giết tôi không cảm thấy buồn cười à dương thanh lạnh lùng chất phấn diệp lâm không hề che giấu ý muốn giết chết dương thanh của mình nhìn chằm chằm dương thanh bằng đôi mắt đỏ bừng đây đều do mày ép nếu không vì mày thì đế thôn đã xuất thế đã bị hoàng tộc họ diệp của tao khống chế rồi nếu không vì mày con trai diệp hoàng của tao sao có thể chết cho nên tất cả những chuyện này đều do mày cả dương thanh mày nhất định sẽ phải trả giá nặng nề đợi sau khi giết chết mày rồi tao sẽ đuổi cùng giết tận tất cả những người có liên quan đến mày tao thể đấy nghe diệp lâm nói xong trong mắt dương thanh tràn đầy sát khí vốn dĩ sau khi biết diệp hoàng bị lưu lão quái giết chết anh còn rất vui vẻ nhưng không ngờ diệp lâm lại tính hết những thứ này lên đầu anh không những thế còn muốn liên thủ với kẻ giết con trai mình để đối phó với anh dương thanh hôm nay mày nhất định phải chết tao sẽ dùng máu tươi của mày để nuôi dưỡng cổ trùng, đến lúc đó, thực lực của tao lại có thể tiến thêm một bậc rồi. Ha 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 ha, lưu lão quái điên cuồng cười to, trong lúc cười to, một khí thế võ đạo đáng sợ phát ra từ trên người lão ta. Giết, lưu lão quái tức giận quát một tiếng, gần như lập tức xuất hiện ở trước mặt Dương Thanh. Giết giết giết, Diệp Lâm cũng tức giận xông về phía Dương Thanh, giống như muốn chút hết sự căm hận vì cái chết của Diệp Hoàng lên người anh vậy. Một cao thủ siêu phàm ngũ cảnh, một cao thủ siêu phàm lục cảnh, đều là cao thủ hàng đầu hàng thật giá thật, bây giờ lại liên thủ đối phó với một cao thủ mới bước vào siêu phàm tam cảnh. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, e rằng mấy gia tộc ẩn thế kia sẽ phải khiếp sợ. Cảm nhận được sát khí vô cùng mãnh liệt kéo về phía mình, Dương Thanh cũng không dám lơ là, sử dụng phép hô hấp tầng thứ 6 của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh đến cực hạn. Tuy chỉ mới tu luyện tới phép hô hấp tầng thứ 6, nhưng đã không còn thời gian để anh làm quen nữa rồi anh chỉ có thể dốc hết sức để nâng cao thực lực thôi. Gần như cùng một lúc, một khí thế võ đạo có thể sánh bằng siêu phàm lục cảnh phát ra từ trên người Dương Thanh. Cút, Dương Thanh giận dữ quát một tiếng, dồn khí xuống đan điền, dậm mạnh xuống đất, mặt đất sung lên, trước mặt anh bỗng nhiên xuất hiện một cái khe hở rộng nửa mét, xung quanh anh cũng bụi đất tung bay. Lúc này lưu lão quái đã xông tới, giơ tay lên đánh ra một đòn, nhắm thẳng vào đầu Dương Thanh. Còn Diệp Lâm thì bị khe hở đột nhiên xuất hiện trước mặt Dương Thanh ngăn cản, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt đã vượt qua khe hở, xông về phía Dương Thanh. Đòn tấn công của hai cao thủ siêu phàm cảnh cùng nhầm vào Dương Thanh. Oanh, Dương Thanh biết không thể né tránh, chỉ có thể ra chiêu ngăn cản, anh đấm ra một phát, đấu với đòn tấn công của Lưu Lão Quái. Anh em Tống Tả và Tống Hữu ở bên cạnh thấy Lưu Lão Quái và Diệp Lâm cùng tấn công Dương Thanh thì rất lo lắng, nhưng lại bất lực. Cậu Thanh, hai người đồng loạt hô to một tiếng, tựa như tiếng hô này mới có thể chút ra được nỗi khó chịu trong lòng bọn họ. Cao thủ của các gia tộc giàu có đứng xem ở cách đó không xa cũng tỏ vẻ căng thẳng, đặc biệt là mấy thế lực hoàng tộc có quan hệ mật thiết với Dương Thanh. Oanh, oanh, hai tiếng va chạm nặng nề liên tục vang lên. Đòn thứ nhất là Dương Thanh đấu với Lưu Lão Quái, còn đòn thứ hai là tiếng công kích của Diệp Lâm đánh lên người Dương Thanh. ầm ầm ầm, dưới đòn đánh này một khí thế võ đạo cực kỳ đáng sợ lan tràn ra bốn phương tám hướng khiến vô số đá vụn bay lên núi đá dưới chân mấy người dương thanh cũng lập tức nứt toác dương thanh cảm thấy cả cánh tay như sắp đứt lìa lúc so đấu với lưu lão quái một kinh khí võ đạo đáng sợ lan tràn ra cả cánh tay theo nắm đấm của anh tuy anh có thể mượn đại đạo thiên diễn kinh bộc phát ra sức mạnh ép siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong nhưng suy cho cùng anh cũng chỉ là cao thủ mới bước vào siêu phàm tam cảnh thôi Cường độ thân thể của anh thua xa Lưu Lão Quái và Diệp Lâm. Nhưng điều khiến Dương Thanh khó chịu nhất cũng không phải là đấu với Lưu Lão Quái, mà là một đòn kia của Diệp Lâm, đánh rơi một miếng thịt trên bả vai anh. Vào thời khắc mấu chốt khi nãy, nếu không phải anh hơi tránh né, một đòn đó của Diệp Lâm đã đánh trúng đầu của anh rồi, e rằng đầu của anh cũng sẽ bị Diệp Lâm đánh nát. Cảm giác đau đớn nóng rát truyền đến từ trên bả vai của Dương Thanh. Nhưng đây đã là cách ứng phó tốt nhất rồi đối mặt với đòn tấn công cùng lúc của Lưu Lão Quái và Diệp Lâm, anh hoàn toàn không có cách tránh né, chỉ có thể nghênh chiến thôi. Lưu Lão Quái là cao thủ siêu phàm lục cảnh, Dương Thanh hoàn toàn không thể chịu được một đòn chí mạng của lão ta, cho nên chỉ có thể so đấu với Lưu Lão Quái, sau đó đỡ đòn của Diệp Lâm. Chiến thuật như thế chỉ khiến Dương Thanh bị thương một chút, chứ không thể lấy mạng anh. Cốt, Dương Thanh giận dữ gào lên một tiếng, đạp lên người Diệp Lâm, người Diệp Lâm lập tức bay ngược ra ngoài như diều đứt dây sắc mặt của lưu lão quái lạnh lẽo, lại đánh xuống một đòn chí mạng, lão ta không ngờ cổ trùng của mình đã hấp thu tinh huyết của Diệp Hoàng, thực lực cũng đã tăng cao, nhưng vẫn không thể giết chết Dương Thanh bằng một đòn. Dương Thanh đã chuẩn bị trước, vào khoảnh khắc vừa đá bay Diệp Lâm, một chân khác đã dẫm xuống đất, cả người lùi nhanh về sau như tia chớp. Vù, đòn chí mạng của lưu lão quái gần như lướt qua ra đầu của Dương Thanh. Dương Thanh sợ đến mức mồ hôi chảy ròng ròng. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra trong trước mắt, biểu hiện của dương thanh vượt ngoài dự đoán của mọi người ngay cả hai anh em họ tống cũng sợ ngây người vốn dĩ bọn họ cho rằng dương thanh sẽ bị giết chết thật sự không ngờ rằng dương thanh lại tạo ra kỳ tích đúng chính là kỳ tích dù là hai người bọn họ cũng chưa từng gặp người trẻ tuổi đáng sợ như thế với thực lực siêu phàm tam cảnh lại có thể xử lý đòn tấn công của hai cao thủ siêu phàm ngũ cảnh và lục cảnh e rằng những gia tộc cổ võ ẩn thế kia cũng không đào tạo được thiên tài võ đạo như thế nhỉ Hai, Long Tấn đang theo dõi trận chiến ở cách đó không xa bỗng hét to một tiếng. Khi nãy lão ta cho rằng Dương Thanh chết chắc, nhưng Dương Thanh chẳng những không bị Lưu Lão Quái giết chết mà còn đánh bay Diệp Lâm, đồng thời né tránh được đòn đánh chí mạng của Lưu Lão Quái. Đây thật sự chính là một buổi tiệc thị giác, chỉ có những cao thủ trên thần cảnh đỉnh phong mới có thể nhìn thấy, còn những cao thủ dưới thần cảnh đỉnh phong hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, bọn họ chỉ thấy Diệp Lâm và Lưu Lão Quái cùng nhằm về phía Dương Thanh sau đó thì thấy diệp lâm bay ra ngoài rồi dương thanh lại lùi xa mười mấy mét đây chính là sự đáng sợ của cao thủ siêu phàm cảnh sao chủ của một vài thế lực hàng đầu lẩm bẩm nói nhỏ ánh mắt vô cùng nóng bỏng chứa đựng sự chờ mong với siêu phàm cảnh dương thanh mày đúng là mạng lớn tao cũng phải thừa nhận thực lực của mày rất mạnh thiên phú võ đạo cũng là hàng đầu kể cả thiên tài của gia tộc cổ võ cũng không bằng mày nhưng thế thì sao gặp tao hôm nay mày chỉ có một con đường chết thôi Lưu lão quái nhìn về phía Dương Thanh, chiến ý trong mắt càng nồng đậm hơn. Nếu Dương Thanh không đỡ nổi một đòn, lão ta còn cảm thấy vô vị ấy chứ. Bây giờ thực lực mạnh mẽ Dương Thanh thể hiện ra càng khiến lão ta càng hứng thú hơn. Chỉ như thế mới có thể kiểm nghiệm xem bây giờ mình mạnh đến mức nào. Ngay cả đồng tử của Lưu lão quái cũng trở thành màu đỏ như máu, trong trắng mắt cũng như bị máu nhuộm, trông cả người cực kỳ tà ác. Khí thế võ đạo trên người lão ta cũng tăng lên đến mức tối đa, Cao thủ siêu phàm lục cảnh chân chính. Lúc này, Lưu lão quái thật sự vô cùng hưng phấn, trong mắt lão ta, giết chết Dương Thanh cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi, một khi lấy được tinh huyết của Dương Thanh, cảnh giới võ đạo của lão ta sẽ trở nên mạnh hơn nữa. Còn Diệp Lâm, sau khi gặp phải một đòn chí mạng của Dương Thanh thì đã bị thương nặng, lão ta vốn dĩ là siêu phàm ngũ cảnh, nhưng bây giờ e rằng chỉ có thể bộc phát ra sức mạnh của siêu phàm tam cảnh thôi. Thực lực như vậy, e rằng không thể tiếp tục chiến đấu với Dương Thanh nữa dương thanh trong mắt diệp lâm lộ vẻ không cam lòng còn có sát khí nồng đậm dù lão ta muốn giết dương thanh nhưng cũng không phải người kích động lão ta biết cách tốt nhất bây giờ chính là giao dương thanh cho lưu lão quái đối phó còn lão ta thì phải hồi phục bằng tốc độ nhanh nhất ai biết được có còn cao thủ ẩn thế mạnh hơn đang âm thầm theo dõi cuộc chiến không đợi sau khi lưu lão quái giết chết dương thanh lão ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm hôm nay phải nghĩ cách dẫn đế thôn xuất thế sau đó sắp xếp bù nhìn đi kế thừa đế thôn đến lúc đó hoàng tộc họ diệp sẽ thật sự có tư cách phân cao thấp với hoàng tộc cổ xưa dương thanh mày chuẩn bị xong chưa lần này tao sẽ không nương tay nữa đâu nếu mày chỉ có chút thực lực này thì lần này mày sẽ chết chắc lưu lão quái kiêu ngạo nói trên người xuất hiện sát khí đáng sợ dương thanh hít vào một hơi thật sâu ánh mắt vô cùng kiên định không hề có ý lùi bước vì anh hiểu bây giờ dù lùi bước cũng không còn chút ý nghĩa gì cả kẻ thù gặp nhau ai gan dạ thì thắng dù cảnh giới võ đạo của anh không bằng Lưu lão quái thì thế nào, trên con đường này, anh đã đứng trước cửa sinh tử rất nhiều lần rồi, nhiều lần như vậy đều chưa chết, lần này có thể thế nào? Dương thanh niên cuồng vận hành phép hô hấp tầng thứ 6 của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh. Muốn vận hành mỗi một tầng phép hô hấp đều cực kỳ khó khăn, giống như trước đó khi Dương Thanh còn là siêu phàm nhị cảnh, anh hoàn toàn không thể vận hành được phép hô hấp tầng thứ 6.